chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồn xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện 61, bại lộ dị năng, vu cái này phòng ngự lồng ánh sáng một khi mở ra chính là bên trong không xuất ngoại không tiếng bởi vậy rơi vào người bên ngoài nhóm nháy mắt tuyệt vọng, có thể biến thân các thú nhân nổi giận gầm lên một tiếng biến thân làm hình thú, cũng bất kể có phải hay không là chiến đấu hình liền hướng phía rơi xuống đất ba con kỳ tước nhào tới, một nháy mắt, đông đảo mảnh thú lăng làm một đoàn, đủ loại gào thét hỗn tạp lại với nhau, xung quanh cỏ cây tất cả đều bị ép lật, bùng đầu cũng bay lên lên, Giang Minh Nguyệt trong lúc nhất thời cũng không thể nào xuống tay, đành phải nhìn xem bên ngoài không ngừng cắn xé chúng thú âm thầm lao vệt mồ hôi trên bầu trời ngay tại bay 18 con hình chim thú nhân thấy thế cũng vô pháp nhúng tay, chỉ có thể càng không ngừng xoay quanh, cũng may kỳ tước tại không trung lợi hại, trên đất bằng lại không ưu thế gì, vốn là bị thương, vây công các thú nhân lại quá nhiều, bởi vậy chỉ có thể phát ra trận trận gào thét, sau đó cái này gào thét cũng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hóa thành hư vô, hỗn loạn chiến đấu cuối cùng kết thúc, các thú nhân tản ra, đám người liền gặp được ba đám máu thịt be bé, bé liền lông vũ đều kém chút bị toàn bộ lột sạch kỳ tức thi thể, máu tươi đã nhân ẩm ướt phía dưới thổ địa, vu đem ánh sáng che đậy thu hồi, người ở bên trong nhóm nháy mắt liền liền xông ra ngoài, chiến đấu các thú nhân cũng đều kịch liệt thu nhỏ, vừa vặn đổ vào nên tới tộc nhân trong ngực, tại trên người của bọn hắn, tất cả đều khác biệt trình độ bị thương, có là cào thương, sâu đủ thấy xương, có là mổ tổn thương, có thể luồn vào một cái to bằng nắm đấm lỗ máu giang minh nguyệt cũng không đoái hoài tới bị uyên bộ lạc phát hiện bí mật lập tức hướng phía thụ thương các tộc nhân mà đi từ thương thế nặng nhất bắt đầu trên tay màu trắng loáng tia sáng liên tục không ngừng mà tràn vào vết thương đem những vết thương này từng cái vuốt lên kịp thời cứu vãn mấy đầu sinh mệnh uyên bộ lạc người đều kinh ngạc đến ngay người nhìn xem một màn này ngu ngơ tại nguyên chỗ so trông thấy hung thú còn kinh ngạc vạn phần cái này đây là vô lực sao có người đâu lẩm bẩm lên tiếng còn trẻ như vậy vu, trách không được nàng được xưng là vu người thừa kế, nguyên lai tuổi còn nhỏ liền đã, có lợi hại như vậy vu lực, nàng thật là lợi hại a, à. không cần bôi thuốc liền đem mọi người cứu trở về, ngươi nhìn lớn như vậy vết thương vậy mà nhanh như vậy liền khép lại, quá thần kỳ, viên bộ lạc người nghị luận ầm ĩ, toại bộ lạc người thì là một bộ cùng nhữ vinh yên dáng vẻ, sau đó vội vàng thu thập tảng mát đồ vật, quét dọn lên chiến trường tới. Viên bộ lạc tù trưởng lôi cùng vu cũng đi tới, nhìn xem giang minh nguyệt chữa bệnh một màn này tấm tắc lấy làm kỳ lạ nguyên bộ lạc vu thậm chí còn nện vu một chút thanh một ngươi cũng ẩn tàng quá sâu đi ta nói ngươi làm sao lại thu một cái sẽ không thay đổi thân tiểu cô nương vì người thừa kế đâu nguyên lai nàng lại có thiên phú như vậy ngươi thật đúng là nhặt cái đại tiện nghi vu cười cười cao ước a à. đây chính là ta người thừa kế nguyên trạch ngươi ao ước liền tranh thủ thời gian tìm đi thiên phú như vậy cũng không phải ai cũng có thế có gặp gỡ một cái đã là trời ban, còn muốn lại muốn, nguyên bộ Lạc Phu nguyên trạch rất là thanh tĩnh, lúc này hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi, đứa nhỏ này là thế nào bị phát hiện có thiên phú như vậy, thức tỉnh nghi thức bên trên, những người khác huyết mạch thức tỉnh có thể biến thân hình thú, nhưng là nàng lại tiếp thụ lấy một phần truyền thừa, thu hoạch được một cái khác đoạn văn minh, bên trong có quan hệ với vu thuật ghi chép, cùng chúng ta có chút khác biệt nhưng là tương thông, ta liền thu nàng làm người thừa kế không nghĩ tới giao lưu phía dưới phát hiện nàng tiếp nhận truyền thừa càng thêm toàn diện tiên tiến, ngược lại là so ta còn phải mạnh hơn một mảng lớn, vu cũng không có cố ý ẩn tàng, đơn giản tự thuật hạ trải qua, thẳng đem nguyên trạch nghe sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía Giang Minh Nguyệt con mắt nháy mắt càng sáng hơn, nếu như ngươi nguyện ý, cũng có thể đưa ngươi vu thuật truyền thụ cho nàng, đứa nhỏ này tương lai rất rộng, một cái bộ lạc vu, kia là vây khốn nàng, nàng sẽ có rộng lớn hơn thiên địa sau người ta đều muốn trọng lớn nhiều thiên địa. Vu nhìn xem Giang Minh Nguyệt ánh mắt tràn đầy từ ái cùng chờ mong, phản phất thật nhìn thấy tương lai tràn cảnh. Nguyên Trạch hiếm thấy không có phản bác, ngược lại rủ xuống con ngươi giống như tại nghiêm túc suy tư thanh một đề nghị. Hai cái tù trưởng cũng tại liền Giang Minh Nguyệt trò chuyện, chẳng qua không thể sao Vu thẳng thắn đối đãi. Tù trưởng Diễm cũng không muốn đem Giang Minh Nguyệt phương diện khác bộc lộ ra đi, bởi vậy một mực đang nhìn trái phải mà nói hắn cũng may lôi cũng không nghĩ tới Giang Minh Nguyệt trừ có lợi hại như vậy vô lực bên ngoài còn có cái khác năng lực, cũng liền bị diễm chủ đề mang lệch đi. Tham dự chiến đấu hết thảy có ba mươi mấy người, trừ bảy tám người tổn thương tương đối trọng bên ngoài những người khác tổn thương đều rất nhẹ, nhưng là Giang Minh Nguyệt vì phía sau đi đường suy nghĩ vẫn là đều cho bọn hắn chữa khỏi. Trong những người này có một nửa là uyên bộ lạc người, tất cả đều đối Giang Minh Nguyệt biểu thị thật sâu cảm tạ. nhau nhau biểu thị đến mục đích sau sẽ dâng lên đồ ăn để báo đáp nàng. Giang Minh Nguyệt từng cái cười ứng, lúc này chiến trường cũng quét sạch sẽ, đám người đem kỳ tước trên người thịt ngon cắt chém mang tốt, sau đó còn lại thi thể bộ phận thì đào hố trên chôn. Có người dùng gia thú ôm lấy tinh nguyên đến tìm tù trưởng, tù trưởng, đều thu thập xong, chẳng qua tinh nguyên chỉ muốn ăn đòn năm miếng, trong đó có một con kỳ tước đầu bị đánh nát, tinh nguyên khả năng không biết tản mát đi nơi nào, chúng ta tìm mấy lần cũng không tìm được. Hai cái tù trưởng nghe vậy nhìn bốn phía, đầy đất bừa bộn dáng vẻ cũng xác thực khó tìm một viên nắm đấm lớn tinh nguyên bởi vậy gật đầu nói không sao nơi này không phải nơi ở lâu mùi máu tươi rất nhanh liền sẽ đưa tới hung thú khác vừa mới biến thân đám người cũng tiêu hao quá lớn cho nên chúng ta đi nhanh lên sau đó tìm một chỗ lại dừng lại chỉnh đốn người tới gật đầu đi thu xếp tù trưởng diễn thì đem tinh nguyên nâng ở trong tay hỏi lôi làm sao chia các ngươi vô cùng nguyệt đều có sức lực ba người các ngươi hai chúng ta tù trưởng diễm cho lôi hai viên tinh nguyên sau đó đem còn sót lại ba cái tinh nguyên giao cho vu vu chờ xuống ngài phụ trợ thích hợp đồ đằng dũng sĩ hấp thu cái này tinh nguyên đi vu nhận lấy nghĩ nghĩ vậy gọi hô giang minh nguyệt đi qua sau đó hạ thấp giọng hỏi nguyệt ngươi còn có thế kế ước hung thú khác a à? có thế giang minh nguyệt gật đầu hệ thống gấu trúc đã từng nói tinh thần lực càng cường đại nhưng khế ước hung thú số lượng liền sẽ càng nhiều Thế giới này hệ thống gấu trúc đem dị năng của mình tất cả đều trả lại, cho nên nàng trước mắt tinh thần hệ dị năng đã cấp 7, xem như phát huy ra 7 thành nàng hồn thể lực lượng, như vậy khế ước cái 7, 8 cái hung thú là khẳng định không có vấn đề, ghi cho ngươi một viên, vu nói liền đem trong tay kỳ tức tinh nguyên cho nàng một viên. Giang Minh Nguyệt đối với kỳ tức thích ăn người đặc tính có chút bài xích, bởi vậy vừa mới chỉ lấy một viên lưu tại nghiên cứu, thấy thế cao mày nói, vu, vẫn là cho loài chim thuộc tính đồ đằng dũng sĩ đi ta không thích giết thích ăn người hung thú cái này kỳ tước không phải ta tập trung tình đồng bạn ta muốn tìm càng thích hợp hung thú tới làm đồng bạn không nghĩ lãng phí danh ngạch vu không nghĩ tới nàng sẽ cự tuyệt nhưng là nghe nàng lý do sau cũng tán đồng nhẹ gật đầu sau đó đem tinh nguyên thu hồi đi tốt a à, ngươi có sự kiên trì của ngươi ta không can thiệp tù trưởng ở một bên nghe lời nói này đều mộng hắn một tay giữ chặt một người có chút không thể tin hỏi các ngươi đang nói cái gì. Là ta phỏng đoán như thế sao? Nguyệt, có thể hấp thu tinh nguyên, trở thành đồ đằng dũng sĩ. Chuyện khi nào? Ta làm sao không biết, hắn có chút kích động, âm thanh run rẩy, tay cũng đi theo có chút giật lên tới, chương 62, tin tức tốt cùng tin tức xấu. Vu Trấn An tính vỗ nhẹ có chút quá kích động tù trưởng, Nguyệt xác thực có thể khế ước hung thú, nhưng là cùng chúng ta đồ đằng dũng sĩ khác biệt nàng dùng không phải thôn phệ hung thú mà là cùng hung thú ký khế ước cộng sinh phương thức ngươi còn nhớ rõ cái kia liên quan tới bình nguyên truyền thuyết sao cái kia có thể cùng hung thú ở chung hòa thuận thần kỳ bộ lạc ta đoán việc tiếp thụ lấy thiên bẩm bên trong văn minh liền cùng cái này bộ lạc thoát không ra quan hệ tù trưởng trong lúc nhất thời sửng sốt chớp mắt một cái con ngươi mới có hơi kịp phản ứng sau đó cùng hỉ bên trong mang theo điểm không thể tin nhìn về phía Giang Minh Nguyệt, Nguyệt, vu nói là thật. Người có thế khế ước hung thú, Giang Minh Nguyệt gật đầu, sau đó đem tay phải đưa tới cho tù trưởng nhìn trên tay tiểu xà hình xăm, còn muốn tạ ơn tù trưởng lần trước đem ba đầu cự mãn tinh nguyên cho ta, hiện tại nó gọi mực nhiễm, là đồng bọn của ta, mực nhiễm. Nó còn có danh tự. Hai chữ danh tự, tù trưởng có chút giật mình, hai chữ danh tự ở đây đại biểu cho thân phận đặc thù, liền tên của hắn cũng chỉ có một chữ được chứ. Giang Minh Nguyệt phản ứng một chút, mới hiểu được tù trưởng để ý chỗ, không khỏi có chút bật cười, nàng tâm niệm vừa động, thủ đoạn hình xăm tựa như đang sống, mực nhụn nửa người trên hư ảnh từ trên cổ tay chui ra, bốn cái đầu rắn hướng phía tù trưởng cùng vu điểm một cái, xem như chào hỏi, cái này cái này cái này, tù trưởng có chút cà lâm, bị cảnh tượng như vậy dọa đến một cái ngửa ra sau, kém chút một cái lão đảo, vu cũng có chút mới lại nhìn xem một màn này, không riêng có thể hiện ra hồn thể lại còn có thể tiến hóa thành bốn đầu cự mãn khế ước này phương thức quả nhiên thần kỳ đồ đằng dũng sĩ là tuyệt đối không làm được đến mức này giang minh nguyệt nhẹ gật đầu sau đó để mực nhiễm rụt trở về nàng chưa nói là hiện tại mực nhiễm còn quá yếu nếu như có thế dựa vào linh dược tu luyện đợi một thời gian mực nhiễm còn có thế một lần nữa tạo hình lần nữa có được thân xác chẳng qua như vậy cùng tràn cảnh cũng không cần xuất hiện ở đây không phải liền sẽ hù đến người vẫn là đặt ở linh tuyền không gian bên trong hoặc là về sau đi. Tu tiên thế giới rồi nói sao, tù trưởng thật lâu im lặng, hiển nhiên lượng tin tức quá lớn trong lúc nhất thời không thể tiếp nhận, đúng lúc phim tới nói đã chuẩn bị thỏa đáng, tù trưởng lúc này phất phất tay, trước đi đường, trước đi đường, rời xa nơi này tìm một chỗ chỉnh đốn sau lại nói, đám người khôi phục đội hình, một lần nữa xác định phương hướng sau lần nữa lên đường, lần này so trước đó tốc độ càng nhanh, mọi người sợ vừa mới kịch chiến chỗ mùi máu tươi sẽ đưa tới hung thú khác cho nên dù là rất nhiều người đã rất là mỏi mệt vẫn là không ngừng nghỉ gấp rút tốc độ đi lần này liền đi tới lúc chạng vạn tối đám người giống hôm qua đồng dạng tìm kiếm chỗ cỏ cây tươi tốt địa phương dừng lại sau đó tìm dầu gai đào đất hố lần nữa nhóm lửa đốt lên dầu gai tới nương theo lấy dầu gai mùi tràn ngập mọi người rốt cục thở vào một cái sau đó còn sinh mặt khác hai đống bình thường đóng lửa đem kỳ tước thịt phóng tới phía trên bắt đầu nướng, đã nướng chính sau đem những cái này thịt phân cho hôm nay tham dự chiến đấu biến thân thú nhân, để mà bổ sung bọn hắn tiêu hao hết thể lực, Giang Minh Nguyệt bởi vì tham dự cứu chữa, cho nên cũng thu hoạch được một khối lớn kỳ tước thịt, nhìn xem hẳn là một cái chân, chẳng qua kỳ tước thịt vốn là tanh, lại thêm không có cái gì gia vị che đậy, Giang Minh Nguyệt chỉ là ngửi một cái, một hơi cũng chưa ăn liền chuyển tay giao cho bằng cậu, để hắn nhìn xem thu xếp bằng cậu được thịt cười cười chuyển tay liền cho đại ca hồng hồng làm chủ tướng thịt chia đều bởi vậy trong gia tộc mỗi người đều chiếm được một miếng thịt bọn hắn cũng không ghét bỏ thịt tanh không tanh chỉ cần có thể nhét đầy cái bao tử bọn hắn đều có thể ăn hết dù sao bình nguyên chi hành vừa mới bắt đầu bây giờ còn chưa đi một phần ba đằng sau sẽ tao ngộ cái gì ai cũng không cách nào bảo hộ sung túc đồ ăn khả năng bảo trì tốt đẹp thể lực bởi vậy không có người sẽ cự tuyệt đồ ăn đêm nay Mọi người bởi vì gặp phải kỳ tước công kích mà ngủ không quá an ổn. Buổi sáng thời điểm, rất nhiều người đều xuất hiện tiều tụy thần sắc, nhưng là không có cách nào, đặc thù thời kỳ, có thể giữ được tính mạng đã là vạn hạnh. Đám người nắm chặt thời gian xuất phát, mới vừa lên đường cũng liền đi một canh giờ đã nghe đến mùi máu tanh tưởi, đi săn đội tiến lên tìm hiểu, Giang Minh Nguyệt tinh thần lực cũng theo đó đi theo, liền gặp một mảnh chiến đấu qua tràn cảnh, chẳng qua gặp phải trận chiến đấu này bộ lạc vận khí cũng không quá tốt, bởi vì trên mặt đất tản mát đều là thú nhân hài cốt xem ra gặp phải hung thú cực kỳ tàn bạo không chỉ là vì ăn càng nhiều hơn chính là ngược sát cho nên trên mặt đất khả năng tán lạc nhiều như vậy thi hài mà lại nơi này thổ nhưỡng gập ghềnh hiển nhiên là bị đụng kịch liệt sau lật tung xem ra cái này hung thú hình thể sẽ không quá nhỏ thể năng cũng là tương đối tốt lúc này đang có cỡ nhỏ ăn một nát tính loài chim ở đây ăn đi săn đội đến đem những cái này loài chim hù dọa nhưng là như cũ quanh quẩn trên không trung lấy không chịu rời đi, không nghĩ từ bỏ cái này đến miệng bữa ăn ngon. Có người trầm mặt trở về tù trưởng, phía trước có nhân loại thi thể hài cốt, hẳn là trước đây không lâu phát sinh qua kịch chiến, chúng ta phải mau mau rời đi, chỉ sợ lân cận còn có hung thú ẩn hiện. Hai cái tù trưởng sắc mặt cũng đều không tốt, lúc này hạ lệnh làm cho tất cả mọi người hết tốc độ tiến về phía trước. Ai ngờ vừa đi ra ngoài cũng liền thời gian một chén trà công phu ở đây thú nhân lập tức liền cảm thấy không đúng, đi ở trước nhất đi sang đội môn nháy mắt liền dừng bước, sau đó sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm phía trước, đáy lòng dâng lên một cổ đến từ linh hồn run rẩy. Giang Minh Nguyệt tinh thần lực lập tức liền để nàng nhìn thấy phía trước trong bụi cỏ ẩn tàng cự hình hung thú, vậy mà, vậy mà là một đầu nhìn có thế có dài mười mấy mét con dung trạng côn trùng, chẳng qua nó giống như không có đầu, đầu của nó rất giống một cái giác hút, bên trong tất cả đều là lít nha lít nhíp sắc bén răng, hiện lên hình cái vòng sắp hàng. Giang Minh Nguyệt có thể tưởng tượng, nếu như bị dạng này giác hút miệng cắn, chỉ sợ thoát hiểm sau cũng không có một khối hoàn chỉnh làn da. Cự hình, côn trùng phần bụng lớn đến đáng sợ, toàn bộ so đầu thô một vòng, kết hợp vừa mới nhìn thấy khung cảnh chiến đấu, không khó tưởng tượng bên trong chứa cái gì. Đừng lên tiếng, tin lời của ta hướng phía cái phương hướng này đi, nói nhỏ chút. Giang Minh Nguyệt lôi kéo tù trưởng tay áo, phía trước có một đầu mọc ra giác hút miệng côn trùng, hẳn là vừa ăn người cho nên đang nghỉ ngơi, chúng ta cẩn thận một chút hẳn là sẽ không bừng tỉnh nó. Tù trưởng Diễm đã biết nàng chỗ đặc thù, cho nên nghe nói như thế cũng không chậm trễ, lúc này khoát tay chặn lại hướng phía Giang Minh Nguyệt chỉ phương hướng liền để mọi người đi mau, đồng thời nhỏ giọng nói cho đám người giữ yên lặng, ai cũng không nghĩ phức tạp, cho nên tất cả đều giữ vững tinh thần yên tĩnh nhanh chóng tiến lên. Đi sang đội cùng đội tuần tra người thì thần kinh căng cứng thời khắc đề phòng, cũng may loại kia kinh hãi cảm giác cách mình càng ngày càng xa đám người lúc này mới thoáng buông xuống điểm tâm giang minh nguyệt tinh thần lực một mực giám sát lấy côn trùng bên kia thấy nó ngủ thâm trầm một mực không có tỉnh mà đám người lại đi ra phiến khu vực này lúc này mới yên lòng lại sau đó đem tinh thần lực tất cả đều phóng tới phía trước tìm kiếm lên đi thẳng đến trưa tất cả mọi người không tiếp tục đụng phải hung thú căng cứng thần kinh lúc này mới thoáng trầm tỉnh lại mà lại tại xế chiều thời điểm bọn hắn còn gặp mấy cái mảnh thú, mặc dù kia mấy cái mảnh thú rất nhanh liền né ra, nhưng là ít nhất nói rõ nơi này là an toàn, bởi vì không có hung thú ẩn hiện, cho nên mảnh thú nhóm khả năng nhàn nhã hoạt động, nhất khiến người cao hứng là, bọn hắn chạm vạn tối hạ trại thời điểm, lại còn gặp một cái khác đi đường bộ lạc, cái này bộ lạc nhìn so uyên bộ lạc cùng toại bộ lạc đều lớn hơn. Chỉ là một cái bộ lạc nhân số liền không sai biệt lắm có hai người bọn họ bộ lạc tổng cộng, mà lại đôi bên hiển nhiên cũng đều nhận biết, bởi vậy một nhận ra đối phương liền tranh thủ thời gian phái người bẩm báo tù trưởng cùng vu, bọn hắn lúc này liền tụ hợp quá khứ, nhưng là thấy mặt sau câu nói đầu tiên liền để đám người sửng sốt. Cái kia bộ lạc vu trầm giọng nói, chúng ta rất có thể sẽ gặp phải hung thú triều. Chương 63, hung thú triều truyền thuyết, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người hù đến, lạc đàn hoặc là kết bạn hung thú đã kinh khủng như vậy, nếu như thành đàn, đám người trong lúc nhất thời không dám tưởng tượng mỗi lần di chuyển trước đều sẽ trải qua một lần thú triều lực phá hoại đã khá kinh người nhưng kia cũng là mảnh thú a mà lại phát sinh lúc tất cả mọi người tại có thể tránh né vùng núi hoặc rừng cây ở trong nhưng là bây giờ mọi người là tại không có che chắn vật bình nguyên phía trên một khi gặp phải hung thú triều lòng của mọi người tất cả đều không tự giác hướng xuống chìm hậu thổ làm sao ngươi biết phải có hung thú triều ngươi tin tức này từ chỗ nào được đến vô thanh một cùng vu nguyên trạch liếc nhau một cái Nguyên Trạch dẫn đầu hỏi, vừa đụng phải đối phương đội tuần tra lúc Giang Minh Nguyệt liền đã từ đám người nghị luận bên trong biết được cái này lớn bộ lạc gọi đất đen bộ lạc, xem ra cái này vu gọi hậu thổ. Trên phiến đại lục này, có thế có được hai chữ danh tự là một loại vinh hạnh đặc biệt, bình thường một cái bộ lạc bên trong chỉ có vu khả năng có được, đồng dạng. Một cái bộ lạc có thế có hai chữ danh tự cũng đại biểu cho cái này bộ lạc thực lực quy mô đều tại toại bộ lạc cùng uyên bộ lạc phía trên, cho nên có thể sớm biết được bọn hắn không biết thú triều tin tức cũng liền không tính kỳ quái nhưng là can hệ trọng đại thanh một cùng nguyên trạch vẫn là muốn xác định một chút đất đen bộ lạc vu hậu thổ hiển nhiên cũng minh bạch bọn hắn lo lắng đối với cái này chất vấn cũng không tức giận ngữ khí trầm thấp giải thích nói chúng ta năm nay di chuyển xuất phát muộn cho nên trên đường thời điểm vẫn gấp rút đi đường nhưng là từ đầu đến cuối không có đuổi kịp một cái bộ lạc chúng ta cảm thấy kỳ quái cho nên đi càng thêm cẩn thận đồng thời còn phái đi săn đội sớm hướng chỗ xa hơn dò đường kết quả kết quả liên tiếp phát hiện ba khu chiến hậu di tích tình cảnh phi thường thảm thiết nhìn tình huống lúc đó không nói diệt tộc cũng là tử thương hơn phân nữa ta cảm thấy không đúng những năm qua di chuyển mặc dù cũng sẽ gặp được hung thú nhưng là bởi vì đều là lạc đàn hung thú cho nên chỉ là hung hiểm nhưng là sẽ không trí mạng có tối đa nhất người bởi vì tổn thương mà chết nhưng là tuyệt sẽ không xuất hiện toàn bộ bộ lạc đều bị giết chết tình huống, cho nên ta liền phái trong bộ lạc ưng nhân đi tìm hiểu tin tức, quả nhiên thấy có hung thú đang không ngừng tụ tập, nguyên lai like thích độc lai like độc vãng hung thú cũng bắt đầu thành đàn kết bạn, chính yếu nhất chính là, ưng nhân hái trở về cái này, hậu thổ nói, từ trên người túi da thú bên trong móc ra đồ vật, rộng lớn bàn tay mở ra ở trước mặt mọi người, một cành hoa nằm tại trên bàn tay của hắn, hoa kính thon dài, phiến lá thành hẹp dài hình trứng, đỉnh một cái lam tử sắc nụ hoa, đây là, U Lan Thảo, thanh một cùng miên trạch không hẹn mà cùng lên tiếng kinh hô, Giang Minh Nguyệt lực chú ý cũng bị hấp dẫn đi qua, nàng dùng một hệ dị năng dò xét hạ cái này nhánh nhìn bình thường phổ thông cũng không có chút nào chỗ đặc thù nụ hoa, sau đó có chút nhíu nhíu mày lại, hoa này bên trên có nhàn nhạt linh lực ba động, rất yếu ớt, nhưng là xác thực tồn tại. Chẳng qua điểm ấy yếu ớt linh lực ba động không đủ để hấp dẫn đến số lớn hung thú A cho dù là liên miên u lan thảo cũng chỉ có thể hấp dẫn đến xung quanh hung thú tuyệt đối không đủ để dẫn phát hung thú triều mà lại trừ điểm ấy nó không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù nếu như nhất định phải nói đặc thù đó chính là hoa này muốn 30 năm mới nở hoa một lần mà lại thời kỳ nở hoa còn rất ngắn chỉ có thời gian một ngày trừ cái đó ra sẽ không có gì chỗ đặc thù không biết vì sao ba cái vu nhìn thấy cái này u lan thảo đều phản ứng như vậy mãnh liệt vậy mà là u lan thảo vẫn là kết nụ hoa u lan thảo, tù trưởng diễm cùng lôi sắc mặt cũng có chút trắng bệt, thanh một đem u lan thảo cầm lên, quan sát tỉ mỉ một phen nói. Nhìn cái dạng này, hẳn là gần đây mấy ngày nay liền phải nở hoa, các ngươi là ngày nào hái đến đóa hoa này, hôm qua, hậu thổ trả lời, chỉ một ngón tay phương Tây mà lại ngay tại nguyên lai ngự thú bộ lạc địa phương. Nghe ưng nhân giảng, nơi đó u lan thảo đã toàn bộ đều dài có nụ hoa, cho nên đám hung thú mới có thể tụ tập, bởi vì bọn chúng muốn lao tới một trận tử vong thịnh yến, tử vong thịnh yến. Là, U Lan Thảo nở hoa, hung thú tụ tập, đúng là một trận tử vong thịnh yến, nguyên trạch thần sắc có chút hoảng hốt, phản phất đắm chìm trong nào đó đoạn trong hồi ức, thanh mục cũng thở dài, nhanh 30 năm đi, năm đó lần kia hung thú triều, ta vẫn chỉ là vua người thừa kế đâu, thời gian qua nhanh như vậy, vậy mà lại phải có hung thú triều. Tù trưởng Diễm bắp thịt trên mặt đều run rẩy một chút, hắn ngữ khí vội vàng nói vậy bây giờ phải làm sao a à? đi vẫn là không đi lôi thì thầm nói đi phía trước có thể sẽ gặp được hung thú triều trở về chỗ cũ đã là mưa to thời tiết lưu tại tại chỗ khả năng rất nhanh liền sẽ gặp phải hung thú triều đây thật là không cho người ta đường sống a à. lời này mới ra vẻ mặt của tất cả mọi người đều như đưa đám cùng nhau buông xuống đôi mắt không nói lời nào tuyệt vọng ngạt thở khí tức bi thương bắt đầu tràn ngập giang minh nguyệt bị phản ứng của bọn hắn làm mộng nàng không hiểu rõ những cái này lịch sử, càng không biết trong này ẩn tàng tin tức, bởi vậy thử thăm dò hỏi một câu, chúng ta không thể vòng qua hung thú triều sao? Một câu bừng tỉnh lâm vào riêng phần mình suy nghĩ sáu người, hậu thổ ngẩng đầu một cái trên dưới dò xét giang minh nguyệt, hơi nghi hoặc một chút địa đạo, ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Thanh một kịp phản ứng, cho đôi bên giới thiệu nói, đây là ta người thừa kế Nguyệt, nàng tại chữa trị chấn thương phương diện rất có thiên phú Nguyệt đây là đất đen bộ lạc vu hậu thổ, là thổ thuộc tính vu thần người hầu hạ, đây là tù trưởng ni, đây là hậu thổ người thừa kế một, bụi, thổ chi tổ vu, thân người đuôi rắn, phía sau có bảy con tay, phía trước hai cánh tay, vui nắm hai đầu đằng xà, vì thượng cổ 12 tổ vu một trong, Giang Minh Nguyệt nghe vội vàng hướng ba người không người thi lễ, đứng tại hậu thổ sau lưng nhìn 17-18 tuổi một bụi cũng liền bận biểu đáp lễ lại. Hậu thổ thấy thế toát ra vẻ tươi cười, thanh một, ngươi vậy mà cũng có người thừa kế vẫn là cái tuổi nhỏ tiểu cô nương trên người nàng giống như có cỏ cây khí tức không giống phụng dưỡng hỏa thuộc tính vu thần cũng là phụng dưỡng một thuộc tính vu thần thanh một cười cười một sinh hỏa vừa vặn thích hợp đâu nói như vậy cười hai câu vừa mới trầm thấp khí tức nháy mắt tán đi không ít giang minh nguyệt lập lại lần nữa hạ vấn đề mới vừa rồi thanh một cười khổ nói nguyệt ngươi không hiểu rõ những thứ này Ta lúc trước cho ngươi giảng cái kia ngự thú bộ lạc địa chỉ ban đầu ngay tại giải đất bình nguyên vị trí trung ương, cũng là chúng ta di chuyển phải qua đường, mà hung thú là từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, coi như chúng ta đường vòng cũng vẫn là sẽ gặp phải hung thú triều, mà lại đường vòng đường xá càng xa, nguy hiểm lớn hơn, vì kế hoạch hôm nay, trừ phi chúng ta đường cũ trở về, nếu không thì không có cách nào né qua hung thú triều. Thế nhưng là cho dù là đường cũ trở về, cũng không thể cam đoan nhất định liền sẽ không gặp phải hung thú triều cho nên chúng ta chỉ có thể mau chóng đi đường đuổi tại hung thú triều đi vào phiến khu vực này trước trải qua nơi đó phải không giang minh nguyệt ngồi xổm người xuống nhặt lên mấy cái cục đá bắt đầu bày ra nói cách khác chúng ta ở đây mục đích ở đây ngự thú bộ lạc địa chỉ ban đầu ở giữa nếu như chúng ta chậm trễ thời gian như vậy khả năng vừa vặn xâm nhập hung thú triều vòng vây nếu như chúng ta đi nhanh lên khả năng chỉ cần xông qua một đạo hung thú triều là ý tứ này a à, đúng, thanh một gật đầu, cho nên chúng ta chỉ có thể ngày đêm chạy đi, thời gian kế tiếp, không có cách nào nghỉ ngơi, dù sao, chúng ta muốn cùng hung thú triều thi chạy, không chạy nổi, chính là chết, chương 64, thảm thiết hồi ức, thanh một đề nghị thu hoạch được mọi người nhất trí tán thành, hậu thổ gật đầu nói, cho nên chúng ta lựa chọn ở đây nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai, chúng ta sẽ ăn hết một nửa đồ ăn, sau đó toàn lực ứng phó chạy qua hung thú triều, đám người gật đầu, rất nhanh phân tán ra làm riêng phần mình thu xếp, trừ bỏ cũng sớm đã biết được tin tức làm tốt an bài đất đen bộ lạc, toại bộ lạc cùng uyên bộ lạc vừa mới biết được tin tức này lập tức rối loạn tưng bừng, thế hệ trẻ tuổi người trong không có mấy cái trải qua hung thú triều, cho nên chỉ là có chút thấp thỏm lo âu, vẫn còn tính trấn định, nhưng là trải qua lần trước hung thú triều các lão nhân thì từng cái rung lẩy bẩy lên, đủ để nhìn ra hung thú triều chỗ kinh khủng, cho dù là 30 năm thời gian, sự sợ hãi ấy vẫn như cũ đóng dấu tại ký ức chỗ sâu. Giang Minh Nguyệt có rất nhiều nghi hoặc, cho nên chưa có trở về gia tộc mình địa phương, mà là đi theo tại vu bên người, hướng hắn hỏi thăm càng nhiều liên quan tới hung thú triều sự tình. Vu, ta không biết rõ, hung thú triều là bởi vì cái gì nguyên nhân hình thành đâu? Là cùng U Lan Thảo có quan hệ sao? Thế nhưng là theo ta được biết, U Lan Thảo cũng không có cái gì chỗ đặc thù A, hung thú triều hình thành nguyên nhân ai cũng không biết. Vu thở dài, chúng ta chỉ biết, từ khi cái kia ngự thú bộ lạc biến mất về sau, cách mỗi mấy chục năm liền sẽ phát sinh một lần hung thú triều, mà hung thú triều phát sinh tiêu chí chính là ô lan thảo nở hoa. Cái này ô lan thảo bình thường phi thường phổ thông, không hiển sơn không lộ thủy, nhìn không ra bất kỳ chỗ khác nhau nào chỗ. Nhưng là một khi nó nở hoa, đó chính là liên miên mở, phản phất một mảnh lam tử sắc biển hoa, không biết có phải hay không là nó có cái gì đặc thù mùi, cho nên mới sẽ hấp dẫn đến đại lượng hung thú hướng nó tụ tập, sau đó tại kia khắp nơi trong biển hoa biến mất không thấy gì nữa, biến mất không thấy gì nữa, Giang Minh Nguyệt hơi kinh ngạc, Vu Lan Thảo không có độc A, à. vì sao hung thú sẽ tại trong biển hoa biến mất không thấy gì nữa? Làm sao cái biến mất không thấy gì nữa Pháp? Có người thấy tận mắt sao? Có, Vu gật gật đầu, ta tiếp thụ lấy trong truyền thừa đề cập tới điểm này, nói tại U Lan Thảo nở rộ thời điểm, thiên không sẽ hạ xuống một màn ánh sáng, đám hung thú sẽ sao động bất an, tiếp theo phóng tới màn sáng, sau đó biến mất không thấy gì nữa, liền một điểm thi cốt cũng sẽ không lưu lại, có người nói bọn chúng chết rồi, cũng có người nói đám hung thú này vĩnh sinh, tóm lại U Lan Thảo Biển Hoa liền bị mọi người xưng là đám hung thú nơi hội tụ, bởi vì hung thú triều xuất hiện, trên đường di chuyển bộ lạc kiểu gì cũng sẽ gặp phải công kích, nhẹ thì tử thương hơn phân nữa, nặng thì dứt khoát diệt tộc, máu chảy thành sông cho nên cũng liền có người xưng đây là một trận tử vong thịnh yến, không chỉ có là nhân loại, cũng là hung thú, bởi vì bọn chúng cuối cùng cũng đều biến mất không thấy gì nữa, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, phía trên vùng bình nguyên này hung thú số lượng mới lấy bị khống chế, không phải càng ngày càng nhiều mảnh thú tiến hóa thành hung thú, một khi số lượng tràn lan lên, nơi nào còn có chúng ta đường sống đâu, cho nên U Lan Thảo nở hoa có tốt một phương diện cũng có xấu một phương diện, Giang Minh Nguyệt nhẹ gật đầu, giải khai mấy nỗi nghi hoặc đồng thời thêm càng nhiều nghi hoặc. Vì cái gì U Lan Thảo nở hoa liền sẽ hấp dẫn hung thú đâu? Chẳng lẽ liên miên U Lan Thảo sẽ có cái gì không tưởng được hiệu quả sao? Loại hiệu quả này đối với nhân loại hoặc là thú nhân không có cái gì ảnh hưởng, nhưng là đối với hung thú có trí mạng lực hấp dẫn, mà lại vì cái gì U Lan Thảo biển hoa sẽ xuất hiện màn sáng. Đạo ánh sáng này mang lại có như thế nào bí mật hoặc là cường đại lực sát thương, có thể để cho toàn bộ hung thú triều đều biến mất không gặp, Giang Minh Nguyệt đem những vấn đề này hỏi lên, Vu không thể giải đáp, chỉ là lắc đầu liên tục, những vấn đề này ta cũng không biết đáp án, dù sao tình huống lúc đó thực sự là quá nguy hiểm, mọi người tránh không kịp, như thế nào lại đi dò xét đâu, cho dù có lá gan dò xét, chỉ sợ cũng không có năng lực sống sót, chúng ta biết rõ những cái này, cũng đều là tiền nhiệm Vu truyền thừa cho chúng ta, ở trong đó cũng đều trả giá bằng máu, lại nhiều, cái kia chỉ có thể chờ đợi hậu nhân đi tìm kiếm. Giang Minh Nguyệt trầm mặt không nói, sau đó chuyển đổi đề tài kia vu, vừa mới nghe ngươi có ý tứ là, ngươi trải qua một lần hung thú triều phải không? Có thể nói một chút năm đó tình huống A, à, vu ánh mắt chạy không, phản phất chìm vào quá khứ hồi ức bên trong, thanh âm trầm thấp mà có chút khàn khàn, toại bộ lạc năm đó nhưng thật ra là xếp hạng trước ba bộ lạc, nhân số là hiện tại còn hơn gấp hai lần, chúng ta vu thực lực cường hãn, nhận rất nhiều bộ lạc tôn kính. Những bộ lạc khác vu cũng đều lấy hắn vi tôn nhưng là một năm kia phi thường không khéo, di chuyển trên đường chúng ta tại vừa mới đi ngang qua ngự thú bộ lạc địa chỉ ban đầu địa phương gặp hung thú triều. Vu thanh âm có chút vỡ vụn, trận kia chiến tranh quá khốc liệt, toàn bộ rơi người sống xuống tới không đủ ba thành, vẫn là lấy hy sinh vu đại giới đổi lấy. Ta lúc ấy chỉ có 15 tuổi, còn không có trưởng thành, được tuyển chọn vì vu người thừa kế cũng chỉ thời gian 2 năm, rất nhiều thứ đều chỉ học được gia lông, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vu tại cho ta truyền thừa về sau lấy thiêu đốt linh hồn làm đại giá gọi ra vu thần phá vỡ hung thú triều vây quanh bảo toàn trong bộ lạc đám trẻ con từ sau lúc đó chúng ta trải qua vất vả cuối cùng đã tới mục đích nhưng là toại bộ lạc địa vị cũng rất xuống ngàn trượng vẫn là tại diễm dẫn đầu hạ trải qua nhiều năm như vậy cố gắng mới chậm rãi phát triển thành như thế lớn bộ lạc nhưng là không nghĩ tới chính là lần này lại phải kinh lịch hung thú triều cũng không biết lần này Chúng ta vận khí như thế nào? Giang Minh Nguyệt cũng trầm mặt xuống, nàng không có trải qua hung thú triều, nhưng là trải qua zombie triều, trùng triều, biết nhân loại tại đối mặt quần thể tiến công lúc nhỏ bé cùng yếu ớt. Thế giới này, thú nhân mặc dù so tận thế người bình thường lợi hại rất nhiều, nhưng là cũng liền cùng có được vũ khí nóng dị năng giả cùng biến dị người không kém nhiều lắm, thậm chí còn không bằng một chút đẳng cấp cao dị năng giả, mà bọn hắn lần này đối mặt sẽ là so zombie lợi hại rất nhiều hung thú triều nguy cơ chỉ số có thể nghĩ, mình trước mắt tinh thần hệ dị năng cấp 7, một hệ dị năng cùng trì vũ hệ dị năng đều là cấp 6, tự vệ hẳn không có vấn đề, kém nhất còn có không gian có thể tránh né, thế nhưng là những người này đâu, vu, tù trưởng, bằng cậu, bình, mây cậu, viêm, nhiều như vậy cùng mình cùng nhau sinh hoạt tộc nhân đâu, bọn hắn có thế bình yên vô sự vượt qua lần này hung thú triều sao, Giang Minh Nguyệt trong lòng cũng không chắc chắn. Nhiều như vậy cái thế giới nhiệm vụ tới, đây là lần thứ nhất, nàng đối tương lai tràn ngập lo âu và không xác định, giống như nàng lo lắng thậm chí sợ hãi còn có rất nhiều người. Mọi người vừa mới nghe nói hung thú triều sự tình, cũng nghe tù trưởng mới nhất thu xếp, biết sau đó phải có một trận ác chiến muốn đánh, không khỏi tất cả đều lấy gia tộc làm đơn vị chậm rãi tụ lại dựa vào lại với nhau, dùng thân thể nhiệt độ đến cho lẫn nhau cố lên cổ vũ sĩ khí. Cung Yên lặng đứng ở Giang Minh Nguyệt sau lưng, tại nàng xem qua lúc đến mấp máy môi, "Nguyệt, ta nói qua" mệnh của ta là ngươi cho, ta sẽ dùng sinh mạng để bảo vệ ngươi, chỉ cần ta không chết, ngươi liền tuyệt đối sẽ không chết. Giang Minh Nguyệt nhịn một chút trong mắt chua xót, đưa tay vỗ nhẹ hắn bắp thịt trắng chắc cánh tay, tạ ơn, ta sẽ không chết, ngươi cũng không cần chết, tất cả mọi người phải thật tốt còn sống. Nàng quyết định, coi như khả năng lần nữa bại lộ bí mật, nàng cũng phải đem hết toàn lực để bên người những cái này thực tình đợi mình người sống xuống dưới, hung thú triều phải không, không biết một viên đạn đạo có đủ hay không. Nếu như không đủ, hai cái kia đâu, lớn không được đem kia phiến U Lan thảo biển hoa toàn hủy, liền không tin vết không ra cái này hung thú triều. Chương 65, chạy trốn đào mạng, như là đã làm tốt sinh tử đào vong chuẩn bị, hôm sau trời vừa sáng, đám người liền đem hiện hữu đồ ăn phân một nửa ra tới, đã không còn chỗ cố kỵ, tất cả đều rộng mở cái bụng bắt đầu ăn. Kinh người sức ăn nhìn Giang Minh Nguyệt trợn mắt hốc mồm. Sau khi cơm nước xong, đám người bắt đầu một lần nữa đóng gói hành lý trừ vô cùng Giang Minh Nguyệt mang quyển gia thú, thảo dược chờ ngoài định mức chi vật, những người khác chỉ đem đồ ăn, vũ khí cùng một thân thay thế áo gia thú, mọi người hết thảy kinh trang thượng trận, chuẩn bị trong thời gian kế tiếp hết tốc độ tiến về phía trước, mọi người thấy bị bỏ qua xe ba gác, cái gùi, lưới đánh cá, máy dệt vải những vật này đều có mấy phần bi thương và tiếc hận, cái này dù sao cũng là mấy tháng nay tâm huyết của bọn hắn A, nhưng là mọi người cũng biết, chỉ có sống sót những vật này mới có ý nghĩa cho nên quyết tâm cắn răng một cái tất cả đều quay người rời đi. Tù trưởng nhìn xem mọi người tất cả đều chuẩn bị hoàn tất, cùng mặt khác hai cái tù trưởng cùng nhìn nhau một chút, sau đó vung tay lên, tất cả có thể biến đổi thân thú nhân này rời đi đội ngũ, tại trên đất trống cùng nhau mở rộng thân thể. Trong lúc nhất thời vang lên bên tai tất cả đều là da thú xé rách thanh âm, sau đó xuất hiện tại trên đất trống chính là đủ loại kiểu dáng giả thú, trên trời bay trên mặt đất chạy, có thể nói là đủ loại, cái gì cần có đều có. Giang Minh Nguyệt nhìn xem lần này chân nhân bản thú nhân đại biến thân cũng không khỏi phải hít một hơi thật sâu, thực sự là quá hùng vĩ, cánh chim triển khai có thế có gần dài 5 mét Griffin, hai chân tinh tế thẳng tắp cánh chim là thuần trắng lớn cánh chim, Vi phong lẫm liệt, ánh mắt đều lộ ra cổ sắc bén khí tức kim điêu, mỏ bộ dài nhọn mọc ra cánh thịt giật long trạng sinh vật, lông bầm tươi tốt, thân thể cự dáng dấp sư thú, cơ bắp căng đầy, đường cong trôi chảy báo, lưng lông xỏa tung, mọc ra màu u lam con mắt lan thú, da lông dầu lượng, vàng xinh đẹp hổ thú, da dày thịt béo, vững như bàn thạch gấu đen, nửa người trên là hình người, nửa người dưới là cự hình đuôi rắn xà nhân. Giang Minh Nguyệt cảm giác mình trong lúc nhất thời giống như đi vào vườn bách thú, vẫn là đặt mình vào mảnh thú khu cái chủng loại kia. Tù trưởng cùng vu cũng không có thay đổi thân, hai người bọn họ vung tay lên, tất cả chưa biến thân lão nhân, hài tử cùng kia 10 cái không thể biến thân nữ hài tử tất cả tiến lên, đều tự tìm đến gia tộc các thú nhân trèo lên bọn hắn, phía sau lưng, đồ đằng dũng sĩ cũng lưng tốt chứa đồ ăn lưng cái sọc. Cùng lúc đó một thớt đỏ màu nâu cự lan cất bước đi vào Giang Minh Nguyệt trước mặt phủ phục hạ thân thể, sau đó dùng đầu sói to lớn cọ sát Giang Minh Nguyệt cánh tay, ra hiệu nàng đến trên lưng mình tới, ngươi là... Côn, Giang Minh Nguyệt nghĩ đến côn đầu kia đỏ màu nâu tóc suy đoán hỏi, quả nhiên thấy cự lan hiếp mắt hạ con mắt, trong mắt màu đen bên trong giường như mang theo điểm ý cười. Giang Minh Nguyệt nhìn quanh hạ bốn phía, Bình cũng ngồi tại biến thân làm vân báo mây cậu trên thân, mẫu bị biến thân làm báo liễu chở đi, đủ cùng sáng thì ghé vào tan trên thân, hồng cửu cùng bằng cậu đều là đồ đằng dũng sĩ, chính sau lưng bọn hắn đồ ăn, thạch đẹp cùng mưa thì áp sát vào cùng một chỗ, liền tù trưởng cùng vu lúc này cũng phân biệt ngồi tại sư thú cùng hổ thú trên thân, thấy Giang Minh Nguyệt không không động đậy cho phép thúc giục nói, Nguyệt, cùng đến mang ngươi, chúng ta muốn xuất phát. Giang Minh Nguyệt trước đó hiểu qua, thú nhân sau khi biến thân vũ lực giá trị sẽ tăng nhiều, tốc độ cùng lực lượng đều sẽ lật mấy lần không ngừng, nhưng là nương theo còn có di chứng, đó chính là thể năng cùng sinh mệnh lực kịch liệt tiêu hao, cho nên bọn hắn một khi sau khi biến thân ăn lượng liền sẽ tăng gấp mấy lần, thậm chí tại khôi phục người hồi hình sau cũng sẽ suy yếu một đoạn thời gian, cho nên không đến thời khắc nguy cấp, các thú nhân là sẽ không thay đổi thân, bọn hắn tình nguyện tiêu tốn nhiều thời gian hơn tập thể tác chiến hoàn thành đi săn cũng không muốn hóa thân hình thú đánh nhanh thắng nhanh nhưng là hiện tại tình trạng hiển nhiên đã cố không được nhiều như vậy hiện tại là sinh tử đại đào vong thời khắc giang minh nguyệt gật gật đầu bò lên trên con phía sau lưng cự lan lưng sống lưng rộng lớn lưng lông dày đặc ngồi vào phía trên không có chút nào dùng lo lắng tuột xuống thậm chí lông dài cũng đều có thể làm làm bắt tay đâu giang minh nguyệt nghĩ đến hai tay thuận hai lần cự lan lưng lông sau đó có chút đè thấp thân thể các dũng sĩ xuất phát tù trưởng ra lệnh một tiếng, tất cả thú nhân mở ra tứ chi bỗng nhiên liền vọt ra ngoài, đây thật là sinh tử vận tốc, đoạt mệnh phi nước đại A, Giang Minh Nguyệt bên tai tất cả đều là gào thét mà qua phong thanh, cho dù đã đè thấp thân thể, vẫn là bị mạnh mẽ gió thổi lạnh thấu tim, nàng chỉ có thể lại đè thấp một điểm, không sai biệt lắm cả người đều ghé vào cự lan trên lưng, lúc này mới dễ chịu một chút, sau đó nghiêng đầu dò xét xung quanh những người khác, liền gặp cưỡi tại thú nhân trên người các tộc nhân hầu như đều cùng mình là một cái tư thế nhất là những cái kia ngồi ở lưng lông tươi tốt thú nhân trên người tộc nhân càng là thấp gần như cả người đều chôn đến đối phương lưng lông bên trong lệnh gian minh nguyệt kinh ngạc chính là các thú nhân bốn chân tốc độ đã rất nhanh nhưng là đồ đằng các dũng sĩ dựa vào hai cái đùi vậy mà cũng có thể gặp phải các thú nhân tốc độ cái này rất không tầm thường a à. không thú tinh nguyên quả nhiên uy lực mạnh mẽ dù cho không thể hóa hình nhưng là cũng có thế hoàng mỹ phát huy ra hung thú bản thể thực lực. Giang Minh Nguyệt nghĩ đến, đã như vậy, như vậy mực nhiễm nên không chỉ là hóa thành roi đơn giản như vậy, dù cho chỉ là một đầu roi, đầu này roi uy lực chỉ sợ cũng không thể kinh thường. Xem ra chính mình còn nhiều hơn nhiều thực tiễn cùng khai phát mực nhụn uy lực mới là, như thế, mình hẳn là trước khế ước càng nhiều hung thú mới là, quốc bảo bọn chúng ngược lại có thể về sau chuyển bởi vì dạng này mình liền có thể mang đi càng nhiều thú loại đồng bạn đi không gian bên trong cũng thuận tiện đi như là tu tiên hoặc là tinh tế thế giới nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ giang minh nguyệt nghĩ đến trong tay lại cầm hai viên tinh hạch một bên đi đường một bên hấp thu lên khế ước hung thú có thể về sau chuyển chuyển việc cấp bách vẫn là tiếp tục tăng lên dị năng đẳng cấp đi chờ đụng phải hung thú triều cũng có thế có một trận chiến thực lực như thế thời gian cũng đang không ngừng trôi qua biến thân làm hình thú sau đám người đi đường tốc độ tăng lên mấy lần không ngừng không chỉ có như thế mấy trăm thú nhân cùng nhau chạy tình cảnh cũng là tương đương hùng vĩ tương đương với một trận cỡ nhỏ thú triều bởi vậy đoạn đường này chạy xuống bọn hắn đều không có đụng phải một đầu mảnh thú hoặc là hung thú đám người không ăn không uống một mực đi đường mãi cho đến trong bầu trời đêm phồn tinh trải rộng bọn hắn mới tại bình nguyên một chỗ dòng suối bên cạnh ngừng lại tại thú nhân trên người mọi người tại dừng lại sau liền tất cả đều xuống tới hoạt động gân cốt, ngồi tại các thú nhân trên lưng một ngày một mực bảo trì một cái tư thế cũng là rất mệt mỏi, liền Giang Minh Nguyệt xuống tới lúc cũng nhịn không được nhếch nhếch miệng, sau đó bắt đầu mở rộng tứ chi, các thú nhân cũng không biến về thú thân, mà là trực tiếp đi đến bờ suối chảy cúi đầu xuống liền uống nước, sau đó nằm xuống liền nghỉ ngơi, chỉ là ngủ nửa ngày, trời vẫn đen đâu, các thú nhân liền mở mắt bờ sông đến một đám tự hồ là nghĩ đến uống nước mảnh thú, giống như mã phi ngựa, giống như trâu không phải trâu dáng vẻ, khoảng chừng mấy chục thậm chí trên trăm đầu, sau đó Giang Minh Nguyệt còn không có kịp phản ứng đâu, nằm rạp trên mặt đất các thú nhân đã phóng tới đám kia động vật, hổ đói vồ mồi trái nhào phải cắn xé rách lên, bị tập những động vật hoảng hốt sợ hãi lúc phát ra gào thét sau đó chạy tứ phía, đáng tiếc phần lớn đều bị đói các thú nhân săn trở về, sau đó khi nhìn đến đã không mảnh thú sau bọn hắn mới đình chỉ đi săn, đi đến mảnh thú bên cạnh thi thể lấy thú thân bắt đầu ăn lên, mùi máu tươi lập tức tràn ngập tại con sông này bên cạnh, hắc ám vùng bỏ hoang bên trên, chỉ có thể nghe được các thú nhân xé rách loại thịt cùng ăn như hổ đói lúc phát ra thanh âm, Giang Minh Nguyệt nuốt nước bọt, lại một lần nữa thanh tỉnh nhận thức đến, thế giới này hung tàn cùng huyết tinh, tù trưởng cùng vu đều không có tham dự trong đó, bọn hắn chỉ là gặp các thú nhân có bổ sung loại thịt sau mới lấy ra trước đó chuẩn bị thịt nướng làm cùng quả khô bắt đầu bắt đầu ăn, đồ đằng dũng sĩ thì không có tiêu hao trước đó đồ ăn, mà là cùng các thú nhân đồng dạng, trực tiếp nâng một khối đẫm máu thịt tươi liền cắn xé. Giang Minh Nguyệt không có quyền chất vấn loại cách sống này, bởi vì mỗi người đều tại vì có thể sống sót mà dốc hết toàn lực, nàng chỉ là nhìn lên trời bên cạnh lộ ra ngân bạch sắc lại một lần nữa kiên định thần sắc, nhất định phải sống sót, kiên định sống sót chương 66, tiên hạ thủ vi cường, các thú nhân ăn rất nhanh, phong quyển tàn vân một loại đem những cái này mảnh thú thi thể tiêu diệt sạch sẽ, nếu không phải trên đất thổ những cây cỏ ở giữa bên trong còn lưu lại vết máu, các thú nhân bên miệng lông tóc còn dính nhuộm vết máu, cho dù ai cũng không nghĩ đến, nơi này vừa mới phát sinh một trận đại quy mô đi săn, ăn uống no đủ các thú nhân hiển nhiên bởi vì bổ sung đồ ăn mà tinh thần không ít, dù cho chạy một ngày, chỉ nghỉ ngơi nửa đêm, Từng cái cũng như thường tinh thần phấn chấn, tại mọi người lại một lần nữa bò lên trên thú nhân phía sau lưng lúc, chạy trốn đào mạng lại một lần nữa mở ra, bởi vì có các thú nhân tốc độ gia trì, nguyên bản đến ngự thú bộ lạc cần 4 năm ngày thời gian, bọn hắn chỉ dùng một ngày rưỡi liền đến, càng tiếp cận ngự thú bộ lạc địa chỉ ban đầu, đám người càng phát ra cẩn thận từng ly từng tí, liền chạy động tác đều biến nhẹ không ít, trên trời bay các thú nhân dẫn đầu đi phía trước tìm hiểu tình huống. Giang Minh Nguyệt tinh thần lực cũng vô hạn hướng phía trước lan tràn, rất tốt, nơi này còn không có hình thành hung thú triều. U Lan Thảo xác thực có rất nhiều, nụ hoa chớm nở lam tử sắc nụ hoa lít nha lít nhíp che ngợp bầu trời, phản phất một đầu thật dài lam tử sắc thảm hoa, trải tại phiến khu vực này. Nhưng là trước mắt chỉ có trải rác hung thú tại bốn phía du đảng, mà lại có chút nghe được động tĩnh sau đã tại bắt đầu rời xa. Do đường phi hành thú nhân cũng rất nhanh trở về, cho mọi người truyền lại dạng này tin tức tốt sắc mặt của mọi người trong lúc nhất thời tất cả đều nhìn khá hơn như thế nói đến bọn hắn chỉ có cuối cùng một cửa ải chỉ cần tại ngựa thú bộ lạc lại hướng tây trên đường bọn hắn không gặp được từ tây mà đến hung thú triều vậy coi như là an toàn này lội chạy trốn đào mạng cũng chính là có kinh sợ nhưng không nguy hiểm nghĩ đến điểm này tù trưởng vung tay lên đám người lần nữa đoạt mệnh chạy như điên giang minh nguyệt lại vỗ nhẹ côn đầu ra hiệu hắn chậm lại tốc độ côn không rõ giang minh nguyệt tại sao phải làm như thế nhưng vẫn là nghe theo sắp xếp của nàng bắt đầu giảm tốc sau đó một người một thú người chậm rãi rơi vào đội ngũ sau cùng mặt giang minh nguyệt vỗ nhẹ côn tráng côn ta mời ngươi mang ta đi kia phiến u lan thảo khu vực nhìn xem ta biết cái này mời cầu rất không hợp lý nhưng là xin ngươi tin tưởng ta đồng thời thay ta giữ bí mật ta cam đoan chúng ta sẽ bình an trở về côn chỉ là hơi chút kinh ngạc sau đó liền thay đổi phương hướng hướng phía kia phiến u lan thảo biển hoa chạy đi rất nhanh liền xông vào trong biển hoa cũng cũng mau giúp ta kiểm tra một chút nơi này có hay không dị thường có phải là có đồ vật gì đang hấp dẫn hung thú chạy đến giang minh nguyệt trong đầu hô hoáng hệ thống sau đó nhanh chóng ở đây định vị thuận tiện qua đi dùng truyền tống môn đem mình truyền tống qua hoặc là dùng xe tải đạn đạo máy phát xạ đem đạn đạo oanh tạc tới không phải phiến khu vực này quá lớn dựa vào nhân công chung lôi quá tốn thời gian còn phải một quả bom giải quyết mới được, hệ thống gấu trúc hồi phục rất nhanh, Minh Nguyệt, còn nhớ rõ ta nhắc nhở qua ngươi cái kia ẩn tàng bí mật sao, ta không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy tìm đến manh mối, nhưng là ta không thể nhắc nhở ngươi quá nhiều, bí mật này muốn chính ngươi phát hiện mới tính, ta vạch trần ngươi liền không có ban thưởng, mà cái kia ban thưởng tuyệt đối là ngươi tha thiết ước mơ, bí mật liền giấu ở phiến khu vực này. Cùng trong truyền thuyết kia ngự thú bộ lạc có quan hệ vẫn là cùng cái này U lan thảo có quan hệ. Là bọn hắn đưa tới hung thú triều sao? Giang Minh Nguyệt đầu nhanh chóng chuyển, sau đó càng không ngừng quan sát bốn phía, còn thuận thế thu vài cộng mang theo bùng đất U lan thảo tiến không gian bên trong lưu lại chờ nghiên cứu, ta chỉ có thể nói, mảnh này U lan thảo chỉ có nhàn nhạt linh lực, không đủ để dẫn tới hung thú triều, chẳng qua hai cái này cũng xác thực cùng bí mật kia có quan hệ, càng nhiều liền cần ngươi đi tìm kiếm công bố, không phải phần thưởng của ngươi liền phải suy giảm hệ thống gấu trúc thần thần bí bí không chịu tiếp tục thổ lộ. Giang Minh Nguyệt hít một hơi thật sâu, sau đó vỗ nhẹ côn tráng, côn, chúng ta trở về. Côn đã sớm bởi vì thân ở mảnh này trong biển hoa có chút vội vàng sao động, nghe vậy lập tức mảnh vọt ra ngoài, lấy tốc độ nhanh hơn đuổi theo đã tiến lên bộ lạc đám người. Giang Minh Nguyệt thì nắm chặt lưng của hắn lông chăm chú nằm ở hắn trên lưng, sau đó một đường không ngừng định vị, côn tốc độ rất nhanh, mãi cho đến có thế mơ hồ nhìn thấy bộ lạc đám người, lúc này mới chậm dần một chút, sau đó chuyển vào bộ lạc trong đội ngũ. Một ngày này, các thú nhân bởi vì kịch liệt thể lực tiêu hao cho nên lúc chạm vạn tối phân liền dừng lại, đồng thời dừng lại sau liền từng cái ngã trái ngã phải co quắp trên mặt đất, thậm chí có người đã khống chế không nổi biến trở về hình người. Hiển nhiên liên tục hai ngày cấp tốc đi đường để bọn hắn tiêu hao quá lớn, đã bất lực duy trì hình thú. Tù trưởng thấy thế cho mọi người cố lên cổ vũ sĩ khí, nói cho mọi người, chỉ cần bảo trì tốc độ như vậy lại chạy không đủ một ngày mọi người liền có thể xông qua khu vực nguy hiểm sau đó chỉ cần đi vào vùng núi khu vực khi đó cũng không cần lo lắng gặp được hung thú triều đám người nghe xong lập tức cảm thấy an tâm không ít tù trưởng còn làm chủ tướng còn sót lại đồ ăn một phân thành hai để các thú nhân ăn hết một nửa đồ đằng các dũng sĩ ăn hết một nửa trình độ lớn nhất bảo tồn thể lực của bọn họ để cho bọn hắn có thể dẫn mọi người đi ra ngoài ăn qua đi đám người rất nhanh liền ngủ, phiến khu vực này khắp nơi đều là hơi có vẻ kéo dài tiếng hít thở, xen lẫn nhân loại mệt nhọc đến cực điểm ngáy mũi âm thanh. Giang Minh Nguyệt không có ngủ, mà là một mực chờ đến nửa đêm sau mới lặng lẽ đứng dậy rời đi đám người khu nghỉ ngơi, đi trở về một khoảng cách sau từ không gian bên trong lấy ra truyền tống môn, sau đó vừa mở cửa liền trở lại U Lan Thảo Biển Hoa. Lam tử sắc nụ hoa tại bầu trời đêm trong gió nhẹ hơi rung nhẹ, lộ ra rất là mỹ hảo tĩnh mịch. Giang Minh Nguyệt lại không lòng dạ nào thưởng thức, chỉ cảm thấy nơi này tràn đầy nguy cơ cùng hiểm ác, thế nhưng là vô luận nàng làm sao dùng tinh thần lực kiểm tra, cũng không có phát hiện bất kỳ chỗ đặc thù, đến cùng là nguyên nhân gì đưa tới hung thú triều đâu, còn có hệ thống gấu trúc nói bí mật kia đến cùng là cái gì đây, nàng bực bội lắc đầu, quyết định từ bỏ tìm tòi nghiên cứu, vẫn là trước bảo trụ mạng nhỏ, bảo đảm cái này nhiệm vụ có thể thuận lợi hoàn thành lại nghĩ cái khác đi. Nghĩ đến nàng đây mở ra hai chân liền hướng lúc đến trên đường chạy, một mực đi ra ngoài, mấy ngàn mét xa, sau đó mới từ không gian bên trong móc chiếc đạn hỏa tiễn phát xạ xe ra tới, đây là tại tận thế nhiệm vụ kia thế giới bên trong nàng thu thập, vốn là vì tiêu diệt zombie triều, không nghĩ tới trữ hàng nhiều, còn lại đến một chút, nghĩ đến không gian cũng lớn, giữ lại điểm lo trước khỏi họa, cho nên mới lưu cho tới bây giờ, không nghĩ tới thật đúng là có thể đụng tới sử dụng cơ hội, nàng leo lên phát xạ xe Dựa theo nhiệm vụ kia thế giới học được kỹ năng bắt đầu định vị U Lan Thảo tọa độ kia, sau đó trực tiếp đem một viên đặc chế nhiên liệu tề đạn hỏa tiễn bắn ra ngoài. Cái này miếng đạn hỏa tiễn chỉ cần 7 điểm 5 giây liền có thể đến chỉ định vị trí, danh xưng có thể tại 7 điểm trong vòng 5 giây liền phá hủy một tòa thôn trang, cho nên hủy mảnh này U Lan Thảo biển hoa hẳn là vừa vặn. Giang Minh Nguyệt phát xạ xong lập tức xuống xe đem phát xạ xe thu hồi không gian bên trong, sau đó truyền tống môn lần nữa mở ra, một chân liền trở lại đám người nghỉ ngơi bên ngoài, vừa mới đứng vững gót chân, liền gặp bầu trời xa xăm bỗng nhiên tỏa sáng, sau đó đại địa bỗng nhiên rung rẩy một chút, tùy theo mà đến chính là bom tiếng nổ, đám người tất cả đều bị lần này biến động bừng tỉnh, từng cái nhìn xem lúc đến phương hướng kinh nghi bất định, mặt lộ vẻ sợ hãi, chuyện gì phát sinh rồi, làm sao rồi, sét đánh rồi sao, làm sao đang động, hung thú triều đã đến rồi sao tựa như là ngự thú bộ lạc địa chỉ ban đầu kia phát ra tới động tĩnh đám người trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ ba cái tù trưởng ba cái vu nhanh chóng gom lại cùng một chỗ đơn giản mấy câu sau lập tức xác định đến chào hỏi đám người cũng mặc kệ đằng sau tình huống như thế nào thu thập một chút lập tức xuất phát giang minh nguyệt lần nữa nằm ở côn lưng bên trên thở dài nhẹ nhõm tiên hạ thủ vi cường hậu hạ thủ tao ương đem u lan thảo biển hoa hủy cũng nổ tai họa ngầm hẳn là giải trừ đi như thế, mình hít mắt một giấc, tỉnh lại hẳn là cũng liền đến khu vực an toàn, mọi người tuyệt đối sẽ thuận lợi như vậy sao? Chương 67, ác mộng giáng lâm, lần này đào vong so trước đó còn muốn sốt ruột, dù sao trước đó chỉ có hung thú triều một cái uy hiếp, bây giờ lại lại có thêm một cái nguy hiểm không biết, cho nên các thú nhân chạy tốc độ so trước đó nhanh hơn, nhưng là tù trưởng trước đó đã nói qua, còn có không đủ thời gian một ngày liền có thể thông qua giải đất bình nguyên tiến vào vùng núi, nói cách khác thuận lợi đại khái buổi trưa liền có thể đến an toàn địa phương bởi vậy đám người mặc dù vội vàng sao động nhưng là coi như trấn định chẳng qua phần trấn định này rất nhanh liền ở trước khi trời sáng hắc ám nhất kia thời khắc này biến mất hầu như không còn không chỉ là thú nhân liền đồ đằng dũng sĩ cùng người bình thường đều cảm thấy một tia đại địa rung động tùy theo mà đến chính là một cổ từ sâu trong linh hồn dân lên run rẩy hung thú kia là đến từ hung thú bi hiếp hung thú triều vậy mà thật muốn tới Giang Minh Nguyệt trong lòng trầm xuống, làm sao cũng không có nghĩ đến U Lan Thảo biển hoa đều hủy, hung thú triều lại còn không có tán đi. Nàng đem tinh thần lực ra bên ngoài khuếch tán, quả nhiên thấy phía trước khói bụi cổn cổn, một nhóm lớn hình thái khác nhau, chủng loại khác biệt hung thú chính hướng phía cái này phương lao nhanh mà đến, chiến tuyến chi trưởng, căn bản là không có cách vòng qua, mà số lượng nhiều, vậy mà kéo dài ra ngoài năm sáu dặm, không chỉ có như thế, trên trời vậy mà cũng có một nhóm đen nghiệp loài chim hung thú vỗ cánh mà đến. Cái này thật đúng là lên trời không đường, xuống đất không cửa A. À. Giang Minh Nguyệt trong lúc nhất thời đều có chút sợ mất mật. Mọi người đừng hốt hoảng, ổn định. Phi hành thú nhân đi thăm dò nhìn hung thú triều chỗ yếu nhất. Những người còn lại thay đổi đội hình. Thanh tráng niên tại phía trước nhất. Những người khác ở giữa. Đợi chút nữa nghe ta mệnh lệnh hướng một cái phương hướng sông. Tuyệt đối không thể lấy tục lại phía sau. Nhất định phải ổn định đội hình một khi đội hình bị tách ra phía sau nhất định phải mau chóng bổ sung đến nhất định phải đem hết toàn lực xong đừng nghĩ đến sang giết hung thú chỉ có lao ra mới có sống hy vọng ba cái bộ lạc tù trưởng lúc này ở không ngừng la lên trên trời bay các thú nhân đã đi phía trước tìm hiểu tình huống còn sót lại đám người cũng rất nhanh liền thay đổi đội hình toàn bộ đội ngũ hiện lên hình tam giác phân bố từ vũ lực giá trị cao nhất thú nhân cùng đồ đằng các dũng sĩ làm tiên phong đem mặt khác người già trẻ em chờ đều ngăn tại đằng sau nghe ta mệnh lệnh, hướng phía phải phía trước sông, nơi đó hung thú số lượng ít nhất, sông, sông, ba cái bộ lạc, hơn một ngàn người, lúc này như một chi mũi tên nhọn đang phi hành thú nhân chỉ dẫn hạ triều lấy hung thú triều chỗ yếu nhất đánh tới, cung vốn nên là xếp tại phía trước, nhưng là bởi vì chở đi giang minh nguyệt quan hệ, cho nên lúc này được an bài tại cánh lệch bên trong vị trí, cái phương hướng này ban sơ áp lực sẽ nhỏ bé, nhưng là một khi xông vào hung thú triều, cũng khó tránh khỏi gặp phải nguy hiểm. Chẳng qua chiếu sau bên trong, vị trí này nhưng cũng lại càng dễ tránh thoát đội ngũ ràng buộc, lao ra khỏi vòng vây. Giang Minh Nguyệt suy đoán tù trưởng an bài như thế nhất định có thâm ý, quả nhiên nàng trái phải hơi chút dò xét liền minh bạch duyên cớ. Trong bộ lạc một đám vị thành niên cùng sắp thành niên các thú nhân đều là ở vào vị trí này, cho nên nói, nếu như tình thế mất khống chế, bộ lạc có nguy hiểm diệt tộc, như vậy tù trưởng liền sẽ dùng hết hết thảy để nhóm này thú nhân toàn lực chém giết ra hung thú triều, dùng bọn hắn hy sinh đến bảo tồn bộ lạc sinh lực, dùng cho về sau phồn diễn sinh sống, liền cùng 30 năm trước toại bộ lạc tình huống gặp gỡ đồng dạng, kia vu đâu, vu có thể hay không cũng giống năm đó đồng dạng, lấy hy sinh chính mình làm đại giá đổi lấy bao quát mình ở bên trong những người này sinh mệnh, Giang Minh Nguyệt không dám nghĩ, trong lòng quét ngang, dứt khoát lưu loát từ không gian bên trong bắt đầu móc ra lựu đạn, bình, tiếp lấy, Giang Minh Nguyệt hò hét, sau đó đem một cái da thú bao thả tới, bên trong chứa 10 cái lựu đạn. Đây là cái gì? Bình cách nàng cũng không xa. Một cái tiếp nhận gia thú bao hơi kinh ngạc, đưa tay sờ mó liền mò ra một cái nắm đấm lớn đồ vật. Đợi chút nữa gặp được hung thú, kéo lên mặt cây kia tuyến, sau đó ném ra, nhất định phải ném tới hung thú bên người, tốc độ phải nhanh. Có biết không? Giang Minh Nguyệt cho nàng khoa tay, sau đó bắt chước làm theo ném cho xung quanh rất nhiều nhân thú túi da. Mọi người phân một điểm, chú ý nhất định phải ném tới hung thú trên người ngàn vạn muốn hướng xa một chút ném tuyệt đối không thể rớt xuống chúng ta đội ngũ bên trong thứ này rất nguy hiểm ghi nhớ sao ghi nhớ trước hết nhất bị phân đến lựu đạn chính là nương tử quân người các nàng đối cái này nắm đấm lớn hình bầu dục đồ vật đều rất là hiếu kỳ nhưng là đã sớm quen thuộc chấp hành gian minh nguyệt mệnh lệnh cho nên lúc này không ai đặt câu hỏi những người khác thấy thế cũng đã rất yên tĩnh đều tại dựa theo gian minh nguyệt nói tới dò xét vật trong tay tìm được cây kia mang theo vòng tròn kiếp nổ, sau đó nắm thật chặt trong tay. Tù trưởng cùng vu tại đội hình chính phía trước lệch sau một chút xíu vị trí, vị trí kia sẽ là xông vào bầy hung thú sau trước hết nhất nhận xung kích cùng bị ngăn trở mà ngưng lại vị trí. Hai người bọn họ có thể lựa chọn ở vị trí kia, tin tưởng là đã sớm làm quyết đoán. Đáng tiếc bọn hắn khoảng cách Giang Minh Nguyệt có đoạn khoảng cách mà bây giờ toàn bộ đội ngũ đều tại toàn lực chạy bên trong, muốn tới gần căn bản không thực tế. Côn, đợi chút nữa đội hình vừa loạn liền nghĩ biện pháp tới gần tù trưởng cùng vu giang minh nguyệt vỗ cự lan đầu ngữ khí trầm thấp thái độ kiên quyết phân phó nói ta biết ngươi khẳng định tiếp nhận mệnh lệnh muốn đem chúng ta hoàn hảo không chút tổn hại mang đi ra ngoài nhưng là ta không thể trơ mắt nhìn xem tù trưởng cùng vu hy sinh tin tưởng ta ta có năng lực tự bảo vệ mình nàng nói tay phải hướng phía trước duỗi đem trên cổ tay cái kia hình rắn hình xăm đổi đến cự lan trước mắt ta khế ước ba đầu cự mãn cũng coi là đồ đằng dũng sĩ, cho nên xin ngươi tin tưởng ta, ta không thể để cho tù trưởng cùng vu hy sinh vô ích. Cự Lan trong mắt có chấn kinh cùng lộ vẻ xúc động, hơi chút chậm chạp rốt cục nhẹ gật đầu. Giang Minh Nguyệt lúc này mới yên lòng lại, sau đó trong tay lóe lên, một thanh tinh hạch thương xuất hiện tại trong tay nàng. Đây là tận thế lúc B thành phố phòng thí nghiệm nghiên cứu ra đến tinh hạch thương, bổ sung một viên cấp một tinh hạch liền có thể phát xạ 30 lần, quy lực có thể so với súng ngắm nếu như bổ sung cấp 2 tinh hạch, như vậy một lần liền có thể phát xạ 90 lần, quy lực gấp bội, Giang Minh Nguyệt không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lấp 2, viên cấp 4 tinh hạch đi vào, vừa mới gắn xong, hung thú triều đã xuất hiện trong tầm mắt mọi người ở trong, ngao, kiếp, vốn là ở vào nóng nảy trạng thái hung thú triều tại phát hiện phía trước thú nhân bầy lúc càng lộ vẻ hưng phấn, phát ra bất đồng thanh âm gào thét, càng thêm hung mảnh đánh tới, không muốn ham chiến, tiến lên, ba cái tù trưởng hô to cùng lúc đó ba cái vu cũng đồng thời ra tay màu đỏ màu lam màu vàng ba cái nhang sắc lồng ánh sáng đồng thời xuất hiện như một tấm màn bảo hộ bao trùm tại hình tam giác đội ngũ đoạn trước cùng hai cánh hướng phía trào lên tới hung thú triều hung hăng đụng vào phanh 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 chạy trước tiên hung thú lập tức liền bị đụng bay không ít nhưng là phía sau hung thú lập tức bổ khuyết vị trí tiếp tục hướng phía lồng ánh sáng đụng vào trong lúc nhất thời tất cả đều là hung thú bị đụng bay phanh phanh âm thanh nhưng là theo càng ngày càng nhiều hung thú đụng tới tam sắc lồng ánh sáng nhất là đất đen bộ lạc phu hậu thổ sở thiết phòng ngự lồng ánh sáng bởi vì là tại phía trước nhất cho nên nhận xung kích lớn nhất lúc này lồng ánh sáng màu vàng nhang sắc đã nhạt không ít hiển nhiên chèo chống không được quá lâu mà bọn hắn mới vừa vặn tiến vào hung thú triều vòng vây liền một phần ba đều không có xông qua huống chi đã tiến lên hung thú lúc này cũng bởi vì máu tươi kích thích đang không ngừng trở lại vây quanh tiếp tục như thế căn bản không được tất cả mọi người sẽ bị vây chết ở chỗ này toại bộ lạc vu thanh một cùng uyên bộ lạc vu nguyên trạch thấy thế chỉ có thể triệt tiêu bảo hộ ở hai cánh lồng ánh sáng đem hai đạo ánh sáng che đậy cùng hậu thổ lồng ánh sáng tụ hợp như một đường vòng cung hình lồng ánh sáng tấm thuẫn ngăn tại phía trước nhất hướng phía hung thú triều đẩy tới phía trước phòng ngự lập tức tăng cường không ít rất nhiều hung thú bị đụng bay trong lúc nhất thời tốc độ lập tức tăng lên nhưng là hai cánh lại lập tức bại lộ ra tới càng ngày càng nhiều hung thú né qua đầu hướng phía không có phòng hộ hai cánh mà đến, chương 68, bật hết hỏa lực, ném, có người hô to, cử tại các thú nhân trên người mọi người cùng đồ đằng dũng sĩ lập tức đem trong tay trường mâu ném ra ngoài, kéo kiếp nổ, ném, giang minh nguyệt hét lớn, trong tay có lựu đạn đám người lập tức đem kiếp nổ kéo đứt, sau đó dùng đem hết toàn lực đem lựu đạn hướng phía trào lên tới hung thú ném tới, quanh, quanh, từng viên lựu đạn tiếng nổ vang ở bầy hung thú bên trong. Không chỉ có đem hung thú nổ chết nổ tổn thương vô số, liền các thú nhân cũng đều giật mình kêu lên, không rõ phe mình ném ra chính là loại vật nào, có thế có như thế lớn lực sát thương, đừng lo lắng, tiếp tục ném, Giang Minh Nguyệt một bên hô vừa bắt đầu nổ súng, thương là cách âm, lại thêm trời còn chưa sáng, bởi vậy ai cũng không biết là nàng tại nổ súng, chỉ có thể nghe được phanh phanh phanh, trúng nít hung thú mi tâm cùng hung thú đầu lâu nổ tung thanh âm, nhìn thấy tinh nguyên bay loạn, hung thú ốc bốn phía phun tung tóe tình cảnh, cũng chính là hiện trường quá mức hỗn loạn, cho nên nhìn thấy tình cảnh này người mười phần có hạn, cho nên mới không có gây nên đại quy mô bạo động, nhưng là chở đi Giang Minh Nguyệt Côn nội tâm hết sức rõ ràng, đây là Nguyệt đang xuất thủ, không khỏi kinh hãi vạn phần, đáng tiếc nàng một người lực lượng cuối cùng là cố không được toàn bộ, cho dù cánh phải bên này bởi vì có nàng mà áp lực giảm mạnh, nhưng đối mặt liên tục không ngừng hung thú triều, toàn bộ đội hình vẫn là rất nhanh liền lộn xộn, bết bát nhất chính là ở vào cánh trái đất đen bộ lạc cùng uyên bộ lạc đám người bọn hắn cùng Giang Minh Nguyệt bên này cách xa nhau quá xa, trên đường căn bản không có phân đến lựu đạn, chỉ có thể bằng vào tự thân hình thú cùng đồ đằng dũng sĩ trường mâu cùng năng lực đi chống cự hung thú công kích, tự nhiên trước hết nhất bị xé mở lỗ hổng, trong lúc nhất thời, toàn bộ đội ngũ bị cắt đứt thành hai đoạn, tiếng chém giết, tiếng trống giận dữ, tuyệt vọng tiếng trên rỉ tràn ngập tại mảnh này giữa đồng trống, khiến người người nghe kinh hãi, người nghe rơi lệ, cứu mạng, ta không muốn chết, a à. Giang Minh Nguyệt đã hai tay đồng thời nổ súng, vẫn là gánh không được tre và mang mọc hung thú công kích, mắt thấy một cái tê giác trạng hung thú đột phá phòng tuyến của nàng, hướng phía phía sau bình bọn người đánh tới, cổ tay nàng lật một cái, mực nhiễm biến thành trường tiên liền xuất hiện tại tay phải của nàng bên trong, phất tay, đen nhánh đầu rắn trường tiên nháy mắt liền cuốn lấy đầu hung thú kia, đưa nó ngã lại bầy hung thú bên trong, hung thú thân thể cao lớn nện tổn thương mặt khác hai đầu sông mạnh nhất hung thú, ba đầu hung thú lăn làm một đoàn, cũng không biết là chết là tổn thương thứ gì không có quá thấy rõ các thú nhân là có nhìn ban đêm năng lực cho dù trời còn chưa sáng cũng nhìn thấy có đồ vật cuốn bay đầu hung thú kia nhưng là ai cũng không có thấy rõ đó là cái gì chẳng qua rất nhanh các nàng liền hiểu rõ bởi vì các nàng nhìn thấy tại giang minh nguyệt huy động cánh tay phải đồng thời một đầu đen nhánh trường tiên đang không ngừng quất bay hung thú bóng roi bên trong còn có một đầu cự mãn hư ảnh mà đầu kia cự mãn lại có bốn khỏa đầu là Nguyệt, đồ đằng dũng sĩ. Nguyệt vậy mà thành đồ đằng dũng sĩ, có người kêu to, lập tức dẫn tới xung quanh người chú ý. Các nàng vừa mới ai cũng không nghĩ tới sẽ là Giang Minh Nguyệt ra tay, càng không có nghĩ tới quốc bay hung thú sẽ là nàng khế ước hung thú. Trong lúc nhất thời tất cả đều kinh ngạc trợn mắt hốc mồm, Giang Minh Nguyệt lại không rảnh bận tâm quá nhiều, nàng đã giết đỏ cả mắt, tay phải trường tiên không ngừng vung vẩy, đem tới gần hung thú từng cái quốc bay. Trong lúc nhất thời, lấy nàng làm trung tâm khu vực vậy mà thành hung thú khu vực chân không côn mang theo mọi người xông về phía trước chúng ta đi cùng tù trưởng cùng vu tụ hợp giang minh nguyệt hét lớn một tiếng sau đó đối người bên cạnh nói tất cả mọi người theo sát tuyệt đối không được tụt lại phía sau những người khác thấy thế vội vàng hướng bên người nàng tụ lại lấy nàng làm trung tâm bắt đầu hướng phía trước phá vây lăn đi đi lăn đi giang minh nguyệt hướng phía nhào tới bầy hung thú quát lớn thanh âm bên trong ẩn chứa tinh thần lực đồng thời còn vận chuyển ngự thú quyết, chính sông về phía trước mấy cái hung thú quả nhiên bị chấn một cái lão đảo, tất cả đều dừng lại một chút, chính là cái này hơi dừng lại liền cho các nàng xông qua được thời cơ, một đoàn người giống như là thủy triều xông qua làng công kích này, tới gần phía trước lồng ánh sáng bảo vệ, đáng tiếc lúc này tam sắc lồng ánh sáng cũng tràn ngập nguy hiểm, chỉ có thể nhìn thấy một chút xíu nhàn nhạt đỏ, vàng, lam nhan sắc, vỡ vụn chỉ ở nháy mắt. Ba cái vu sắc mặt tất cả đều trắng bệt, thậm chí nguyên trạch bên môi đã tràn ra máu tươi. Hắn cười khổ một tiếng, nhìn về phía thanh một cùng hậu thổ, xin lỗi, ta muốn đi đầu một bước, nói, miệng bên trong bắt đầu niệm động chú ngữ, trên bầu trời bỗng nhiên gió bắt đầu thổi, vẫn là mang theo hơi nước ẩm ướt gió, có người ngẩng đầu, liền gặp trên bầu trời lăn lộn mây đen ở giữa có thân ảnh bắt đầu như ẩn như hiện, đầu trăng người thân chân đạp hai đầu hắc long, tay cuốn màu xanh đại mãn, toàn thân vẫy màu đen, chính là uyên bộ lạc vua nguyên trạch chỗ hầu hạ thủy thuộc tính vu thần giang minh nguyệt vừa mới tới gần liền cảm thấy dị thường không khỏi ngẩng đầu nhìn quanh thấy rõ một màn này đồng thời chính là giật mình nguyệt ta không có người thừa kế liền đem ta bản lãnh này tất cả đều cho ngươi đi nguyên trạch nói vung tay lên một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam từ đỉnh đầu bay ra chạy giang minh nguyệt liền đến một nháy mắt thân hình của nàng thật giống như bị định trụ một loại không thể động đậy chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái quan cầu kia không có vào thân thể của mình, không muốn, nàng trên trán gân xanh tóe lên, cắn chặt răng mới phun ra hai chữ này, sau đó liền bị trong đại não đột nhiên tràn vào lượng lớn rắc rối tri thức cho xung kích trên khẽ một tiếng, bằng vào ta huyết nhục, phụng làm hy sinh, hồn về vu thần, phụng dưỡng vĩnh hằng, bảo đảm ta bộ lạc, phụng vinh hưng thịnh, nguyên trạch nhìn xem Giang Minh Nguyệt khẽ cười một cái, sau đó liền niệm động chú ngữ, rất nhanh, từ trong cơ thể của hắn phát ra một vệt ánh sáng sáng, cái này ánh sáng càng ngày càng mạnh, liền tựa như tại trong thân thể của hắn điểm một chiếc đèn, sau đó thân thể của hắn nháy mắt hóa thành một tia một sợi ánh sáng, tất cả đều hướng phía tầng mây bên trong kia thủy thuộc tính vu thần hư ảnh mà đi, vu, nguyên bộ lạc thấy cảnh này người tất cả đều khóc hô to. Thanh Mộc cùng hậu thổ cũng phát ra một tiếng rên rỉ, nguyên trạch, nguyên trạch thân hình dần dần tiêu tán, đến lúc cuối cùng một sợi sáng ngời cũng không có vào thủy thuộc tính vu thần hư ảnh lúc, cổ kia hư ảnh rốt cục ngưng luyện ra thực thể, hắn nháy mắt liền động, giơ cao hai tay, trong tay cuốn lấy màu xanh đại mãn nháy mắt dài ra, sau đó đột nhiên một cái duỗi dài quét ngang, đem trên bầu trời ngay tại bay lượn xoay quanh hung thú vạch một cái kéo tất cả đều đập xuống xuống dưới, né tránh không kịp hung thú bay chỉ phát ra một tiếng gào thét liền hạ như sủi cảo lốc bốt hướng phía dưới đập tới. Phía dưới thanh một cùng hậu thổ thấy thế lập tức tăng lớn vô lực chuyển vận, để màn ánh sáng càng thêm ngưng thực một chút, bảo hộ xung quanh tộc nhân không bị trên trời hung thú đập trúng, Giang Minh Nguyệt cũng rốt cục khôi phục quyền khống chế thân thể, con mắt của nàng đều đỏ, một tay hướng phía trước duỗi ra, nồng lục sắc một hệ năng lượng điên cuồng mà tuôn ra, xung quanh bụi gai, bụi cây, cỏ dại trong lúc nhất thời bắt đầu điên cuồng vặn vẹo thân thể, tại bộ lạc đám người hoảng sợ ánh mắt bên trong không ngừng sinh trưởng hội tụ, nháy mắt liền hình thành lớp kính nghiêm nghiêm thật thật thực vật lồng phòng ngự cái này che đậy vừa trưởng thành những hung thú kia cũng phanh 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 rơi xuống đánh tới mềm dẻo lại rắn chắc thực vật che đậy bị xung kích một trận rung động nhưng lại một điểm tan ra thành từng mảnh xu thế đều không có ngược lại tại giang minh nguyệt huyết hồng ánh mắt bên trong bắt đầu sinh ra gai nhọn một mực đâm vào đánh tới hung thú thân thể chỉ là trong nháy mắt liền đem hung thú huyết nhục hút hầu như không còn chỉ còn lại từng cổ khô quắc túi da hút hung thú huyết nhục thực vật tất cả đều bày biện ra yêu giả huyết hồng sắc thân lạc sinh trưởng càng nhanh càng thêm rắn chắc, rất nhanh liền hình thành một tòa thực vật hàng rào, đem ba cái bộ lạc còn thừa lại người tới nhóm tất cả đều một mực bao phủ trong đó, nguyệt. Đây là, tù trưởng cùng vu đều kinh ngạc xấu, người chung quanh cũng tất cả đều dùng sợ hãi ánh mắt nhìn xem đây hết thảy, Giang Minh Nguyệt có chút thở hỗn hển, coi như tỉnh táo nhìn về phía vu, vu, phía ngoài cái kia vu thần có thể đem hung thú đều tiêu diệt sao, hẳn là. Có thể chứ, vu sững sờ, không nghĩ tới Giang Minh Nguyệt sẽ hỏi vấn đề này, trả lời hơi chần chờ, tốt, cái này thực vật hàng rào hẳn là đủ cứng cỏi, mọi người tránh tốt là được. Giang Minh Nguyệt nhìn về phía thanh một cùng hậu thổ, đáp ứng ta, tại vu thần còn có thế chiến đấu trước, các ngươi ai cũng không nên tùy tiện từ bỏ sinh mệnh của mình, chương 69. Xông ra thú triều, thanh một cùng hậu thổ sắc mặt hai người trắng bệt không có một tia huyết sắc, toàn thân mồ hôi đầm đìa phản phất trong nước vớt ra tới đồng dạng, hiển nhiên vừa mới tiêu hao rất nhiều, Mặc dù sớm tại lên đường trước liền đã thảo luận qua xông qua hung thú triều đối sách, nhưng là thật nhìn xem nguyên trạch tại trước mặt hai người đem mình hiến tế cho vô thần, hai người bọn họ trong lòng vẫn là tràn ngập bi thương, bởi vì ai cũng không biết, thủy vô thần hình chiếu có thể hay không đem hung thú giết lùi, nếu như không thể, như vậy kế tiếp đến phiên chính là mình, hai người đã làm tốt hiến tế chuẩn bị, nhưng là không nghĩ tới vậy mà lại nửa đường giết ra người trợ giúp, nguyệt vậy mà cho thấy kinh người năng lực, Chiêu này điều khiển thực vật cách làm, so với phụng dưỡng một thuộc tính vu thần vu cũng không kém là bao nhiêu đi, thậm chí khả năng tại chiến đấu lực phương diện càng mạnh một chút, lúc này nghe được cái này âm thanh căng dặn, hai người hơi chần chờ sau đó liền nhẹ gật đầu, lẫn nhau chống đỡ lấy đi đến thực vật hàng rào bên cạnh, cách khe hở quan sát phía ngoài động thái, Giang Minh Nguyệt đứng tại phía sau hai người, một tay một cái dựng vào hai người cánh tay, trì vũ hệ dị năng thuận thế liền đưa qua, vận chuyển hai cái chu thiên về sau, hai người sắc mặt mắt trần có thể thấy tốt nguyệt không muốn tiêu tốn quá nhiều vô lực tại trên người chúng ta ngươi muốn bảo tồn vô lực sống sót mang theo còn sót lại đám người cố gắng sống sót thanh một nhìn xem giang minh nguyệt trong ánh mắt tràn đầy từ ái cùng tiếc hận bộ lạc tương lai hy vọng ở trên thân thể ngươi đáng tiếc chúng ta cùng nhau chế định chữ viết vẫn chưa hoàn thành chỉ sợ về sau chỉ có thể dựa vào chính ngươi hậu thổ cũng xen vào nói tiểu cô nương nếu như ta cũng hiến tế ta cũng nguyện ý đem vô lực truyền thừa cho ngươi, chỉ xin ngươi cũng chiếu cố cho đất đen bộ lạc. Ba cái tù trưởng nghe lời này cùng nhau tiến lên một bước, tràn ngập bi thiết gọi một câu, vu. Chung quanh tốt năm tốt ba tập hợp một chỗ các tộc nhân cũng không nhịn được bi bi thiết thiết thấp giọng khóc ồ lên. Giang Minh Nguyệt lại lắc đầu, trời kiểu gì cũng sẽ sáng, vu, chúng ta cũng nhất định sẽ sống sót, đừng từ bỏ, mỗi người đều không, muốn từ bỏ, chỉ cần kiên trì một chút nữa, ta không tin chúng ta giết không ra hung thú triều nàng nói xong cũng tới gần khe hở kỳ thực dùng tinh thần lực quan sát đến động tỉnh bên ngoài chỉ thấy kia đầu trang người thân thủ nắm thanh mãn thủy vô thần chính vẫy tay đại sát tứ phương mỗi một lần phất tay trên tay kia màu xanh cự mãn đều bỗng nhiên dài ra không phải quyển lật một đám hung thú chính là cắn chết một đầu hung thú lực sát thương có thể xưng hung thú xoắn nát cơ mà lại bởi vì có thực vật hàng rào bảo hộ thủy vô thần không cần lo lắng ngộ thương vô tội càng thêm buông tay buông chân làm chỉ chốc lát sau liền đem chung quanh hung thú từng cái vết tè ra quần, rất nhanh liền để xung quanh để trống rất lớn một khối địa phương. Giang Minh Nguyệt thoáng thả chút tâm, xem ra cái này hiến tế mới đổi lấy vu thần hình chiếu vẫn có chút thực lực, hẳn là có thể ứng phó qua lần này hung thú triều. Nàng đem tinh thần lực hướng nơi xa đẩy, quả nhiên phía trước không có bao nhiêu hung thú còn tại hướng tới, có cũng chính là xung quanh những cái này chưa từ bỏ ý định còn tại dây dưa mưu toan phân đến từng ngụm lương đám hung thú phần lớn hung thú đã tiếp tục chạy u lan thảo biển hoa phương hướng đi nếu như chúng ta chạy vu thần sẽ cùng lên đến a vẫn là sẽ lưu tại tại chỗ tiếp tục giết hung thú yểm hộ chúng ta vấn đề này tựa như là lần thứ nhất bị người hỏi đến thanh mục cùng hậu thổ đều chưa kịp phản ứng có chút ngu ngơ nhìn về phía giang minh nguyệt ba cái tù trưởng cùng xung quanh nghe được người cũng sững sờ trong lúc nhất thời ai cũng không trả lời giang minh nguyệt nàng lúc này mới hậu tri hậu giác kịp phản ứng người nơi này đem vu thần nhìn rất nặng hy sinh vu đem đổi lấy vu thần hình chiếu cũng có thể tiếp nhận sự tình lại có ai sẽ đại nghịch bất đạo nghĩ đến đem vu thần lưu lại bọc hậu mình trước chạy trối chết đâu nhưng là nàng không được a à. cái này vu thần hình chiếu là nguyên trạch hy sinh chính mình tính mạng đổi lấy như vậy nàng liền không thể lãng phí nguyên trạch hy sinh nhất định phải trình độ lớn nhất cam đoan đám người an toàn mới là lại nói đây chỉ là vu thần hình chiếu hắn cũng sẽ không chết lưu lại bọc hậu Kiểm hộ đám người chạy trốn làm sao rồi, dưới cái nhìn của nàng một điểm mau bệnh không có, nghĩ như vậy, thanh một vừa vặn cũng mở miệng, nguyên trạch hiến tế lúc tâm nguyện là bảo vệ bộ lạc, vu thần hẳn là sẽ trước hết giết chung quanh hung thú, sau đó cùng đi lên tiếp tục bảo hộ an toàn, cho đến năng lượng tiêu tán hoặc là hung thú lui tán, hẳn là dạng này, hắn nói lời này kỳ thật cũng không có nắm chắc, bởi vì năm đó bọn hắn cũng là đi theo vu thần cùng một chỗ thề sống chết chém giết đến cuối cùng mới sống sót không có làm qua đem vu thần lưu lại mình rơi chạy sự tình. Giang Minh Nguyệt cũng mặc kệ cái này, nàng nhìn một chút bên ngoài còn tại hướng bên này thưa thất bầy hung thú cùng xung quanh nhìn chầm chầm còn chưa từ bỏ ý định bầy hung thú, quyết định thật nhanh hạ quyết định, nghe ta nói, đối diện lại đến hung thú không có nhiều như vậy, nhưng là xung quanh còn tại dừng lại không ít, chúng ta không thể ở chỗ này chờ, không phải vu thần năng lượng hao hết, chúng ta cũng chỉ có phòng ngự không có công kích, ý của ta là, thừa dịp hiện tại đi nhanh lên vu thần còn có thế yểm hộ chúng ta mọi người tạm thời không cần đi ra ta có thể khiến cái này thực vật hình thành một đầu hành lang mọi người chỉ cần thay đổi một chút đội hình xếp thành dựng thẳng đội một mực chạy về phía trước là được nhưng là ta năng lực có hạn đầu này hành lang dài ngắn khẳng định cũng có hạn cho nên chúng ta bước đi muốn phi thường nhất trí không phải người phía trước chạy tới người phía sau lại rơi tại hành lang che chở bên ngoài có thế hiểu chưa đám người không nghĩ tới còn có dạng này thao tác, trong lúc nhất thời kinh ngạc nhìn lẫn nhau, không biết nên trả lời như thế nào. Ba cái tù trưởng cùng thanh một hậu thổ nhanh chóng đối mặt một chút ánh mắt, sau đó rốt cục gật đầu nói, nghe nguyệt, một, trước ba cái bộ lạc người mặc dù chỉ còn lại năm sáu trăm người, nhưng là bởi vì bên trong có một nửa thú nhân, cho nên cái này thực vật hàng rào chiếm diện tích vẫn là vô cùng lớn. Giang Minh Nguyệt một hệ dị năng chèo chống cũng rất là gian nan. Lúc này nghe xong mọi người đồng ý, lập tức để mọi người gom đội hình sau đó nàng vung tay lên trước mắt thực vật hàng rào lúc này hướng hai bên tảng ra lộ ra cái lỗ hổng sau đó phía trước thực vật bắt đầu vặn vẹo sinh trưởng rất nhanh liền hình thành một đầu không ngừng hướng phía trước kéo dài hành lang đi theo ta giang minh nguyệt hét lớn một tiếng dẫn đầu chạy ra một tay nhất miêu tả nhiễm biến thành roi một tay điên cuồng chuyển vận một hệ dị năng để cho mình phía trước thực vật hành lang không ngừng lan tràn hình thành một đầu bảo hộ thông đạo những người khác thấy thế vội vàng đuổi theo, đến lúc cuối cùng một người cũng chạy ra thực vật hàng rào lúc, to lớn thực vật hàng rào bởi vì mất đi một hệ dị năng chèo chống mà biến yếu ớt, một đầu hung thú bị vu thần quét tới nện vào hàng rào bên trên lúc không có giống trước đó như thế bị đẩy lùi, mà là một đầu đâm vào hàng rào ở trong, hung thú bị ngã mộng, dãy dụa rất lâu mới từ thực vật hàng rào bên trong đứng dậy, sau đó vừa nghiêng đầu liền thấy đang từ trong thông đạo chạy trốn thú nhân lung lay đứng dậy liền thuận lung lay sắp đổ thực vật hành lang đuổi đi theo, chạy ở đội ngũ nhất phần đuôi các thú nhân thấy thế lập tức hét to lên, một bên thúc giục người phía trước tăng thêm tốc độ, một bên hướng phía sau theo đuổi không bỏ hung thú ném trong tay còn lại vũ khí. Trên bầu trời thủy thuộc tính vu thần hình chiếu sửng sốt một chút, nhìn phía dưới không ngừng lan tràn sau đó phần đuôi nhanh chóng mất đi chèo chống mà không ngừng sụp đổ thực vật hành lang có chút không hiểu, trên tay lại tiếp tục gia tăng tru sát hung thú lực đạo hẳn đem chung quanh tụ lại tới hung thú lần nữa giết cái không chừa mảnh giáp. Cũng chính bởi vì hắn bọc hậu kết thúc, Giang Minh Nguyệt mới rốt cục dẫn theo còn lại đám người có kinh sợ nhưng không nguy hiểm xông ra hung thú triều. Mà lúc này, thiên không nổi lên ngân bạch sắc, mặt trời rốt cục cũng phải ra tới. Chương 70, thương vong thảm trọng, hô an toàn, Giang Minh Nguyệt thở hổn hển chậm lại bước chân, sau đó chậm rãi triệt hồi thực vật hành lang che chở, quay người trở về nhìn lại, đã không nhìn thấy hung thú thân ảnh, trên trời vu thần thân ảnh cũng chỉ là nho nhỏ một điểm, xem ra là an toàn, làm được, chúng ta làm được, chúng ta còn sống ra tới, chúng ta an toàn, hung thú triều không gặp, chúng ta xông tới. Tất cả mọi người phát ra không thể tin thấp giọng hô, thậm chí rất nhiều người đều không chịu được quỳ rạp xuống đất lệ rơi đầy mặt, may mắn lần này trở về từ cõi chết, mặt trời mọc, Giang Minh Nguyệt nhìn lên bầu trời thì thầm nói, ta nói qua, thiên hội sáng, chỉ cần không từ bỏ chúng ta khẳng định sẽ gắn gượng qua tới. Vô cùng tù trưởng nghe nàng nhìn nàng một cái lại giật nảy cả mình, tình trạng của nàng cũng không quá tốt, toàn bộ khuôn mặt nhỏ đều trắng bệt trắng bệt, chỉ có con mắt còn rất sáng. Nguyệt, ngươi còn tốt chứ, ngươi bộ dáng không tốt lắm, không có việc gì, chỉ là tiêu hao có chút lợi hại, nghĩ một chút liền tốt. Hồi lâu không có như thế như vậy thể lực tiêu hao cùng dị năng tiêu hao, Giang Minh Nguyệt cảm giác chân đều mềm nhũng, nhất chân muốn đi lại đánh cái lão đảo dọa đến tù trưởng cùng vu vội vàng đỡ lấy nàng. Nơi này cuối cùng còn không tính an toàn, chúng ta nâng cao lại đi một khoảng cách, tất cả mọi người cần nghỉ ngơi, cũng cần thức ăn nước uống, mọi người kiên trì một chút nữa. Tù trưởng hò hét, cô lập tức tới để Giang Minh Nguyệt nằm ở trên lưng nghỉ ngơi, sau đó đám người tiếp tục đi lên phía trước, chẳng qua lần này không phải phi nước đại, mà là các thú nhân tốc độ bình thường, một mực lại đi không sai biệt lắm một cái giờ, lại không có đụng phải một đầu hung thú cái bóng ba cái tù trưởng mới khiến cho đội ngũ tại một con sông bên cạnh dừng lại nghỉ ngơi. Các thú nhân rốt cục có thể biến trở về hình người, nhưng là tại khôi phục trở về một khắc này, tất cả thú nhân này không chịu được hư nhược mới ngã xuống đất. Cái này liên tục hai ngày hai đêm đi đường, thể lực của bọn họ cũng đến cực hạn, có hình thú chèo chống lúc còn tốt, biến trở về hình người sau phản vệ mới lên tới. Đồ đằng dũng sĩ cùng sống sót nữ nhân bọn nhỏ cũng không chịu được tại chỗ tê liệt ngã xuống, nghỉ ngơi một hồi lâu mới bắt đầu tìm kiếm người nhà của mình, trong lúc nhất thời rộng, rộng bờ sông tất cả đều là kêu gọi người nhà bằng hữu thanh âm. Giang Minh Nguyệt uống nước linh tuyền hấp thu hai viên cao dai một hệ tinh hạch đã khôi phục hơn phân nửa, lúc này không ngừng dùng tinh thần hệ dị năng dò xét lấy xung quanh an toàn, xác định đều không có vấn đề sau mới yên lòng, sau đó liền nghe được liên tiếp tiếng nghẹn ngào, khi là mất đi người nhà đám người tại khóc trống. Ba cái tù trưởng đã kiểm kê tốt mình bộ lạc nhân viên, Đất đen bộ lạc làm số người nhiều nhất bộ lạc, xuất phát người đương thời số có 620 người, hiện tại chỉ còn lại 330 người, quại bộ lạc xuất phát thường có 290 người. May mắn được Giang Minh Nguyệt che chở cùng phân cho người chung quanh vũ khí, cho nên thương vong nhỏ nhất, còn có 200 người, viên bộ lạc thảm nhất, 280 người hiện nay chỉ còn lại 120 người, còn mất đi trọng yếu nhất vu. Giang Minh Nguyệt thở dài một cái nhìn xem trở về từ cõi chết người còn sống sót nhóm vô hạn thổn thức, mặc dù đã sớm làm tốt chuẩn bị tư tưởng, biết hung thú triều hung hiểm, nhưng là xuất phát trước ba cái bộ lạc có gần 1,200 người, đến bây giờ lại chỉ còn lại sáu 600 người, trong đó gần như không có không bị thương, kết cục có thể nói là tương đương thảm thiết, chớ nói chi là uyên bộ lạc, không chỉ có chết mất hơn phân nửa người, liền vu đều hiến tế, tổn thất có thể nghĩ, nguyên thân nguyệt gia tộc cũng có thương vong, lớn tuổi nhất mẫu chết, vì che chở đủ cùng sáng hồng cửu cùng bằng cậu làm đồ đằng dũng sĩ tham dự chiến đấu trên thân trải rộng vết thương thậm chí hồng cửu một đầu cánh tay đã bị hung thú cắn đứt lại gãy chi chẳng biết đi đâu coi như giang minh nguyệt có thể trị hết thương thế của hắn gãy mất cánh tay cũng không có cách nào mọc ra ngày sau khẳng định là không cách nào tham dự bộ lạc đi săn bằng cậu còn tốt tứ chi kiện toàn nhưng là phần bụng có cái thật sâu vết thương đã có thế nhìn thấy ruột đoán chừng là bị mang sừng hung thú đâm tổn thương sức chiến đấu cao nhất mây cậu toàn thân đều là máu tươi phần lưng có một đầu lớn vô cùng xé rách tổn thương lại sâu một điểm liền có thể đem hắn một mổ hai nữa lúc này đã mất máu quá nhiều có chút hôn mê nữ tính các thú nhân bởi vì bị bảo hộ tại tận cùng bên trong nhất ngược lại là thụ thương hơi nhẹ nhưng là cũng không một người hoàn hảo nhẹ nhất cũng là cào thương nghiêm trọng là tan cùng liễu một cái trên đùi bị cắn rơi một khối thịt lớn một cái bả vai bị cắn xuyên chỉ có nhỏ tuổi nhất sáng cùng đủ bởi vì bị đám người bảo vệ cho nên mới là nhất bình yên vô sự mưa cũng bởi vì có người bảo hộ cho nên không có thụ quá nặng tổn thương nhưng là trạng thái tinh thần hiển nhiên không tốt lắm mẫu chính là ở trước mắt nàng bị hung thú tha chạy hình tượng quá mức huyết tinh khủng bố trực tiếp đưa nàng bị hù miệng không thể nói may mắn nhất thuộc về bình một mực bị giang minh nguyệt bảo hộ ở sau lưng mặc dù cũng có vết thương nhỏ nhưng là bảo trụ tính mạng chẳng qua cùng với nàng cùng thời kỳ học tập kia 18 cái nương tử quân liền không có may mắn như vậy, chỉ sống sót 10 cái. Đây là một mực tựa ở Giang Minh Nguyệt sau lưng, đồng thời bị chia tay lôi quan hệ, không phải các nàng khẳng định là trước hết nhất toàn quân bị diệt chỗ, bởi vì những cái kia không có thức tỉnh dị năng cũng không có trở thành đồ đằng dũng sĩ Nam Hài, tại trận này hung thú triều bên trong đã không còn một mống. Thanh một cùng hậu thổ đều tại dùng chỉ có thảo dược cho thương thế nặng nhất các tộc nhân trị thương, nhưng vẫn là có thương thế quá nặng thú nhân ở không ngừng mất đi sinh mệnh. Giang Minh Nguyệt đứng dậy, trên tay màu trắng loáng tia sáng không ngừng lấp lóe, từ thương thế nặng nhất mây cậu bắt đầu, theo thứ tự đi qua lập tức liền phải bị thương nặng bất trị các thú nhân, nhiều như vậy bị tổn thương. Nàng trì vũ hệ dị năng nếu không phải đã lên tới cấp 6 thật đúng là không dễ làm, nhưng là muốn làm cho tất cả mọi người đều khôi phục như lúc ban đầu cũng là không thực tế, nàng chỉ có thể để bị thương nặng hung hiểm người biến thành vết thương nhẹ về phần vết thương nhẹ người cũng chỉ có thể cho thuốc bột để bọn hắn chậm rãi khôi phục dù sao các thú nhân thể chất vẫn là rất tốt chỉ cần không phải vết thương trí mạng cơ bản đều có thể khôi phục lại chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian ba cái tù trưởng cùng hai cái vu không nghĩ tới gian minh nguyệt có thế tại ngắn như vậy thời gian liền khôi phục vô lực tham dự trị liệu từng cái kinh ngạc không được dù sao vừa mới trên đường đi thúc đẩy sinh trưởng thực vật hành lang vô lực tiêu hao tất cả mọi người nhìn ở trong mắt Nguyệt sắc mặt tái nhợt đám người cũng đều nhìn ở trong mắt, còn tưởng rằng ít nhất phải khôi phục mấy ngày đâu, không nghĩ tới vậy mà nhanh như vậy liền có thể tham dự thương binh cứu chữa. Hậu thổ hơi xúc động hâm mộ nhìn về phía thanh mục, thanh mục, ngươi tìm một cái rất tốt người thừa kế A, thiên phú cao, viễn siêu tất cả chúng ta, đúng vậy A, Nguyệt rất ưu tú, ta vẫn luôn biết, thanh mục gật đầu, tràn đầy vui mừng kiêu ngạo, tù trưởng Diễm nhìn xem rộng lớn mặt sông có chút trầm tư, Đôi cùng Ni dựa đi tới hơi nghi hoặc một chút, "Diễm Ngươi đang nhìn cái gì? Đồ ăn." Muối nhẹ giọng mở miệng, "Tất cả mọi người cần đồ ăn, không có đồ ăn, cho dù là tổn thương chữa khỏi, mọi người cũng không có khí lực tiếp tục đi tới đích. Thế nhưng là nơi này nào có đồ ăn?" Ni có chút không hiểu, lôi lại có chút giật mình, "Ngươi nói là nhiều thứ thú?" Hắn cùng tội bộ lạc sớm nhất gặp nhau, đến qua tội bộ lạc nhiều thứ thú làm, cho nên lập tức minh bạch viêm ý tứ, "Nhiều thứ thú sao có thể ăn?" Ni rất là không hiểu, có thế ăn, ta nếm qua, diễm bọn hắn sẽ làm, ăn thật ngon. Lôi lập tức phản bác, nghiêm túc dáng vẻ nhìn Ni hơi có chút chần chờ. Diễm nhíu mày, đáng tiếc không có mạng, không phải có thế bắt càng nhanh lên một chút hơn, hiện nay chỉ sợ muốn dùng trường mâu đâm. Giang Minh Nguyệt vừa chữa khỏi một người đứng dậy, vừa vặn nghe lời này, sau đó đưa tay hướng phía trước duỗi ra, một hệ dị năng tuôn ra, cỏ dại cành mận gai lập tức duỗi dài đồng thời quấn quanh thắt nút, rất nhanh liền đi thành một tấm dài rộng 10 mét cự hình cỏ lưới, tù trưởng, đem cái này bốn phía cỏ cắt đứt, đúng lúc là có sẵn lưới đánh cá, đám người trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới còn có lần này thao tác, tù trưởng diễn kịp phản ứng sau đại hỷ, lập tức để người dùng cốt đao đem dưới đáy chỗ nối tiếp cắt đứt, sau đó chỉ huy khôi phục người tốt dắt lưới liền hạ nước mò cá đi, thanh một cùng hậu thổ đi vào giang minh nguyệt trước mặt, hơi nghi hoặc một chút mở miệng, nguyệt, vì cái gì ngươi sẽ thao túng những thực vật này đâu ta cũng không biết, Giang Minh Nguyệt lắc đầu, có thể là bởi vì ta trước đó liền từng thu được liên quan tới thực vật truyền thừa, sau đó lại tăng thêm nguyên trạch cho ta liên quan tới thủy thuộc tính truyền thừa. Cho nên mới lập tức kích phát khống chế thực vật năng lực, là, thủy sinh một, rất có thể, hậu thổ gật đầu, thanh một thì đề nghị, Nguyệt, đến rừng rậm vàng xếp lại sau ngươi có thể thử kêu gọi vu thần, cũng có thể triệu hoán đi ra một thuộc tính cùng thủy thuộc tính hai loại vu thần, A. Giang Minh Nguyệt mặt lộ vẻ khó xử, nghĩ thầm ta mới không muốn đâu, kia vu thần cần hiến tế mới có thể phát huy thực lực, còn không bằng ta tự mình động thủ đâu. Chương 71, đêm tối thăm dò ngự thú bộ lạc địa chỉ ban đầu, dầu gai đang thiêu đốt bên trong phát ra lốc bốt tiếng vang, cùng liên tiếp tiếng lẩm bẩm hội tụ vào một chỗ, trở thành cái này yên tĩnh bóng đêm đặc biệt thanh âm, trừ bỏ người gác đêm bên ngoài, đào vong hai ngày mọi người đã ngủ được vô cùng thâm trầm, trong con sông này nhiều thứ thú hầu như đều tế đám người ngủ tạng miếu, nhưng là cùng bọn hắn hai ngày này thể lực tiêu hao đến so vẫn là trên lệch quá nhiều, cho nên đào sông câu, thiêu đốt bên trên có che chắn hiệu quả dầu gai, lại thu xếp miễn cưỡng có thể cảnh giới người, đám người rốt cục nhịn không được ngã trái ngã phải ngủ thật say, từ xế chiều một mực ngủ đến đêm khuya, cảnh giới người đã đổi hai nhóm, các thú nhân cùng đồ đằng các dũng sĩ vẫn là không có một điểm dấu hiệu thức tỉnh, mọi người thực sự là mệt chết. Giang Minh Nguyệt ngay tại lần này liên tục tiếng lẩm bẩm bên trong lặng lẽ đứng dậy, tại không có kinh động bất luận kẻ nào tình huống dưới sờ đến ngang eo sâu trong bụi cỏ, sau đó lách mình tiếng không gian. Tiếng không gian cũng không có thời gian cùng tinh lực kêu gọi quốc bảo chờ tiểu đồng bọn, mà là trực tiếp mở ra truyền tống môn liền đi trước đó định vị qua khoảng cách U Lan Thảo Biển Hoa 2000m địa phương, vừa mới chân đạp ra truyền tống môn, Giang Minh Nguyệt liền nhạy cảm cảm nhận được các loại tiếng hít thở nháy mắt liền dùng tinh thần lực bao bọc toàn thân đem mình ẩn nấp đi nhìn bốn phía một cái liền kinh khắp nơi đều là các loại loại hình hung thú thậm chí liền trước đó trên đường nhìn thấy đầu kia cùng loại với dao hung thú cùng cự hình gai ngược dù thằng làng đều ở trong đó bọn chúng không phải thiên địch sao làm sao sẽ còn cùng tiến tới u lan thảo biển hoa đã bị mình hủy nhưng là đám hung thú này vẫn không có thối lui ngược lại như thường lệ hướng bên này tụ tập xem ra hiện tượng này điểm mấu chốt hẳn không phải là cùng U Lan Thảo có quan hệ, hẳn là cùng U Lan Thảo sinh trưởng địa phương có quan hệ, cũng chính là ngự thú bộ lạc địa chỉ ban đầu, cho nên cái này ngự thú bộ lạc địa chỉ ban đầu đến cùng có gì kỳ quặc, có thể để cho vốn là thiên địch hung thú đều có thể không để ý nguy hiểm tính mạng cùng tiến tới, mà lại đám hung thú này dáng vẻ có chút không đúng. Thật giống như say rượu hoặc là bị thôi miên một, tất cả đều ngây ngốc lặng chờ tại nguyên chỗ, đối với bên cạnh đồng bạn thậm chí đồ ăn đều làm như không thấy Giang Minh Nguyệt trong lòng tràn đầy nghi hoặc toàn thân trên dưới nhưng cũng tràn ngập muốn thể nghiệm thám hiểm mang tới loại kia mạo hiểm cùng kích động kích động cảm giác hệ thống gấu trúc không phải nói a à, nơi này cùng cái kia ẩn tàng bí mật có quan hệ mà lại chỉ cần giải khai bí mật này như vậy mình sẽ cố ý nghĩ không ra thậm chí tha thiết ước mơ ban thưởng cái này khiến mình làm sao có thể cự tuyệt đâu Giang Minh Nguyệt trong lòng lửa nóng chú ý cẩn thận bắt đầu xê dịch bước chân quả nhiên phát hiện những hung thú kia còn như thường lệ duy trì nguyên bản tư thế bất động căn bản không có lưu ý mình cái này đột nhiên chen vào dị loại thậm chí có hung thú nhìn thấy nàng tồn tại cũng không có hứng thú chút nào dời ánh mắt cùng trước đó lúc đến trên đường điên cùng công kích bọn hắn chính là hoàn toàn khác biệt hai loại bộ dáng giang minh nguyệt một bên nghi hoặc một bên chậm rãi di động có thế có mấy trăm mét sau đó liền không chịu lại gần phía trước ngược lại từ không gian bên trong móc cái quân dụng bội số lớn kính viễn vọng ra tới quan sát ngự thú bộ lạc địa chỉ ban đầu, cũng là bị mình bom nổ bùng đất tung bay, ổ gà lẫm chẩm vùng đất kia. U Lan Thảo vết tích là một chút cũng nhìn đoán không ra, xem ra viên kia bom quả nhiên uy lực rất mạnh, nói là 7 điểm 5 giây phá hủy một tòa thôn trang thật chính là đem U Lan Thảo hủy sạch sẽ, có điều nghĩ đến trên đường gặp phải hung thú triều lúc hung thú kia vội vàng đi đường dáng vẻ kết hợp với hiện tại đã hội tụ đến cùng một chỗ nhưng lại ngu ngơ ngu dại hung thú triều, Giang Minh Nguyệt suy đoán, hiện tượng quá dị hẳn là cũng nhanh phát sinh, quả nhiên, lặng lặng chờ đợi có thế có hơn một giờ về sau, tại nửa đêm, nguyên bản ngu ngơ hung thú triều bắt đầu xuất hiện rất nhỏ sao động, Giang Minh Nguyệt lúc này đã đem xung quanh cỏ dại bụi gai thúc đẩy sinh trưởng thành một cái cỡ nhỏ hàng rào đem mình bảo vệ, chỉ lưu một chỗ dung nạp kính viễn vọng quan sát địa phương. Sau đó nàng liền đột nhiên cảm giác được, trong không khí kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, quang minh chờ nguyên tố cũng bắt đầu sinh động, linh khí, nơi này lại có linh khí, cái này nhưng cùng U Lan thảo bên trên kia nhàn nhạt linh khí khác biệt, cái này trong không khí chứa linh khí muốn viễn siêu U Lan thảo bên trên giàu có linh khí, mà những linh khí này nơi phát ra là trên trời, Giang Minh Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy nguyên bản một mảnh đen kịt trong bầu trời đêm chẳng biết lúc nào vậy mà vỡ ra một cái khe một tia một sợi linh khí đang từ cái kia khe hở bên trong phiêu tán tới. Đây là, thời không khe hở, tính cả một cái thế giới khác thời không khe hở, mà lại thế giới kia rất có thể vẫn là một cái linh khí phi thường dư giả thế giới, rất có thể chính là tu tiên thế giới. Giang Minh Nguyệt tâm phanh 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 da tóc nhảy dựng lên, sau đó nàng chưa kịp hỏi thăm hệ thống, liền gặp cái khe kia bên trong bỗng nhiên xuất hiện một đạo màu vàng vần sáng, phản phất một đạo từ trên trời giáng xuống chút phúc chi quang, nháy mắt giống như đèn pha một loại rơi xuống ngự thú bộ lạc nguyên chỉ thượng, kia phiến bị nổ mất mô thổ địa bên trên có vô số nhỏ bé thực vật đang ngọ ngoại lấy sinh trưởng, sau đó rất nhanh chui ra mặt đất, sinh trưởng, trổ cành, kết xuất nụ hoa, mở ra lam tử sắc đóa hoa, chỉ là mấy hơi thở, bị phá hủy u lan thảo biển hoa vậy mà liền tái hiện, mà lại tất cả đều là thịnh phóng cảnh tượng, Giang Minh Nguyệt có chút kinh ngạc đến ngay người. Xung quanh hung thú lại từng cái táo động, tất cả đều kìm nén không được hướng lấy kia vùng biển hoa, cũng chính là ánh sáng màu vàng choáng bao phủ địa phương mà đi, dù là đã chen chen chịu chịu không bỏ xuống được, cái khác xa xa hung thú vẫn là không ngừng đi đến chen, sau đó phản phất tắm rửa tại cực hạn thoải mái chiếu sáng tiếp theo, hài lòng hít mắt lại, thế nhưng là cảnh tượng như vậy cũng không có tiếp tục quá lâu, rất nhanh, chỗ kia khe hở bên trong liền tuôn ra, một cổ to lớn hấp lực, ở vào chiếu sáng bên trong hung thú nháy mắt liền bị hút vào kia phiến khe hở bên trong, sau đó là con thứ hai, con thứ ba, đầu thứ tư, liên tục không ngừng hung thú thông qua màn sáng bị hút vào chỗ kia khe hở bên trong biến mất không thấy gì nữa. Ách, Giang Minh Nguyệt phát ra rên lên một tiếng, không tốt, nàng vậy mà cũng có một loại xúc động, một loại vọt tới màn sáng hạ xúc động, hỗn đản, đây là thứ quỷ gì, lại có như thế lớn hấp lực, làm gì, không muốn đi còn kéo mạnh lấy lên xe a, ta nhiệm vụ còn chưa hoàn thành đây được chứ, chờ ta hoàn thành, nhất định đi tìm hiểu ngọn ngành nhìn xem bên trong là thứ gì đang tác quái vậy mà làm nhiều như vậy hung thú đi vào làm gì làm hung thú vườn bách thú a giang minh nguyệt một bên ở trong lòng âm thầm nhã rảnh một bên ngồi xếp bằng xuống vận chuyển lên luyện thần quyết đến chống cự cổ này không hiểu hấp lực không sai biệt lắm có thời gian một chén trà công phu giang minh nguyệt cảm giác thân thể bỗng nhiên chợt nhẹ cổ này không hiểu hấp lực biến mất nàng mở to mắt liền gặp màn ánh sáng kia đã biến mất không thấy gì nữa chung quanh cũng đã không gặp hung thú triều tung tích, chỉ có trên mặt đất có chút lay động u lan thảo biển hoa cùng trên trời cái kia đạo dần dần khép kín khe hở nhắc nhở lấy vừa mới phát sinh hết thảy đều là thật. Rốt cục, cái khe kia hoàn toàn khép lại, tựa như căn bản chưa từng xuất hiện, chung quanh lại khôi phục yên tĩnh. Giang Minh Nguyệt lại chờ có thế có mười mấy phút, phát hiện không có bất kỳ cái gì dị thường sau mới từ thực vật hàng rào bên trong đi tới, sau đó tới gần U Lan Thảo Biển Hoa, phát hiện nó trừ dáng dấp càng thêm tràn đầy, đóa hoa nở càng thêm diễm lệ, linh khí càng thêm dồi dào bên ngoài không có cái khác biến hóa. Nàng thu một mảng lớn u lan thảo loại đến không gian bên trong, sau đó còn hái rất nhiều u lan thảo đóa hoa, thứ này 30 năm mới nở hoa một lần, mà lại chỉ mở một ngày, không thừa dịp thời cơ này hái ít phóng tới đứng im trong kho hàng độn, vạn nhất về sau muốn dùng còn khó tìm đâu, làm xong những cái này, nàng mới vỗ tay phát ra tiếng, khí định thần nhàn nói. Cũng cũng, ta biết ngươi nói cái kia ẩn tàng bí mật là cái gì, chương 72, thiên đại kinh hỷ, là cái gì, hệ thống gấu trúc phản phất chờ mong đã lâu, Giang Minh Nguyệt vừa mới mở miệng nó liền hồi đáp, cái này thú thế kết nối lấy một cái thế giới khác, hẳn là một chỗ cao hơn nơi này vị diện thế giới, bởi vì có rất nhiều linh khí tiết ra ngoài, cho nên là tu tiên thế giới xác suất lớn nhất, coi như không phải tu tiên thế giới, như vậy cũng hẳn là tu tiên thế giới một chỗ bí cảnh, mà lại là tràn ngập hung thú, không, phải gọi linh thú bí cảnh. Nơi này hẳn là hai thế giới điểm kết nối, liền giống với truyền tống trận đồng dạng, chẳng qua không phải mỗi năm mở ra, mà là 30 năm vừa mở thả. U Lan Thảo cùng truyền tống môn mở ra không có quá lớn quan hệ, chẳng qua là vừa vặn đều là khoảng cách 30 năm mà thôi, cho nên mới có U Lan Thảo nở hoa cho nên hung thú triều xuất hiện nghe đồn. Chỉ có liên hệ cũng chính là bởi vì truyền tống môn mở ra, vùng này địa khu linh khí mạnh nhất, cho nên U Lan Thảo hội hoa xuân mở càng lớn càng diễm lệ hơn mà thôi. Nhưng là U Lan Thảo nở hoa cùng hung thú triều thật không có cái gì liên quan. Hung thú triều không phải là bởi vì U Lan Thảo nở hoa đưa tới, U Lan Thảo bị oan uổng, mà lại ta suy đoán, năm đó biến mất ngự thú bộ lạc cũng không phải thật biến mất, mà là thông qua truyền tống trận đi một vị diện khác mà thôi. Ta nói đúng không, bingo. Logic rõ ràng, phỏng đoán hợp lý, đã 8-9 phần 10. Hệ thống gấu trúc tràn đầy khen ngợi, trong giọng nói tràn ngập kiêu ngạo cùng vui sướng, người nói không sai, vừa mới màn ánh sáng kia đúng là kết nối một cái khác tiểu thế giới, cũng đúng là một chỗ tu tiên thế giới bí cảnh, bên trong tràn đầy kỳ hoa dị thảo cùng các loại linh thú, mỗi cách một đoạn thời gian, tu tiên thế giới tông môn liền sẽ mở ra bí cảnh thông đạo, để trong tông môn tử đệ tiến bí cảnh thí luyện, thế giới này ngự thú bộ lạc chính là thông qua cái thông đạo này tiến vào bí cảnh sau đó cùng thuận theo hắn tông môn thí luyện đệ tử đi tu tiên giới nhưng là bởi vì cái thông đạo này là đơn hướng thông đạo cho nên bọn hắn đi về sau mới không có biện pháp trở lại bởi vậy bên này mới không có truyền về bọn hắn bất kỳ tin tức chẳng qua cũng may mắn đây là đơn hành thông đạo không chỉ có thể giảm bớt hung thú số lượng để bên này ở vào một cái động thái cân bằng bên trong cũng bảo hộ nơi này các thú nhân không phải một khi tu tiên giới thông qua thông đạo tới nơi này chỉ sợ cũng sẽ trở thành hắn, nhóm cùng vu thần tranh đoạt chiến trường, một nước vô ý, nơi này liền sẽ biến thành bọn hắn phụ thuộc thuộc địa, các thú nhân sinh hoạt sẽ càng thêm bi thảm, Giang Minh Nguyệt nghe xong xen vào một câu, không sai, hệ thống gấu trúc cũng biểu thị đồng ý, cho nên cái thông đạo này có thể nói là một loại bảo hộ, đối với thú nhân thế giới bảo hộ, vậy sự phát hiện này cùng ta có quan hệ gì? Vì cái gì ta phát hiện bí mật này liền sẽ có đồng dạng ban thưởng đâu vẫn là ta tha thiết ước mơ làm sao ngươi biết ta tha thiết ước mơ chính là cái gì giang minh nguyệt có chút không hiểu hệ thống gấu trúc trong thanh âm lần này đều tràn ngập ý cười ngươi tha thiết ước mơ không phải liền là về nhà a à? không phải liền là muốn hầu ở phụ mẫu bên người tận hiếu a à? cái này cùng ban thưởng có quan hệ gì chẳng lẽ ngươi có thế ngươi có thể để cho ta về nhà giang minh nguyệt thanh âm đều có chút cà lăm nhưng là nghĩ lại liền cảm giác không đúng không đúng cái này thế giới nhiệm vụ hoàn thành ta liền tập lên ba tấm thời không phù dùng tại truyền tống môn bên trên liền có thể tùy thời trở về cha mẹ ta chỗ không gian không cần lại muốn cái khác ban thưởng a chẳng lẽ chẳng lẽ ngươi còn muốn đổi ý thêm cái gì kèm theo điều kiện hay sao hệ thống gấu trúc trong lúc nhất thời có chút im lặng trong thanh âm đều có chút buồn buồn cùng nghiến răng nghiến lợi tại trong lòng ngươi ta chính là âm hiểm như thế xảo trá lật lọng đầy bụng tính toán thống tử a ừm ừ không không có tuyệt đối không phải giang minh nguyệt liên tục ba cái phủ định cho thấy thái độ của mình sau đó lập tức kéo về chủ đề kia rốt cuộc ban thưởng là cái gì a à? ngươi không muốn thừa nước đục thả câu nha hệ thống gấu trúc thở thật dài nói thẳng ra đáp án cơ hội một lần thời gian quay lại cơ hội thay lời khác đến nói chính là trở lại bạo tạc phát sinh trước trở lại ngươi tử vong trước cơ hội nói như vậy Ngươi cho dù có ba tấm thời không phù có thể dùng tại truyền tống môn bên trên tùy thời đi cha mẹ ngươi thế giới, nhưng là trong cái thế giới kia ngươi dù sao đã chết rồi, đối với cha mẹ ngươi người nhà bằng hữu tổn thương vẫn là tạo thành, coi như ngươi có thể thường xuyên trở về, những cái này đau xót cũng chỉ có thể là đền bù, không thể biến mất, nhưng nếu như ngươi có thể có một lần thời gian quay lại cơ hội đâu, có thể để ngươi không tử vong đâu, đây hết thảy tổn thương có phải là liền sẽ không phát sinh cùng tồn tại rồi, cái này ban thưởng ngươi có muốn hay không muốn Giang minh nguyệt đều mộng cái ngạc nhiên này quả thực đập quá lớn nàng trong lúc nhất thời có chút không dám tin sau đó vào một cái liền tiếng không gian nhiệm vụ trong đại sảnh trái phải nhìn quanh tìm kiếm hệ thống gấu trúc ngươi nói thật chứ không phải nói đùa không đúng ngươi trước kia nói qua ta là không có cách nào tại ta cái thời không kia lưu lại lâu dài ngươi đã nói a à, nếu như ta có thể trở về như vậy thời không liền dễ dàng xuất hiện hỗn loạn thậm chí sụp đổ. Làm sao hiện tại liền có thể đây? Ngươi không phải đang nói đùa, thật không có nói đùa. Ta cho ngươi biết, cái này trò đùa nhưng không tốt đẹp gì cười a. À. Nếu như ngươi cùng ta mở cái này trò đùa, ta, ta không có nói đùa. Hệ thống gấu trúc xuất hiện ở trước mặt nàng, mập mạp khắp khuôn mặt là nghiêm túc. Ta trước đó nói cũng không sai. Nếu như mỗi người đều muốn trở lại mình nguyên lai like là thế giới, đều muốn thời không quay lại, kia thế giới thật sẽ dễ dàng hỗn loạn sụp đổ. Nhưng là cũng không phải là ai cũng không thể trở về, cái này trở về là có điều kiện, điều kiện gì, Giang Minh Nguyệt không kịp chờ đợi hỏi, thứ nhất, xuyên qua thời không năng lực, thay lời khác đến nói cũng chính là truyền tống môn, thứ hai, tứ trụ bát tự, cũng chính là mới mệnh cách, thứ ba, một bộ thực thể, hệ thống gấu trúc từng cái, liệt kê, cái này ba điều kiện thiếu một thứ cũng không được, nhưng là có thế gấp đủ người lác đác không có mấy, cho nên đối ngoại ta mới nói không có cách nào để người ủy thác trở lại mình thời không, trực tiếp đoạn mất người ủy thác tưởng niệm, bởi vì muốn hoàn thành cái này ba điều kiện thực sự là quá khó, nhưng là ngươi khác biệt, ngươi sau bất luận kẻ nào muốn trở về ý nguyện đều mãnh liệt hơn, tiền tài, địa vị, tình yêu, trường sinh. Những cái này toàn diện dao động không được ngươi muốn trở về quyết tâm, cho nên ngươi trong lúc vô tình liền hoàn thành điều kiện thứ nhất, mà về phần cái thứ hai, ngươi khả năng đều không có tính toán qua, nhiều như vậy trong thế giới nhiệm vụ, tại hoàn thành người ủy thác nhiệm vụ bên ngoài kỳ thật ngươi còn kết rất nhiều thiện duyên cứu rất nhiều sinh mệnh nhiệm vụ thứ nhất thế giới bên trong ngươi cứu xung quanh rất nhiều người tính mạng còn lấy ra rất nhiều cao sản hạt giống những cái này hạt giống lưu thông đến thế giới kia khiến cho rất nhiều người miễn đi đói gián tiếp tạo phúc cho người cái thứ hai trong thế giới nhiệm vụ ngươi hôn vào chiến trường tham dự cứu chữa cùng vũ khí cải tiến tạo phúc một phương bách tính thậm chí ngươi hậu đại trở thành đế vương sau cũng đưa ngươi truy phong đoạt được cung phụng cũng đều có ngươi một phần. Nhiệm vụ thứ ba thế giới là ngươi cứu người nhiều nhất thế giới, chính là cái này một cái nhiệm vụ, ngươi liền góp nhặt người khác mười cái thậm chí mười mấy cái nhiệm vụ công đức. Cái thứ tư, cái thứ năm, thậm chí hiện tại cái thứ sáu, ngươi mỗi cái trong thế giới nhiệm vụ đều tại đủ khả năng trợ giúp người khác, nhất là phổ thông bách tính, không nên xem thường phổ thông bách tính lực lượng, ngàn ngàn vạn vạn bách tính tính ngưỡng hội tụ đến cùng một chỗ, hiệu quả là khá kinh người, những cái này, đều sẽ thành ngươi vô lượng công đức giúp ngươi tái tạo bước phát triển mới mệnh cách dù sao ngươi tại cái kia thế giới đã chết rồi một khi bỏ mình mệnh cách cũng liền lập tức tiêu tán ngươi muốn trở về nhất định phải có một cái mới mệnh cách mới được mẫu thân của ta thường xuyên nói một câu nói là làm việc thiện người bất kể tiền đồ phúc dù chưa đến họa đã đi xa ta một mực ghi ở trong lòng nguyên lai trong bất tri bất giác cái này vậy mà cho ta một cơ hội làm lại giang minh nguyệt thì thầm nói cho nên hiện tại chỉ còn lại cái điều kiện thứ ba, đó chính là tái tạo một thân thể, có thực thể, ta liền có thể thời không quay lại, trở lại tổn thương phát sinh trước, chương 73, hy vọng mới, hệ thống gấu trúc gật đầu, không sai, hiện tại chỉ còn lại cái điều kiện cuối cùng, điều kiện này, chỉ có thể đi tu tiên thế giới khả năng hoàn thành, nhưng là cũng không phải là tất cả tu tiên thế giới đều có thể có cơ hội như vậy. Ngươi vừa mới phát hiện cái này bí cảnh cửa vào chính là cơ duyên chỗ, nhưng là cái cơ duyên này rất ngẫu nhiên ta thân là giám thị người là không thể trực tiếp nhúng tay cho nên ta mới nhắc nhở ngươi nơi này có cái ẩn tàng bí mật may mắn chính ngươi cũng phát hiện cho nên nơi này sẽ phải là ta cái thứ bảy thế giới nhiệm vụ rồi sao giang minh nguyệt ánh mắt trở nên kiên nghị coi ta hoàn thành trước mắt cái này nhiệm vụ ta liền có thể thông qua vừa mới thông đạo đi tu tiên thế giới sau đó hoàn thành cái thứ bảy nhiệm vụ tiếp theo thu hoạch được một lần tái tạo thân thể cơ hội sau đó thời không quay lại trở lại sự cố phát sinh trước đúng không đúng phân nữa hệ thống gấu trúc cải chính coi như ngươi thông qua thời không quay lại trở lại cha mẹ ngươi chỗ thời không ngươi không gian bản lãnh của ngươi những cái này cũng còn đem tiếp tục tồn tại chỉ là ngươi không thể tùy ý bại lộ đồng thời ngươi còn có thể tiếp tục nhận nhiệm vụ thậm chí ngươi tại cái kia thế giới chết già về sau ngươi sẽ còn trở lại nơi này tiếp tục vượt qua thời không tiếp nhận người ủy thác nhiệm vụ tương đương với tại ngươi nguyên kế hoạch dùng truyền tống môn tùy thời nhìn phụ mẫu cơ sở bên trên tiêu trừ ngươi tử vong chỗ đối cha mẹ ngươi thân bằng tạo thành tổn thương, có thế minh bạch chưa? Minh bạch, Giang Minh Nguyệt lộ ra một cái thư thái nụ cười, cũng cổn, cảm ơn ngươi, là ngươi để ta tin tưởng, ta làm đây hết thảy đều phi thường đáng giá, hệ thống gấu trúc cũng nhếch miệng cười, ngươi không nên quên, ta thế nhưng là người tốt có hảo báo, hệ thống, từng ân, Giang Minh Nguyệt mỉm cười gật đầu, yên tâm đi, ta sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, ta tin tưởng ngươi, ngươi đúng là phi thường ưu tú, mượn truyền tống môn trở lại bộ lạc nơi đóng quân thời điểm, mệt nhọc các tộc nhân còn tại ngủ say, Giang Minh Nguyệt cẩn thận nằm đến mình khối kia gia thú bên trên nắm nhìn bầu trời, chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên liền an tâm rất nhiều, nghĩ đến mình tâm tâm niệm niệm nguyện vọng sắp thực hiện, không khỏi lộ ra một cái thư thái cười đến, sau đó an tâm nhắm mắt lại ngủ thật say, sáng sớm thời điểm Nàng là bị đám người lên đi lại tiếng vang đánh thức, trải qua một ngày một đêm qua chỉnh đốn, các thú nhân thân thể cùng trạng thái tinh thần đều khôi phục rất nhiều, mặc dù còn khôi phục không đến nguyên lai bình thường trạng thái, nhưng là tiếp tục đi đường là không có vấn đề gì, điểm tâm vẫn như cũ là cá nướng, sau khi ăn xong mọi người liền lẫn nhau nâng dựa vào tiếp tục tiến lên, nơi này đã là bình nguyên khu vực biên giới, cho nên đi tới đi tới liền có thể nhìn thấy dần dần biến hóa thảm thực vật, không còn là mênh mông vô bờ cỏ dại cùng bụi cây chợt có cây cối bắt đầu xuất hiện tại mọi người tầm mắt ở trong khí hậu cũng có thế rõ ràng cảm giác được biến hóa đến khô mát ấm áp dần dần thay thế ẩm ướt oi bức thậm chí liền tầng mây đều biến mỏng rất nhiều trong một ngày phần lớn thời gian đều có thể nhìn thấy ánh nắng giang minh nguyệt theo vu đi tại trong đội ngũ ở giữa lệch trước vị trí côn như cũ đi theo phía sau nàng mặc dù đã từng gặp qua nàng kinh người sức chiến đấu nhưng là côn vẫn là tuân theo hứa hẹn từ đầu đến cuối bảo hộ ở chung quanh nàng Tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống, đi tới đi tới, Giang Minh Nguyệt tùy ý thoáng nhìn ở giữa cảm giác có dạng đồ vật nhìn xem rất là nhìn quen mắt, không khỏi quay đầu chăm chú nhìn thêm, cái này xem xét liền phát hiện kinh hỉ chỗ, cây yến mạch, lại có hoang dại cây yến mạch, mặc dù bông còn không no đủ, nhưng đây đúng là hoang dại cây yến mạch a, à, mà lại không phải một gốc hai gốc, vậy mà là rất thưa thất một mảnh, trước đó còn từng cảm khái qua phiến bình nguyên này thích hợp trồng hoa màu không nghĩ tới thật liền phát hiện nguyên thủy hoang dại ngũ cốc giang minh nguyệt lập tức ngạc nhiên kéo lại vu cánh tay vu ngươi nhìn kia phiến thực vật là cây yến mạch a à, hạt giống là có thể ăn vừa nghe nói là có thể ăn đồ vật không chỉ là vu nghe được người lập tức đồng loạt nhìn lại nơi nào thứ gì ở đâu giang minh nguyệt mấy bước đi qua ngón tay khẽ vuốt râu trong mắt tràn đầy vui sướng cùng kiêu ngạo nơi này chính là những cái này nó gọi cây yến mạch đã bắt đầu làm đồng hẳn là không bao lâu liền có thể thành thục những cái này hạt giống về sau trồng lên chúng ta liền có thể thu hoạch một mảng lớn cây yến mạch ruộng đợi đến thành thục sau thu hoạch tuốt hạt chúng ta liền có thể có rất nhiều cây yến mạch để nấu cháo nàng đột nhiên nghĩ đến đã có thế có cây yến mạch như vậy kề bên này hẳn là còn có cái khác thích hợp sinh tồn cốc loại thực vật a nghĩ như vậy nàng lập tức dùng một hệ dị năng tìm kiếm lên quả nhiên chỉ là cách xa nhau mấy trăm mét địa phương nàng lần nữa phát hiện thân ảnh quen thuộc lúa mạch, mặc dù không bằng lúa mì như vậy giàu có tinh bột, protein cùng axit amin, nhưng là nó bởi vì giàu có phong phú vitamin E, cho nên đối với làn da tổ chức chống già yếu cùng cải thiện huyết dịch tuần hoàn đều có rất tốt hiệu quả, dùng để chế bánh mì, cất rượu đều là cực tốt nguyên liệu, có những cái này, món chính cũng không cần lo lắng a. À. Giang Minh Nguyệt đem mình những cái này phát hiện giảng cho tù trưởng cùng vua nghe, đám người lúc này đại hỷ cổ này dị thường cũng đem đất đen bộ lạc cùng uyên bộ lạc người đều hấp dẫn đi qua ni hậu thổ cùng lôi lúc này bu lại làm sao rồi xảy ra chuyện gì rồi tù trưởng diễm trong lúc nhất thời hơi chần chờ nhưng là nghĩ đến trước đó tại chống cự hung thú triều lúc đồng cam cộng khổ hắn vẫn là lựa chọn đem giang minh nguyệt phát hiện nói thẳng ra cùng hai bên ngoài hai cái bộ lạc cùng hưởng đồ ăn ni hậu thổ cùng lôi giật mình không thôi không nghĩ tới còn có thế, gặp được liên miên có thể ăn dùng thực vật, thậm chí Nguyệt còn nói những vật này là có thể trồng, nhưng là những thực vật này sinh trưởng ở đây có thể hay không bị cái khác mảnh thú ăn a à. lôi nghe xong thứ này tốt như vậy, lúc này có chút bận tâm tới tới, bình nguyên bên trên trước đó bởi vì có hung thú du đảng, cho nên mảnh thú tương đối hơi ít, nhất là lần này hung thú triều, càng là dọa đến mảnh thú chạy sạch sành xanh, nhưng là hiện tại hung thú biến mất, thật đúng là chưa chừng liền sẽ bị cái khác ăn cỏ mảnh thú cho đem những vật này ăn. Nơi này cách chúng ta địa phương muốn đi kỳ thật cũng không tính xa, chạy mau một ngày cũng liền có thể tới, định cư sau chúng ta ngược lại là có thể thường xuyên đến nơi này xem xét, nhưng là cũng không thể toàn bộ ngày đều tại đây trông coi đi. Tù trưởng diễn nhớ tới những cái này cũng có chút đau đầu, không sao, ta hẳn là có thể thúc đẩy sinh trưởng bọn chúng mau mau thành thục, đến lúc đó liền có thể trực tiếp đưa chúng nó thu hoạch mang đi, thậm chí chúng ta còn có thể lại trồng một mảnh ra tới. Chẳng qua ta đề nghị trước mang đi những cái này hạt giống, nếu như chúng ta ở lại chung quanh cũng có thể trồng chúng ta cũng không cần đến như vậy địa phương xa trồng. Vậy nhưng thật sự là quá tốt, đám người nghe xong lập tức vui vẻ ra mặt, lúc này dùng lửa nóng ánh mắt nhìn về phía Giang Minh Nguyệt. Giang Minh Nguyệt cũng không ẩn tàng, nồng lục sắc một hệ dị năng tuôn ra, tất cả đều hướng phía cây yến mạch ruộng cùng rất thưa thớt lúa mạch ruộng mà đi nguyên bản còn có hơn 10 ngày khả năng thành thục thu hoạch cây yến mạch cùng lúa mạch hạt lúa lập tức trở nên căng đầy đầy đặn râu nhan sắc phát sinh biến hóa đồng thời lá cây cũng bắt đầu hiện ra bội thu màu vàng mọi người đem hạt lúa thu hạ đến là được cái khác có thể dùng không cần phải để ý đến nhưng là nếu như muốn biên chiếu liền có thể đem lá cây lột mang theo mạch cành cây cùng đi đất đen bộ lạc cùng uyên bộ lạc người nghe không biết rõ cái gì là chiếu nhưng là toại bộ lạc người lập tức liền hiểu cái này nhất định lại là một cái tốt, lập tức liền cùng nhau hành động. Chương 74, Tổ kiến liên minh bộ là, cây yến mạch ruộng có chừng một mẫu đất trái phải, lúa mạch rất thưa thớt cũng liền nửa mẫu nhiều, đám người cùng lên tay, rất nhanh liền đem những cái này thu thập trống không, bởi vì đều là hoang dại nguyên thủy hạt giống, cho nên sản lượng cũng không cao, vẫn là cuối cùng giai đoạn này gian minh nguyệt một hệ dị năng cho đầy đủ năng lượng mới khiến cho bọn chúng hạt giống đầy đặn, không phải khô quắc có thế chiếm một nửa. Chẳng qua cho dù là dạng này, cây yến mạch cũng liền thu hoạch hơn 200 cân bộ dáng, lúa mạch càng ít cũng liền hơn 100 cân. Ăn là không quá thực tế, nhưng là lưu làm trồng hạt giống nhưng cũng đầy đủ. Đất đen bộ lạc cùng uyên bộ lạc người mặc dù cũng tham dự thu thập, nhưng là bọn hắn đều đem đào được hạt giống giao cho toại bộ lạc, không có chút nào chiếm tiện nghi, ngược lại là toại bộ lạc tù trưởng diễm cự tuyệt bọn hắn. Ta đã có thể đem những chuyện này giảng cho các ngươi, đã nói lên không nghĩ tàn tư. Không thú triều đến thời điểm là mọi người cùng nhau chống cự, thậm chí nguyên trạch còn hiến tế cho vu thần, phần tình nghĩa này, chúng ta toại bộ lạc là sẽ không quên, cho nên ở sau đó trong hành trình, có quan hệ đồ ăn thu hoạch những cái này chúng ta cũng sẽ cùng mọi người cùng nhau chia sẻ, những cái này hạt giống mọi người liền thu đi, nếu như muốn đi theo nguyệt cùng một chỗ học tập trồng, chúng ta có thể đến nơi ở về sau bàn lại, tù trưởng Diễm nói ngôn từ khẩn thiết, vu thanh mục cũng ở bên cạnh gật đầu biểu thị đồng ý, ni hậu thổ cùng lôi cũng rất là cảm động, giao phó xong tộc nhân đem những cái này hạt giống thu vào, đám người cũng biết những cái này hạt giống trân quý tính, bởi vậy tất cả đều cẩn thận cất vào túi da thú bên trong, sau đó đeo tại bên người thời điểm còn cẩn thận xem xét phải chăng có rò rỉ ra tình huống. Giang Minh Nguyệt đi tới nói, ta có một cái đề nghị, hy vọng mọi người có thể nghiêm túc suy tư một chút. Ba cái tù trưởng cùng hai cái vu cùng nhau nhìn qua, lấy ánh mắt ra hiệu nàng nói tiếp ba người chúng ta bộ lạc nguyên bản chọn định nơi ở hẳn là không tại một chỗ a đúng chẳng qua cách xa nhau cũng không tính là quá xa năm trước nơi ở chúng ta cùng uyên bộ lạc chạy mau cũng liền một ngày lộ trình cùng đất đen bộ lạc có hai ngày lộ trình hai người bọn họ người ở giữa hẳn là cũng có hai ngày lộ trình đương nhiên nếu như năm nay bọn hắn đổi chỗ vậy liền không biết đạo tù trưởng diễm dẫn đầu trả lời đất đen bộ lạc tù trưởng ni lắc đầu nói chúng ta vẫn là ban đầu địa phương lôi hơi chần chờ nói Chúng ta cũng là chỗ cũ, bọn hắn bộ lạc vu nguyên trạch hiến tế, trước khi chết lại đem truyền thừa cho Nguyệt, theo lý thuyết Nguyệt hẳn là đi theo đám bọn hắn đi, nhưng là Nguyệt lại là toại bộ lạc người, vẫn là vu người thừa kế, nghĩ như vậy để Nguyệt thoát ly tội bộ lạc nơi phát ra bộ lạc liền rất không có khả năng, thế nhưng là nếu như không như vậy, như vậy mình bộ lạc liền sẽ không có vu che chở, về sau huyết mạch thức tỉnh nghi thức, đồ đằng dũng sĩ sinh ra cùng cầu khẩn hoạt động đều đem không có cách nào tiến hành chỉ có thể cầu trợ ở toại bộ lạc hoặc là đất đen bộ lạc đến giúp đỡ. Lại thêm trước mắt mình bộ lạc nhân số tổn thất hơn phân nữa. Ngày hôm đó sau, lôi trong lúc nhất thời có chút quể oải, lôi tù trưởng, các ngươi bộ lạc vu đem truyền thừa cho ta, theo lý thuyết, ta nên gánh vác lên các ngươi bộ lạc vu cái này gánh nặng. Nhưng là ngài cũng biết ta tại chúng ta bộ lạc địa vị, cho nên ta có cái đề nghị, không biết ngài cảm thấy thế nào, đó chính là uyên bộ lạc cùng toại bộ lạc nơi ở không nên quá xa, thậm chí chúng ta có thể lựa chọn cùng một chỗ cộng đồng sinh hoạt. Dù sao trận này hung thú triều để chúng ta tổn thất mọi người trong nhà đều nhiều lắm, mà tại mảnh thú trải rộng trong rừng sinh hoạt, nhân số đông đảo dù sao cũng tốt hơn đơn đã độc đấu, ngài nói đúng hay không? Ý của ngươi là sát nhập bộ lạc." Lôi nhíu mày, cảm thấy có nhàn nhạt kháng cự, nhưng là cũng có được một chút bất đắc dĩ, cho tới nay, không có phu bộ lạc đều là địa vị thấp nhất vì huyết mạch thức tỉnh cùng đồ đằng dũng sĩ sinh ra chỉ có thể đi cầu giúp đỡ hắn bộ lạc ở trong đó trả ra đại giới tương đương to lớn nếu là lúc trước quyên bộ lạc những cái kia thịt tươi cung phụng còn xuất ra nổi thế nhưng là nhìn xem hiện tại trong bộ lạc lưu lại những cái này người già trẻ em chỉ sợ cho nên hắn dù là cảm thấy khuất nhục cũng chỉ là có nhàn nhạt mâu thuẫn tuyệt không mười phần tháng cự ai ngờ giang minh nguyệt lại lắc đầu không ta không phải ý tứ này Ba người chúng ta bộ lạc liên hợp chống cự hung thú triều, mỗi một cái bộ lạc đều dùng hết toàn lực, ta không thể ở thời điểm này thừa dịp các ngươi thế yếu liền bỏ đá xuống giếng. Ý của ta là chúng ta mặc dù ở cùng một chỗ, nhưng là giữ lại riêng phần mình bộ lạc tên cùng chức vị phân bố, chỉ là chúng ta là lấy hổ ban hỗ trợ hình thức sinh hoạt chung một chỗ, tựa như chúng ta bây giờ đồng dạng, cùng một chỗ đi săn, cùng một chỗ thu thập, cùng một chỗ chống cự nguy hiểm, cùng một chỗ chiếu cố tộc nhân hoặc là bình thường đi săn thu thập ăn cơm những cái này đều có thể tách ra, chẳng qua một khi gặp phải thời điểm nguy hiểm, chúng ta còn có thể cộng đồng chống cự. Tổ chức thức tỉnh nghi thức cùng đồ đằng dũng sĩ đảng sinh thời điểm cũng có thể cùng nhau tổ chức, dạng này, các ngươi có thể tiếp nhận sao, năm người đều sửng sốt một chút, sau đó riêng phần mình suy tư, không chỉ là lôi, liền hậu thổ cùng ni nghi cũng nghiêm túc tự hỏi, suy nghĩ kết quả chính là, năm người vậy mà đều cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện thậm chí lôi còn không có tỏ thái độ, đi cùng hậu thổ liếc nhau một cái sau nói. Nguyệt, đề nghị này của ngươi rất tốt, chúng ta có thể tham dự đi vào sao? Đương nhiên có thể, Giang Minh Nguyệt gật đầu, chúng ta có thể xưng là liên minh bộ lạc, chính là ba người chúng ta bộ lạc kết làm liên minh cộng đồng phát triển, cộng đồng tiến bộ ý tứ, trải qua lần này hung thú triều, nhân thủ của chúng ta đều tổn thất nhiều lắm, cho nên năng lực phòng ngự khẳng định giảm xuống rất nhiều không chỉ có là tại ngày sau đi săn cùng thu thập phương diện chiếm cứ thế yếu thậm chí tại ngày sau cùng những bộ lạc khác giao dịch vãng lai bên trong cũng sẽ mất đi ưu thế dù sao chúng ta không biết bọn hắn hiện tại như thế nào nếu như bọn hắn bình yên tránh thoát hung thú triều kia bằng vào chúng ta hiện tại chút nhân số này cùng thực lực chúng ta có thể hay không chính là bị bọn hắn khi dễ thậm chí chiếm đoạt đối tượng hà rằng như vậy chúng ta không bằng kết hợp ba cái bộ lạc cộng lại có thế có sáu hơn trăm người đây tuyệt đối xem như cỡ lớn bộ lạc, như thế, ai nghĩ khi dễ chúng ta trước đều phải trước phỏng đoán mình thực lực, không dám tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì một khi động thủ, bọn hắn muốn đối mặt chính là ba cái bộ lạc, hai cái vô tăng thêm ta người thừa kế này lửa giận, không sai, lúc này chúng ta chỉ có bảo đoàn mới có thể còn sống, không phải chỉ dựa vào mình bộ lạc khôi phục thực sự là quá chậm, thậm chí sơ sót một cái cũng không phải là khôi phục, rất có thể chính là rút lui hoặc diệt tộc, đừng quên không bao lâu chính là bộ lạc giao dịch, cho đến lúc đó từng cái bộ lạc đều sẽ lộ diện. Một khi bị người phát hiện thực lực yếu bớt, miễn không được liền sẽ phát động bộ lạc chiến tranh, cùng nó đến lúc đó biến thành nô lệ mặt cho đối phương xâm lược, không bằng chúng ta bây giờ liền bảo đoàn phát triển. Nói lời này chính là trước mắt số người nhiều nhất đất đen bộ lạc tù trưởng ni. Bọn hắn bộ lạc mặc dù số người nhiều nhất, nhưng là hắn cùng vu hậu thổ cũng nhìn thấy toại bộ lạc thực lực, càng ý thức được có nguyệt tồn tại, toại bộ lạc phát triển lớn mạnh chỉ là vấn đề thời gian, thậm chí bởi vì nguyệt tồn tại, nguyên bộ lạc liền khẳng định sẽ cùng toại bộ lạc kết minh, cùng nó ngày sau mình bộ lạc bởi vì bị rơi xuống mà trở thành thế yếu một cái kia, không bằng ngay từ đầu liền gia nhập trong đó, có cộng đồng chống cự hung thú triều tình nghĩa, toại bộ lạc chưa hẳn không thể thực tình đối đãi đất đen bộ lạc đều như thế tỏ thái độ, nguyên bộ lạc lôi đương nhiên càng là đồng ý. Đề nghị này không chỉ có giải quyết bọn hắn nan đề, còn cho bọn hắn lấy che chở để bọn hắn có thể càng thêm an toàn ổn định phát triển không đồng ý đó chính là đồ đần bởi vậy lôi lập tức gật đầu ta không có vấn đề nghe nguyệt tù trưởng diễm cùng vu thanh một cũng gật đầu nghe nguyệt chúng ta cùng một chỗ cố gắng giang minh nguyệt thấy tình thế hướng phía mình hy vọng phương hướng phát triển không khỏi lộ ra nụ cười sáng lạng ba vị tù trưởng cùng hai vị vu tin tưởng ta chúng ta hôm nay quyết định này đem sửa ba người chúng ta bộ lạc vận mệnh tương lai một ngày nào đó bọn hậu bối nhớ lại, đều sẽ cảm tạ chúng ta tại một ngày này làm ra anh minh quyết đoán. Chương 75, đồ ăn nhiều loại đa dạng, xác định chấm dứt vì liên minh sự tình, ba cái bộ lạc ở giữa chung đụng không khí liền càng thêm hòa hợp. Tù trưởng Diễm cũng không còn che lấp, đem chiếc xuất muối, loại bỏ nước, phát hiện các loại đồ gia vị, mới đồ ăn, bệnh cái gùi chờ kỹ thuật đều đơn giản cùng ni cùng lôi chia sẻ một chút, cả kinh hai người sửng sốt một chút, thanh mộc cũng đem chế định chữ viết, Biên soạn thư tịch sự tình cùng hậu thổ nói, hai người lúc này cùng tiến tới đi nghiên cứu nghiên cứu thảo luận. Giang Minh Nguyệt nhìn xem bọn hắn vui vẻ hòa thuận dáng vẻ rất là vui vẻ. Một bên đi đường một bên giáo các tộc nhân dùng cành cây thân bệnh chiếu cùng mũ rơm. Thậm chí ven đường gặp phải cành mận gai cũng cắt đứt mang đi. Vừa đi vừa biên lên cái gùi. Toại bộ lạc người phần lớn đều sẽ biên cái gùi cùng dây leo rương. Cho nên tất cả đều không giữ lại chút nào truyền thụ cho mặt khác hai cái bộ lạc. Ba cái bộ lạc cười cười nói nói ở giữa bên cạnh làm việc bên cạnh đi đường, chạm vạn tối thời điểm liền thấy đồi núi nhỏ cùng chỗ xa hơn liên miên chập trùng dãy núi, có chuột đất, không biết là ai hô một tiếng, sau đó liền gặp một cái mạnh mẽ thân ảnh liền xông ra ngoài, một cái bổ nhào liền bổ nhào vào trên mặt đất, sau đó đứng người lên lúc trong tay liền dẫn theo một con dài hơn hai thước, mập túc túc tròn cũng cũng nghiến răng loại động vật, Giang Minh Nguyệt tò mò nhìn sang, liền gặp kia chuột đất dáng dấp không quá giống chuột đồng ngược lại là có điểm giống chuột chuỗi cảm giác mà lại hình thể rất lớn cái này một con đoán chừng có thế có mười mấy cân những người khác thấy thế cũng hưng phấn lên nhao nhao bốn phía tìm kiếm thức dậy chuột tới tất cả mọi người tìm một chút chuột đất thích thành đàn ở lại chung quanh nơi này nhất định có rất nhiều chuột đất động dù sao cũng đến muốn đóng quân thời gian đám người dứt khoát dừng lại phân tán ra tìm chuột đất động rất nhanh bốn phía liền lục tục có người quát lên hiển nhiên là phát hiện chuột đất động mọi người bảo vệ tốt từng cái cửa hang, cái này chuột đất động là lẫn nhau liên thông, một khi lọc mất một cái liền sẽ để cả ổ chuột đất đều chảy mất, cho nên mọi người nhất định tìm toàn. Viêm trong coi một cái cửa hang hô to, nghe được người chung quanh đều nói không có vấn đề sau bắt đầu ở trước mắt mình cái này chuột đất cửa hang nhóm lửa dầu gai cành. Sau đó một cái nhét vào cửa động đồng thời còn cầm mũ rơm không ngừng hướng bên trong quạt gió, dầu gai sinh ra khói đặc lập tức hướng chuột đất trong động chui vào. Giang Minh Nguyệt đem tinh thần lực hướng dưới mặt đất thăm dò, quả nhiên thấy bốn phương thông suốt chuột đất động, còn có trong động kia một chuỗi mập chuột đất, lúc này bởi vì khói đặt rót vào chính hoảng hốt sợ hãi chạy tứ phía. Đáng tiếc mỗi cái cửa hang đều chí ít có ba người tại thủ vệ, vừa mới từ cửa hang toát ra chuột đất nháy mắt liền bị đè lại sau đó nhấc lên. Phía sau chuột đất thấy thế không ổn lập tức rút lui, cải thành từ cái khác cửa hang chạy trốn, đáng tiếc vẫn là khó thoát các thú nhân bắt giữ vừa thò đầu ra liền bị theo vừa vặn nhưng là các thú nhân cũng có sơ hở thời điểm có một cái cửa hang khoảng cách khá xa liền bị lọc mất mấy cái nhỏ chuột đất lập tức liền từ nơi này chạy trốn ra ngoài mà lại vừa đi ra ngoài liền lập tức phân tán chạy trốn phương hướng quá nhiều hình thể lại quá nhỏ các thú nhân cũng liền mất đi truy tung hứng thú cải thành đi bắt càng lớn chuột đất bọn hắn không riêng bắt chuột đất còn bắt cái khác chim muôn ví dụ như giống đà điểu đồng dạng chân dài cự điểu giống thiên nga đồng dạng lớn cự hình vịt béo còn có vỗ vội cánh nhưng lại bay không quá cao gà béo tóm lại chỉ cần là có thế ăn mặc kệ lớn nhỏ lúc này đều thành bọn hắn bắt giữ đối tượng thậm chí có thú nhân nghe được chi 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 hầu tử tiếng kêu cũng đuổi tới ý đồ bắt được mấy con khỉ đến thêm đồ ăn chẳng qua hầu tử không có bắt được hắn ngược lại là cầm cái bóng bầu dục lớn nhỏ quả trở về cho giang minh nguyệt nhìn thông qua hung thú triều thúc đẩy sinh trưởng thực vật một chuyện Tất cả mọi người biết Giang Minh Nguyệt tại phân rõ thực vật phương diện này thiên phú, chớ nói chi là đến tiếp sau còn có toại bộ lạc người giảng thuật, hiện tại tất cả mọi người ngầm thừa nhận phát hiện mới thực vật liền lấy cho Giang Minh Nguyệt nhìn thói quen, cho nên tên thú nhân này không thấy được hầu tử lại nhìn thấy khắp cây quả sau dứt khoát hái được một cái trở về. Giang Minh Nguyệt xem xét cái này liền vui, ngươi thấy gốc cây kia có phải là đặc biệt thô, đặc biệt tráng, không quá cao, da bóng loáng, nhưng là tán cây không tính lớn đồng thời lá cây tương đối thưa thớt, như cái mập lùng, đúng, thú nhân liên tục gật đầu, gốc cây kia có thế có 10 người ôm hết lớn như vậy, là kỹ cây bánh mì A, Giang Minh Nguyệt cầm trong tay quả dùng sức đẩy ra, bên trong là gần thành quen thịt quả, đây là cây bánh mì, có thể ăn, ăn sống hoặc là nướng ăn đều có thể, vừa nghe nói là có thể ăn, tên thú nhân này lập tức mừng rỡ, còn có rất nhiều, khắp cây đều là, mà lại dạng này cây cũng có mấy quả không chỉ cái này quả có thế ăn cái này cây lá non cũng có thế ăn cái này quả bên trong hạt giống còn có thể ép dầu mà lại thân cây bên trong sẽ còn chứa rất nhiều nước đem thân cây gượng gạo một khối liền có thể hết tới nước sạch đâu giang minh nguyệt lột xuống một khối thịt quả nhét vào miệng bên trong quả nhiên chua chua ngọt ngọt tinh bột hàm lượng rất cao đây thật là niềm vui ngoài ý muốn a à. có khỉ cây bánh mì món chính cũng không cần phát sầu a à. phát hiện khỉ cây bánh mì thú nhân cũng nếm một khối lập tức liền thích cái mùi này sau đó cầm bán vị diện bao quả liền đi hô người rất nhanh liền mang hô hô lạp lạp một đám người đi hái cây bánh mì giang minh nguyệt thừa dịp mọi người bận bịu hồ khoảng trống tại trong bụi cỏ vung chút hạt giống sau đó nhanh chóng thúc đẩy sinh trưởng rất nhanh liền mọc ra một mảnh xanh mơn mởn rau dại còn có quả mận bắt lớn nhỏ dâu quả sau đó nàng lại hô người tới hái vừa vặn cho ban đêm thêm đồ ăn cho nên đêm nay bữa tối phá lệ phong phú có nướng chuột đất thịt chim nướng bánh mì nướng quả, thủy linh rau dại, hương vị chua ngọt dâu quả. Đám người là lần đầu tiên ăn khỉ cây bánh mì, so sánh ăn sống chua chua ngọt ngọt, nướng ăn mới càng ăn ngon hơn, đem sát ngoài đẩy ra liền có thể nhìn. Đến nội bộ tràn ngập thật dày phấn trạng bánh mì khô giống như thịt quả, không chỉ có tinh bột hàm lượng phong phú, còn giàu có chất vôi cùng vitamin C, cho nên đem cái này xem như món chính là cực tốt lựa chọn, cũng chính là nó mỹ vị, cho nên tại thành thục mùa liền sẽ hấp dẫn rất nhiều hầu tử tinh tinh chờ linh trưởng loại động vật đến ăn, bởi vậy mới gọi khỉ cây bánh mì, chạng vạn tối lúc cái kia thú nhân có thế phát hiện cũng chính là mượn hầu tự ánh sáng, đáng tiếc vừa mới bọn hắn hái quá ác, trên cây thành thục trái cây gần như đều bị hái được, chỉ sợ hầu tử phát hiện khẩu phần lương thực không có sẽ khí dơ chân A, chẳng qua khỉ cây bánh mì bình thường sẽ không đơn độc xuất hiện, chỉ cần có một gốc, xung quanh hẳn là liền sẽ có một cái khác khỏa, thậm chí mấy khỏa, từ nơi này tiếp tục tiến lên hẳn là sẽ lục tục đụng phải A, à. như thế, khoảng thời gian này món chính liền có thể giải quyết, mà lại không chỉ có là món chính giải quyết, liền sạch sẽ uống nước cũng có thể giải quyết, bởi vì khỉ cây bánh mì còn muốn một cái rất trọng yếu đặc thù, đó chính là trữ thủy tính, nó dán dấp tựa như một cái mập lùng bình rượu, bởi vậy cũng có bình cây biệt xưng, cũng bởi vì nó bề ngoài tính chất cứng rắn, nhưng là bên trong mười phần lơi lỏng, cho nên tại mùa mưa thời điểm liền sẽ dùng thô to thân thể cùng sốt chất gỗ thay thế bộ rễ như bọc biển một loại lượng lớn hấp thu cũng chứa đựng hơi nước lưu lại chờ mùa khô thời điểm chậm rãi hấp thu một gốc khỉ cây bánh mì có thể trữ mấy ngàn kg thậm chí nhiều hơn nước cho nên có thể xưng hoa nguyên chứa nước tháp cũng là những người đi đường cứu mạng cây trái cây nhưng no bụng bên trong nước có thể cứu mệnh cho nên mới có rất nhiều người cảm thán khỉ cây bánh mì cùng sinh mệnh cùng ở tại nghe giang minh nguyệt cho mọi người giảng thuật nhiều như vậy liên quan tới khỉ cây bánh mì chỗ tốt mọi người nhao nhao biểu thị muốn ở phía sau dọc đường thật tốt tìm kiếm đồng thời bảo hộ những sinh mạng này cây. Thử nghĩ một chút, nếu như đóng quân chung quanh có thế có một mảng lớn dạng này khỉ cây bánh mì, hoặc là di chuyển trên đường có thế thỉnh thoảng liền gặp được một gốc khỉ cây bánh mì, đó có phải hay không liền tương đương với có thể không cần chuẩn bị thức ăn nước uống liền có thể trực tiếp lên đường. Thiên nhiên trạm tiếp tế A, chương 76, nơi ở mới. Cũng may Giang Minh Nguyệt dự tính không có phạm sai lầm, đám người hy vọng cũng không có thất bại. Sáng sớm hôm sau tiếp tục xuất phát, mọi người tại đi ngang qua kia mấy cây khỉ cây bánh mì sau không bao xa địa phương liền lục tục nhìn thấy cái khác khỉ cây bánh mì, mặc dù lớn nhỏ không đều, nhưng là thưa thất một mực hướng phía trước không ngừng phân bố, là thật để mọi người kinh hỉ một cái. Giang Minh Nguyệt dùng sắc bén cốt đao tại thân cây chết xuống dưới vị trí vạch mấy đạo lỗ hổng, lập tức liền có nước sạch chảy ra, nàng đem ngọc trúc làm nước bình tiến tới, rất nhanh liền tiếp đầy một bình nước nếm một hơi, ân, cùng nước suối đồng dạng nước ngọt. Những người khác học bộ dáng của nàng thử một cái, cũng đều thu hoạch rất nhiều nước sạch, nhao nhao cảm thán cái này khỉ cây bánh mì thần kỳ. Rót đầy nước bình, đám người tiếp tục đi đường, cây cối bắt đầu dần dần nhiều lên, địa thế cũng dần dần đi lên. Giữa trưa, đám người rốt cục cáo biệt bình nguyên tiến vào núi rừng bên trong, cách bọn họ mục đích cũng càng ngày càng gần. Bởi vì quyết định ba cái bộ lạc kết làm liên minh cộng đồng phát triển, cho nên nguyên lai chọn định nơi ở lại không được ba cái tù trưởng cùng hai cái vu cộng thêm một cái gian minh nguyệt sáu người thảo luận một chút trên mặt đất bày cục đá làm địa đồ cuối cùng thảo luận xuống tới một chỗ vị trí đến làm ba cái bộ lạc cộng đồng chỗ ở nơi này khoảng cách bình nguyên khu vực không tính quá xa chạy nửa ngày cũng liền đến nếu như muốn tại bình nguyên khu vực khai hoang trồng hoặc là chăn thả nuôi dưỡng cũng có thế rất thuận tiện nơi ở mới cũng là ở vào trong sơn cốc chẳng qua bên này dãy núi cùng trước đó nơi ở khác nhau rất lớn nham thạch khá nhiều thổ nhưỡng cũng không dày đặc thảm thực vật cũng phải so trước đó sơn cốc thảm thực vật thưa thất rất nhiều cây cối chủng loại cũng cùng bên kia lá cây to bè rừng hoàn toàn khác biệt bên này bởi vì hơi nước quá ít quan hệ cho nên lá cây phần lớn là nho nhỏ mặt ngoài còn có một tầng thật dày sát tầng dạng này có thể giảm bớt hơi nước bốc hơi thậm chí còn có rất nhiều là lá tùng trạng lá cây nghe tù trưởng nói vượt qua cái này liên miên dãy núi đi càng xa địa phương, bên kia là một mảnh hoang mạc, càng thêm khô hạn nhiệt độ cao thiếu mưa, ở nơi đó chỉ có mấy loại có gai thực vật cùng một loại sẽ theo gió nhấp nhô thực vật khả năng sinh trưởng. Giang Minh Nguyệt suy đoán hắn nói tới có gai hẳn là cây xương rồng cảnh cây tiên nhân cầu loại hình đồ vật, về phần có thế theo gió nhấp nhô thực vật, sẽ không là gió lăn cỏ đi, nếu là gió lăn cỏ, vậy thật đúng là may mắn có dãy núi che cản, không phải lăn đến bên này liền phải tạo thành giống loài xâm lấn chẳng qua cũng chính bởi vì phiến khu vực này như thế khô hạn thiếu nước mới chính thích hợp bọn hắn tại mùa mưa tới ở lại tránh nước mưa quá nhiều tạo thành úng ngập cùng hồng thủy nhưng là tương đối đến mùa khô thời điểm nơi này cũng liền không được mặc dù dưới chân cái địa phương này không đến mức khô hạn đến không có một ngọn cỏ nhưng là gian nan nhất một tháng kia cũng tuyệt đối là tương đương gian nan cho nên khi đó liền lại là bọn hắn di chuyển về nguyên lai nơi ở thời điểm Chẳng qua trải qua chuyến này di chuyển hành trình, Giang Minh Nguyệt lại cảm thấy không nhất định nhất định phải lại tiến hành di chuyển. Bình nguyên khu vực ở vào vị trí trung tâm, đúng lúc là không làm không ẩm ướt địa phương thích hợp nhất. Mặc dù bình nguyên không có cây cối che chắn, nhưng là chí ít trong vòng 30 năm là không có hung thú triều uy hiếp. Ngày bình thường chỉ cần cảnh giới mảnh thú cùng lẽ tẻ hung thú cũng liền có thể. Như vậy chỉ cần tu kiến tốt phòng ngự, chưa hẳn không phải an cư chỗ nhất là kim mênh mông vô bờ thổ địa là cỡ nào thích hợp trồng cùng nuôi dưỡng a hoang phế quả thực tại là quá đáng tiếc chẳng qua những cái này đều cần thời gian tạm thời vẫn là trước tiên phải ở nơi này dàn xếp lại mới được ba cái bộ lạc mặc dù kết làm liên minh nhưng là ở lại thời điểm vẫn là có chút khoảng cách đồng thời cuối cùng hiện lên xếp theo hình tam giác phân bố tại trong sơn cốc này ở giữa để trống vị trí chính là bọn hắn chọn định dùng để cộng đồng ăn cơm hội nghị cùng tổ chức nghi thức địa phương đã toại bộ lạc đều đã đem biết rõ đồ ăn cùng các loại bệnh kỹ pháp chia sẻ ra tới như vậy liền không có cần phải lại tách ra ăn cơm cho nên tương đương với ba cái bộ lạc đã sát nhập chỉ là giữ lại riêng phần mình bộ lạc tên cùng chức vị phân công mà thôi tâm hướng một chỗ nghỉ lực hướng một chỗ làm đám người vừa đến nơi này liền bắt đầu bận bịu hồ lên nam nữ già trẻ đều có phân công đi săn đội đám người đi đi săn đồng thời tuần tra chung quanh một cái hoàn cảnh bảo đảm không có cái gì an toàn tai họa ngầm đội tuần tra người làm sơn cốc chung quanh phòng ngự, đào cạm bẫy, vót nhọn đầu gỗ đâm thành hàng rào bố trí tại sơn cốc từng cái lối vào, tại lối vào cây cao bên trên cất đặt rất nhiều trường mâu cùng cung tiễn, đồng thời chuyển đến rất nhiều thạch đầu đắp lên chuẩn bị chiến đấu sử dụng, thu thập đội người cắt cành mận gai, biên cái gùi, kết cỏ dây thừng, biên giày cỏ, chặt đầu gỗ, chế tác bộ đồ ăn. Lão nhân tiểu hài thì lục tìm củi khô, chuẩn bị buổi chiều châm lửa dùng, một mực bận rộn đến chạng vạn tối, tòa sơn cốc này đã phát sinh biến hóa rất lớn, bắt đầu có một chút nơi ở dáng vẻ. Đi săn đội người săn trở về là một đám linh dương, bọn hắn hẳn là dùng hình thú trực tiếp đi săn một cái bầy cừu, cho nên một lần tính mang về mấy chục con dê. Nhất lệnh Giang Minh Nguyệt kinh ngạc chính là, viêm cùng côn bọn hắn còn nhớ rõ mình trước kia căng dặn, vậy mà cầm trở về ba con thụ thương chưa chết linh dương. Nguyệt, đầu kia dẹp sừng trong mặc dù mất đi, nhưng là cũng chứng minh thuần dưỡng động vật là có thể được, ngươi nhìn cái này dê thế nào giống như một con trong bụng đã có con non ba con linh dương nhẹ nhất tổn thương tại trên đùi nặng nhất tổn thương tại trên cổ chẳng qua điểm ấy tổn thương có gian minh nguyệt tại đều không tính là cái gì rất nhanh liền bị nàng chữa khỏi sau đó còn cẩn thận kiểm tra hạ viêm nói tới con kia dê mẹ quả nhiên là đã mang thai xem chừng còn có hơn một tháng liền có thể sinh toại bộ lạc người đối với thuần dưỡng động vật một chuyện đã không kỳ quái dù sao trước đó đầu kia dẹp sừng trâu ví dụ liền bày ở kia, nhưng là đối với đất đen cùng uyên bộ lạc người mà nói chuyện này liền tương đối hiếm lạ, vây tới quan sát đồng thời tất cả đều cùng người chung quanh nghe ngóng tình huống, sau đó một người mấy khối thạch đầu liền giúp Giang Minh Nguyệt đắp ra tới một cái bãi nhốt cừu, vì phòng ngừa linh dương chạy trốn, bọn hắn còn làm cái cực lớn hàng rào gỗ đắp lên bãi nhốt cừu phía trên làm ngăn cản lều, thậm chí còn có người đưa tới tươi non cỏ xanh cho cái này ba con linh dương ăn ba con linh dương lúc đầu còn rất là hoảng sợ tại xa lạ bãi nhốt cừu bên trong chạy tán loạn nhưng phát hiện vô luận như thế nào đụng đều chạy không ra được về sau ba con linh dương cũng ngoan ngoãn mà co lại đến một góc không nhúc nhích làm người quan sát bầy dần dần tán đi thời điểm bọn chúng cũng bắt đầu cẩn thận xích lại gần kia ném vào đến cỏ xanh trồng, chậm rãi bắt đầu ăn vụng trộm quan sát các thú nhân thấy thế lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hỉ sau đó lẫn nhau nhắc nhở lấy chậm rãi tán đi Đi vào nơi ở mới thứ nhất bữa ăn vô cùng trọng yếu. Mọi người vừa đến cần một bữa ăn no một bổ di chuyển con đường chỗ tiêu hao thâm hụt. Thứ hai cũng là chúc mừng bọn hắn bình an đến nơi ở mới. Nhưng là tại bữa tối dê nướng nguyên con trước khi bắt đầu, còn có một hạng chuyện trọng yếu hơn muốn làm, đó chính là cầu khẩn, cầu xin vu thần chúc phúc sơn cốc này, cho bọn hắn may mắn cùng che chở, phù hộ bọn hắn ở đây có thể bình yên vô sự, cơm no áo ấm, hậu thổ dẫn đầu ra sân, Tại dọn xong dê nướng nguyên con tế phẩm trên bàn niệm động cầu khẩn từ, sau đó dơ cao cốt trượng, lúc đầu bầu trời trong xanh thật liền đánh cái tiếng sấm, sau đó một người thân đuôi rắn, phía sau có bảy con tay, phía trước hai cánh tay đồng thời trong tay còn đều nắm lấy một đầu đằng xà hư ảnh đột nhiên liền lóe lên một lần, đám người lập tức an tâm, biết đây là vu thần hiển linh đáp ứng cầu nguyện, thanh một cũng như thế thao tác một phen, đồng dạng đạt được hỏa thuộc tính vu thần đáp lại, nguyên bộ lạc đám người thấy thế có một chút sa xúc, nguyên trạch đã không tại nguyệt lại là vừa mới tiếp nhận truyền thừa bọn hắn vô thần tạm thời là không cách nào gặp nhau nhưng không nghĩ giang minh nguyệt vậy mà tại thanh một xuống đài sau cũng đứng lên trên chẳng lẽ nguyên bộ lạc người lập tức kích động lên tù trưởng lôi hô hấp đều gấp rút mấy phần giang minh nguyệt cũng có mấy phần khẩn trương mặc dù mấy ngày nay nguyên trạch cho mình truyền thừa đã bị mình tiêu hóa hấp thu nhưng là có thể hay không đem thủy vu thần triệu hoán đi ra nàng thật đúng là không có nắm chắc, dù sao nàng cũng không biết cái này vu thần có thể hay không nhìn ra nàng không phải hàng nguyên đai nguyên kiện a, càng không biết cái này vu thần có thể hay không tiếp nhận mình kêu gọi ở trước mặt mọi người hiện thân, có, kia tất cả đều vui vẻ, không có, vậy thì có chút không xong, cũng may nàng vừa đem cầu khẩn từ đọc xong, không trung liền xuất hiện thủy vu thần hư ảnh, nguyên bộ lạc đám người lập tức liền hoang hô lên thậm chí có rất nhiều người đã kích động bắt đầu rơi lệ. Giang Minh Nguyệt cũng nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía không trung thủy vô thần đồng thời lại nhìn không được đánh cái rung. Tình huống như thế nào, không phải chỉ là cái hư ảnh A, làm sao cảm giác cái này vô thần giống như tại rất chân thành dò xét mình. Chẳng lẽ là đổi người hầu hạ, hắn còn muốn nhận người một chút hay sao? Vẫn là hai ngày trước mình mang theo đám người chạy trốn, giữ hắn lại bọc hậu hắn có thể coi là nợ bí mật rồi. Chương 77, thoải mái cố lên làm giang minh nguyệt không khỏi có chút tâm hoảng hoảng nhưng là cũng may loại cảm giác này kéo dài thời gian rất ngắn thủy vu thần hư ảnh cũng rất nhanh liền biến mất ba cái bộ lạc người lúc này mới cùng kêu lên hoang hô lên sau đó mở ra náo nhiệt bữa tối nguyệt ngươi làm nhiều tốt mấy ngày ngắn ngủi liền hấp thu truyền thừa lần thứ nhất liền triệu hồi ra vu thần ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi đúng vậy a à. nguyệt ngươi lần thứ nhất liền triệu hồi ra vu thần quá lợi hại ba cái tù trưởng hai cái vu cùng Giang Minh Nguyệt chỗ ngồi đều tại một chỗ, nhìn nàng tới mấy người cùng nhau hướng nàng chúc mừng, nhất là uyên bộ lạc tù trưởng lôi, càng là có chút kích động tới nên đón Giang Minh Nguyệt, Nguyệt, không, vu, ngài tiếp nhận truyền thừa, triệu hồi ra vu thần, ngài cũng đã là chúng ta uyên bộ lạc vu, về sau có bất kỳ sự tình, tùy thời phân phó, uyên bộ lạc trên dưới, toàn nghe thu xếp, Giang Minh Nguyệt vội vàng khoát tay, lôi tù trưởng quá khen, ta còn kém rất nhiều, cần học tập cũng rất nhiều, còn không tính một cái hợp cách vu nhưng là chỉ cần có cần ta địa phương ta cũng nhất định sẽ đem hết toàn lực đi làm lôi trùng điệp gật đầu lại một lần nữa cảm khái tự mình làm cái quyết định chính xác hắn có dự cảm nguyên bộ lạc sẽ không như vậy mẫn diệt ngược lại mới phải bắt đầu đi về phía huy hoàng đâu như là đã chọn định nơi ở đám người từ ngày thứ hai liền bắt đầu bình thường có thứ tự sinh sống một bộ phận người khai triển đi săn cùng thu thập cam đoan thông thường ẩm thực cần thiết một bộ phận người liền bắt đầu đào núi động tránh lộ thiên ở trên mặt đất đi ngủ nghỉ ngơi nơi đây núi đá khá nhiều thổ nhưỡng ít cho nên đào lên sơn động đến cũng không dễ dàng nhưng là thẳng đến bọn hắn làm giang minh nguyệt mới biết được nguyên lai like các thú nhân đối với đào núi động phương diện này sớm có mình đặc biệt kinh nghiệm mấy cái sau khi biến thân nhìn rất giống tê tê các thú nhân dùng móng vuốt sắc bén không ngừng tại lựa chọn vị trí đào lấy một dưới vuốt đến liền có thế nhẹ nhõm đào ra một cái lỗ thủng hiệu quả so sẻn quốc còn tốt hơn. Gặp được cứng rắn thạch đầu, bọn hắn liền đem dự đoán nấu chín mấy loại thực vật hỗn hợp nước bôi lên trên đó, như thế chờ một hồi, lúc đầu cứng rắn thạch đầu vậy mà cũng bắt đầu trở nên sốt lên, một móng vuốt xuống dưới không còn là lưu lại màu trắng vết cào, mà là có thể trực tiếp lấy xuống mấy đạo thật sâu vết khắc, như thế, mấy cái thú nhân cùng lên trận, cản đường cự thạch cũng liền không tính là gì. Bọn hắn không chỉ có dùng phương pháp này đào núi động, còn cần phương pháp này móc sạch mấy khối cự thạch tới làm thạch nồi cùng trữ nước thạch vạt. Có ý tứ nhất chính là, bọn hắn còn biết dùng cam thảo đun nước ngâm những cái này thạch nồi cùng thạch vạt, dạng này lúc đầu có chút như nhũng ra thạch đầu liền lại trở nên cứng rắn lên. Giang Minh Nguyệt cho bọn hắn vụn trộn tính theo thời gian, phát hiện ba cái thú nhân hợp tác đào xong một cái sơn động chỉ cần hơn một giờ, chờ đem từng cái bên cạnh động cũng đều đào xong thời điểm, thời gian chẳng qua cũng mới đi qua ba giờ ba cái trong bộ lạc thích hợp đào hang thú nhân hết thảy có 26 cái, dựa theo cái tốc độ này tính toán, không sai biệt lắm 3 4 ngày thời gian, trong bộ lạc sơn động liền đều có thể đào xong, cái này nhưng so sánh lập nhà nhanh nhiều, trước đó nàng còn nghĩ qua muốn hay không giáo chúng người đốn củi lập nhà đâu, như thế xem ra ngược lại là tiết kiệm, thú nhân đào sơn động nhưng so sánh mình giáo lập nhà bớt việc nhiều, có điều, muốn chăn nuôi súc vật, gia súc lều vẫn là muốn đóng mặt khác sơn cốc xung quanh cảnh giới địa phương cũng có thể đóng vài tòa nhà trên cây, đóng cao một chút, coi như canh gác tháp lâu, mà lại nàng về sau còn muốn mang theo đám người định cư tại bình nguyên bên trên, nơi đó cũng không thể vẫn là đào hang đi, chẳng lẽ tất cả đều chỗ ở hầm, khó mà làm được, bên kia hơi nước sau bên này nhiều, chỗ ở hầm mùa mưa sẽ ung thủy, cho nên, lập nhà sự tình vẫn là phải giáo, chẳng qua không cần gấp gáp như vậy thôi. Giang Minh Nguyệt như thế tự hỏi, Ánh mắt lại tại một tổ các thú nhân móc ra trên bùn đất dừng lại, đây là, nàng không chịu được ngồi xổm người xuống cầm bốc lên một cái miếng đất về một chút, sau đó liền ngạc nhiên phát hiện là đất sét, vậy mà là đất sét, có đất sét liền có thể đốt đất a, ăn như vậy cơm uống nước dụng cụ coi như đều có, nàng vui mừng quá đổi, lập tức chào hỏi ngay tại đào hang thú nhân, loại này thổ cỡ nào? Bên trong cũng đều là loại này thổ a, không ít, nơi này đều là loại này thổ, làm sao vậy, Nguyệt? Cái này thổ có vấn đề gì sao? Có vấn đề, có vấn đề lớn. Đây là đất sét A, đây là có thể đốt đất đất sét. Giang Minh Nguyệt trong thanh âm tràn đầy nhảy cẩn hoang hô. Đất sét, đốt đất, thứ gì? Không riêng có thể đốt đất, còn có thể đốt gạch. Có gạch, chúng ta lập nhà coi như không phải không muốn dùng đầu gỗ, mà lại có gạch. Chúng ta về sau nghĩ ở nơi nào lập nhà liền có thể suy xét ở nơi nào lập nhà, xây nồi và bếp, đài cao đều thuận tiện. Giang Minh Nguyệt còn chưa bắt đầu đốt đất, đốt gạch, đã đem những cái này đất sét tác dụng thu xếp mở. Tất cả mọi người đối với nàng nói đồ vật tợ hiểu phỉ hiểu, nhưng nhìn ánh mắt của nàng nghe nàng ngữ khí cũng có thể tưởng tượng được đây tuyệt đối là đồ tốt. Bởi vậy tất cả đều đi theo cao hứng trở lại, còn có người chạy tới thông báo ba cái tù trưởng. Ba cái tù trưởng nghe nói tất cả đều chạy tới, liền gặp bị đám người vây quanh trong đó Giang Minh Nguyệt ngay tại hướng cành mận gai giỏ bên trong thu đào núi động lấy ra bùn đất cẩn thận từng ly từng tí dáng vẽ tựa như tại đối đãi trân bảo nguyệt lại có phát hiện mới sao tù trưởng diễm gặp một lần tình huống này con mắt chính là sáng lên tù trưởng chúng ta nồi đều là thạch nồi ăn cơm dùng bát đều là đầu gỗ bát chứa nước cũng chỉ có thể dùng thùng gỗ hoặc là máng bằng đá nhưng là ngươi nhìn những cái này thổ có những cái này đất sét về sau chúng ta nấu cơm ăn cơm uống nước liền đều có thể dùng đồ gốm là một loại mặc dù không quá rắn chắc nhưng là khinh bạc thuận tiện dụng cụ ta nói như vậy mọi người khả năng đều nghe không hiểu nhiều bởi vì dù sao chưa từng gặp qua cho nên tưởng tượng không ra chẳng qua không quan hệ ta đem những cái này thổ xử lý một chút vài ngày sau liền có thể để mọi người thấy thành quả giang minh nguyệt một bên nói một bên để bình đi lấy vải bố làm loại bỏ lưới những cái này trong đất có tạp chất ta cần dùng thủy tướng bọn chúng cùng mở sau đó loại bỏ mấy lần lại lắng động một chút dạng này liền có thể đạt được thích hợp bóp gốm đất sét tù trưởng Diễm nghe xong lập tức sắp xếp người đến giúp đỡ, lôi cùng ni ở phương diện này không có kinh nghiệm, nhưng nhìn Diễm kia phối hợp bộ dáng liền biết Giang Minh Nguyệt nói khẳng định là có căn cứ, không phải hắn sẽ không là tích cực như vậy thái độ, bởi vậy hai người cũng liền bận bịu hô người hỗ trợ, cứ như vậy, sáu cái thú nhân giúp đỡ Giang Minh Nguyệt đem những cái này thổ sắp xếp gọn, sau đó kia thạch vạc còn chưa kịp trang sạch sẽ thức uống, liền bị tham ô tới trước ngâm đất sét bùng nhão giang minh nguyệt dùng cây gậy tại trong vạt nhiều lần quấy để đất sét cùng bên trong tạp chất phân tán ra sau đó dùng vải bố làm thành loại bỏ lưới đem những cái này bùng nhão nhiều lần loại bỏ cho đến những cái này bùng nhão biến thành đặc dính nước cơm hình nàng lúc này mới đem những cái này bùng nhão đặt ở một cái khác miệng thạch trong vạt đứng im nửa giờ nước bùng tách rời rửa qua phía trên nước vạt đáy lưu lại chính là tinh tế đặc dính như mì vắt trạng đất thó tất cả mọi người nhìn xem cái này hoàn toàn khác biệt bùng rất là hiếu kỳ không rõ vì cái gì bùng đất hành hạ như thế một phen sau vậy mà cũng có thế phát sinh biến hóa lớn như vậy, cũng không khỏi phải càng thêm chờ mong lên Giang Minh Nguyệt nói tới đồ gốm tới, chơi bùng đi, Giang Minh Nguyệt nói móc ra một khối bùng, nhiều lần tại một khối bằng phẳng trên tảng đá đập, khứ trừ đất thó ở trong bọt khí để đất thó trở nên càng thêm có dính tính, sau đó mới bắt đầu chậm rãi cầm bốc lên nền tới, nền không khó bóp, nàng mấy lần liền bóp tốt, sau đó dùng nước chấm tại nền phía trên, gia tăng nó độ dẻo. Chỉ chốc lát sau liền làm ra một cái bình gốm dưới đấy. Đám người nhìn con mắt nháy đều không nháy mắt. Hiển nhiên cảm thấy hứng thú vô cùng. Chương 78. Có đồ gốm sinh hoạt. Bình gốm nền làm tốt. Phía dưới liền bắt đầu dùng đất thó xoa dài nhỏ đầu bắt đầu cuộn tại nền bên trên. Đồng thời dùng nước đến tiến hành dán lại. Như thế một tầng lại một tầng. Một cái bát to hình dạng dần dần xuất hiện. Nếu như là làm bát. Dạng này liền không sai biệt lắm. Chỉ cần tu chỉnh một phen là được rồi. Nhưng là ta bây giờ muốn bóp chính là bình gốm, cho nên bắt đầu từ nơi này liền phải đi đến thu. Giang Minh Nguyệt một bên giải thích một bên tiếp tục đắp dài nhỏ bùng đầu đồng thời dần dần đi đến co vào, rất nhanh, một cái cổ xưa tiểu xảo bình gốm hình thức ban đầu liền xuất hiện ở trước mắt mọi người, chúng ta cần phải mượn phiến gỗ đến đem bình gốm mặt ngoài phá vân, đồng thời còn có thể dùng vải ướt đem miệng bình lao vuông vứt, như thế uống nước thời điểm liền sẽ không ngượng nghịu miệng, Giang Minh Nguyệt một bên nói một bên thao tác cho mọi người nhìn, rất nhanh, trải qua tu chỉnh bình gốm liền nhìn bóng loáng nhiều dạng này liền không sai biệt lắm bước kế tiếp chính là phóng tới trên lửa nung nhưng là chỉ nung cái này một cái kia quá phiền phức chúng ta cần làm nhiều một phẩy một lên nung mà lại tốt nhất một lò đốt đều là lớn nhỏ đều, đều đều đồ gốm tương đối tốt nàng vẫn là chuẩn bị dùng nguyên thủy nhất nhất giản dị bùng lò đến đốt cho nên để cho an toàn thứ nhất lò đều chuẩn bị nung cỡ nhỏ đồ gốm chờ sau khi thành công mới lại nung lớn một chút trữ nước hoặc là trữ lương thịt muối dụng cụ tất cả mọi người nhìn sẽ sao nhìn sẽ có thể cùng ta cùng một chỗ động thủ cái này đồ gốm kỳ thật cũng không phức tạp sẽ không có thể một bên làm một bên hỏi ta nàng thốt ra lời này xung quanh những cái này xem náo nhiệt tất cả đều đưa tay bắt đầu móc bùn liền ba cái tù trưởng đều tham dự vào cứ như vậy dưới sự chỉ huy của nàng không cần bao lâu thời gian cái này nửa vạt đất thó liền đều bị mọi người bóp thành lớn nhỏ tương tự nhưng là tạo hình khác nhau bình gốm hoặc là chén sành nàng còn bóp mấy cái gốm nồi. Lúc này đống lửa cũng có người dựa theo nàng phân phó bắt đầu chuẩn bị, đường kính 10cm phẩm chất cây khô đầu hạng chót, phía trên bày khô ráo cỏ tranh, sau đó đem những cái này bình gốm từng cái bày ra đi lên, dọn xong sau lại thả cỏ tranh, như thế phía trên thả đầu gỗ làm tam giác khung, sau đó đắp tốt mảnh gậy gỗ, bên ngoài đóng một tầng cỏ tranh, cỏ tranh bên ngoài bắt đầu dán bùng, chỉ ở dưới đáy cùng phía trên phân biệt lưu nhóm lửa miệng ra khí miệng, làm xong những cái này, Giang Minh Nguyệt dùng đá đánh lửa bay sượt, một giải hỏa tinh thuận thế liền lăn đến khô ráo, cỏ tranh bên trên, rất nhanh liền nhóm lửa bên trong cỏ tranh, thế lửa dần vượng, phía trên cũng toát ra khói xanh, nhìn xem không có vấn đề đồng thời khói cũng bắt đầu biến sắc về sau, Giang Minh Nguyệt liền dùng bùng dán lên dưới đáy châm lửa miệng, tốt, để nó đốt là được, ngày mai lúc này liền không sai biệt lắm có thể mở lò, Giang Minh Nguyệt vỗ vỗ tay, có chút cảm thán, nếu có thể phát hiện quặng sắt liền tốt, chúng ta nấu sắt rèn đúc thùng sắt, ta liền có thể trực tiếp đem thùng sắt chụp lên tới đốt đất, cũng không cần đắp cái này giản dị bùng lò, nàng nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía ba cái tù trưởng, các vị tù trưởng, làm phiền các ngươi cùng tất cả mọi người nói một tiếng, nếu như mọi người ai phát hiện thải sắt bùng đất hoặc là nham thạch, đều mang về cho ta xem một chút được không, chúng ta nói không chừng có thể làm ra gốm màu hoặc là cái khác kim loại chế phẩm đến, tù trưởng diễn vốn là đối nàng nói gì nghe nấy, mặt khác hai cái tù trưởng cũng đã bị nàng phen này cử động chinh phục, mặc dù còn không có nhìn thấy thành phẩm, nhưng là cũng đối với ngày mai mở lò lấy gốm phi thường chờ mong, bởi vậy nghe lời này lập tức gật đầu, lôi còn nói, ta nhìn nếu như thuận tiện, về sau đụng phải cái gì vật ly kỳ cổ quái đều mang về một điểm cho Nguyệt xem một chút đi, Nguyệt kế thừa hai phần truyền thừa, trong đầu đồ vật so với chúng ta tất cả mọi người nhiều. Nói không chừng dạng này chúng ta có thể làm ra càng thật tốt hơn đồ vật tới mặt khác hai cái tù trưởng cũng đi theo gật đầu biểu thị đồng ý tù trưởng diễm đột nhiên nghĩ đến cái gì ánh mắt sáng lên nói nguyệt cái này gốm nếu như đốt tốt chúng ta có phải là cũng có thể cầm tới bộ lạc giao dịch đi lên đổi đồ vật a đó là đương nhiên đồ gốm tác dụng lớn đâu gốm nồi có thể nấu cơm chén sành có thể ăn cơm gốm chén có thể uống nước bình gốm có thể trữ vật chúng ta nhiều thịt ướp lên nhiều quả làm thành mức hoa quả đều có thể dùng bình gốm đến trang a Chúng ta còn có thể làm bình hoa cắm hoa, làm đĩa thịnh đồ ăn chứa nước quả, bao quát bày ra cống phẩm khay, những cái này đều có thể dùng đồ gốm đến thực hiện. Ngài nói, dạng này đồ tốt phóng tới bộ lạc giao dịch mặt trời lên cao đi, có thể hay không được người hoan nghênh, vậy đơn giản sẽ rất được người hoan nghênh. Tù trưởng Diễm lại biến thành tham tiền dạng, nghe vậy cao hứng đi qua đi lại, đồng thời hưng phấn xoa tay, phản phất đã nhìn thấy bị cái khác các bộ lạc đuổi theo muốn trao đổi tràn cảnh, cười thấy răng không gặp mắt. Phần này cảm giác vui sướng nhiễm xung quanh rất nhiều người, mọi người nhìn về phía cái này giản dị bùng lò ánh mắt càng thêm nóng rực lên, cũng may Giang Minh Nguyệt ra tay vẫn là trước sau như một đáng tin, ngày kế tiếp mở lò lúc, một kiện thất bại phẩm đều không có. Mọi người nhìn chút ít này màu đỏ đồ gốm đều hưng phấn hoang hô lên, nhất là trông thấy Giang Minh Nguyệt đem nước đổ vào bình gốm, mà bình gốm dưới đáy một điểm nước đều không có chảy ra thời điểm, loại này vui sướng cùng kích động càng là đạt tới đỉnh phong, chúng ta có bình gốm còn có chén sành, đĩa, chén nước, chúng ta có thật nhiều đồ gốm, nguyệt là chúng ta trí giả. Đám người hoang hô, nhảy cẩn, đem Giang Minh Nguyệt vây vào giữa, kích động nâng lên thân thể của nàng hướng không trung ném, tại nàng phát ra vui sướng thét lên lúc đi theo reo hò, sau đó tiếp được nàng tiếp tục bên trên ném. Ba cái tù trưởng cùng hai cái vu nhìn xem một màn này cũng đầy mặt nụ cười, bọn hắn lúc này còn không biết, đồ gốm sinh ra đem cải biến bọn hắn ẩm thực sinh hoạt để bọn hắn bắt đầu tiến vào một cái khác giai đoạn văn minh cốt cốt mọi người thả ta xuống đi chúng ta đi thí nghiệm một chút cái khác bình gốm phẩm chất a ta còn làm mấy cái gốm nồi đâu có thể đun nhiều đồ vật thử xem giang minh nguyệt trấn an kích động các tộc nhân rốt cục thu hoạch được hai chân rơi xuống đất tư cách nàng trước từ những cái này đồ gốm bên trong tìm ra mình bóc chế kia năm cái mang hai lỗ tai bốn người dùng gốm nồi sau đó lại tại bên cạnh lay ra nắp nồi lúc này mới cùng một chỗ biểu hiện ra cho đám người nhìn. Đây là gốm nồi, thích hợp hầm cùng nấu, vô luận là loại thịt vẫn là ngũ cốc, hoặc là chúng ta trước đó đào khoai sọ, đều có thể dùng cái này tới làm. Còn có một loại đáy lớn nhưng là cái nắp giống viên tùy hình gốm nồi, nó thông khí không thấu nước, có thể dùng rất ít một điểm nước liền làm ra một nồi đồ ăn đến, càng thích hợp thiếu nước thời điểm sử dụng, đợi ngày mai ta giáo mọi người làm loại kia nồi. Bọn hắn hiện tại ở nơi này trước mắt là bởi vì mùa mưa quan hệ cho nên không thiếu nước, nhưng là tiếp qua mấy tháng mùa khô đến, thức uống liền sẽ không giống bây giờ như thế dồi dào, cho nên so sánh dưới, tác nồi liền rất thích hợp nơi này. Giang Minh Nguyệt nháy mắt liền câu lên mọi người hứng thú, đối với ngày mai bóp gốm càng thêm mong đợi, nhưng là dưới mắt, bọn hắn lại đều trơ mắt nhìn Giang Minh Nguyệt như thế nào dùng cái này gốm nồi hầm ra một qua mỹ vị tới. Giang Minh Nguyệt chuẩn bị hầm chính là thịt dê, bọn hắn hai ngày này bắt trở lại đều là linh dương, cho nên không riêng da dê nhiều hơn, thịt dê cũng có có dư. Một mực ăn nướng thịt dê rất dễ dàng phát hỏa, vừa vặn hầm một nồi đầu dê canh đến cho mọi người nếm thử, mà lại có gốm nồi, về sau dê tạp cũng có thể không cần ném, đều có thể thu thập sạch sẽ vào nồi đến cho mọi người nấu dê tạp canh uống, ấm lòng ấm dạ dày, vừa vặn thích hợp nặng nề lao động chân tay trong lúc đó uống, thịt dê dê sắp xếp chém thành khối nhỏ nước lạnh vào nồi, bên trong thả trước đó nàng phơi khô bảo tồn đi tanh lá cùng bên này hái giả hành, sau đó bắt đầu nhóm lửa, ánh mắt của mọi người một mực tập trung ở đáy nồi, chỉ thấy trong nồi nước đều ừng ực ừng ực mở, Giang Minh Nguyệt cũng bắt đầu ra bên ngoài liếc phù mạc, gốm nồi vẫn như cũ hoàn hảo, chỉ là ngoại bộ đáy nồi nhan sắc phát sinh một chút biến hóa, một điểm bắn nổ vết tích đều không có, đám người lúc này mới yên lòng lại, sau đó theo đung nhiều thời gian trôi qua, thịt dê mùi thơm cũng chậm chậm bay ra, thêm muối hậu vị đạo càng đậm, đám người nuốt nước miếng thanh âm cũng lớn lên. Tù trưởng lôi có chút không quen nhìn đám người thèm dạng, nghiêng đầu một bộ ta không biết đám người này tư thế, nhưng là không chịu nổi kia mùi thơm từng trận hướng lỗ mũi mình bên trong phiêu, tại mọi người chú ý không đến góc độ bên trong, cổ của hắn kết cũng tới hạ nhanh chóng bỗng nhúc nhích qua một cái, nguyệt làm đồ vật cũng quá thơm, ta tuyệt đối không phải thèm, là thật quá thơm, hắn không chịu được ở trong lòng cảm thán. chương 79 chuẩn bị giao dịch vật tư, gốm nồi chỉ có 5 cái, không có khả năng làm cho tất cả mọi người đều phân đến hầm thịt dê, nhưng là cũng không phải là chỉ có gốm nồi có thế hầm, thạch nồi đồng dạng có thể, cho nên đang nghiệm chứng xong gốm nồi rắn chắc chịu lửa về sau, hai ngụm tảng đá lớn nồi cũng hầm lên thịt dê, lần này mùi thơm càng thêm nồng đậm, đi sang đội cùng thu thập đội tuần tự lục tục trở về, vừa lên sơn cốc đã nghe đến mùi thơm mê người, lúc đầu còn có mấy phần buồn bực, không biết tộc nhân đang làm cái gì ăn ngon đợi nhìn thấy thành phẩm nồi cổ cùng đồ gốm lúc liền đều hiểu đốt đất thành công đây là dùng mới khí cụ chế tác mỹ thực hôm nay bữa tối cũng bởi vì có đồ gốm tồn tại mà lộ ra phá lệ náo nhiệt mọi người dùng mới vừa ra lò chén sành đựng lấy đun nhiều mềm nát ngon miệng thịt dê dê sắp xếp bắt đầu ăn cảm giác tư vị đều so bình thường tươi ngon rất nhiều khác liền dùng gốm chén tiếp một chén từ bình gốm bên trong đổ ra nước cái này nước đều cảm thấy ngọt không ít có gốm thời gian a thật là thuận tiện nhiều lắm. cái này cũng liền trực tiếp dẫn đến ngày thứ hai đám người bóc chế đồ gốm nhiệt tình càng đầy chén sành, gốm chén, đĩa, bình gốm, gốm nồi, khay, tác nồi, ấm trà chỉ cần giang minh nguyệt nói ra được đến cũng bóp ra tới tất cả mọi người nghĩ bóp đi thử một chút cái này trực tiếp dẫn đến một ngày này bùng lò trực tiếp làm năm cái không phải căn bản đốt không hạ a à. chẳng qua giang minh nguyệt tính toán lần này đốt xong trong bộ lạc sử dụng đồ gốm hẳn là cũng liền đủ rồi, đằng sau lại đốt hẳn là đều có thể cầm tới bộ lạc giao dịch đi lên đổi lấy vật tư. Nói đến bộ lạc giao dịch, Giang Minh Nguyệt từ đầu đến cuối có chút nghi hoặc, không biết giao dịch này thời gian cùng địa điểm là như thế nào quy định. Theo lý thuyết các thú nhân đối với thời gian lịch pháp là không có khái niệm, bọn hắn cũng chỉ là biết có mùa mưa, mùa khô phân chia, cụ thể mùa mưa có bao nhiêu ngày, mùa khô có bao nhiêu ngày, trừ vu, tin tưởng liền tù trưởng cũng không tính là rõ ràng như vậy liền lại càng không cần phải nói từng cái bộ lạc có thế quy định ra cố định giao dịch thời gian trong bụng nàng hiếu kỳ cũng liền hỏi như thế vô thanh một cười ha hả nói giao dịch ngày kỳ thật rất dễ nhớ một cái mùa hai lần trong đó hai lần là căn cứ trên trời mặt trời số lượng đến tính toán cùng ngày bên trên chỉ còn một cái mặt trời hoặc là trên trời xuất hiện cái thứ hai mặt trời thời điểm chính là giao dịch ngày sắp mở ra thời điểm Mặt khác hai lần là căn cứ di chuyển đến thời gian mà tính, bởi vì mọi người di chuyển bắt đầu thời gian đều không kém nhiều lắm, cho nên đến thời gian hẳn là cũng liền trên lệch 3 năm ngày. Bởi vậy tất cả mọi người sẽ tại an định lại 10 ngày thời điểm bắt đầu xuất phát, cộng đồng lao tới giao dịch địa điểm, bù đắp nhau, cam đoan các bộ lạc tại nơi ở mới sinh hoạt. Bên này là một tòa rất cao màu đen núi, bên kia là một chỗ rất lớn hồ nước lân cận, đi sớm đi trễ cũng không quan hệ, chỉ cần có thể đổi được mình bộ lạc muốn đồ vật là được, thì ra là thế, chẳng qua chắc hẳn đến nói vẫn là nhìn lên bầu trời mặt trời phương pháp này tương đối tinh chuẩn còn tốt nhớ, Giang Minh Nguyệt bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó có chút hiếu kỳ hỏi, đây chẳng phải là nói khoảng cách giao dịch ngày không có mấy ngày rồi, Vu Thanh một gật đầu, không sai, cũng liền 6 7 ngày, sau đó lần tiếp theo đại khái liền phải 140 trời về sau, 140 trời, Giang Minh Nguyệt suy tư hạ, như thế nói đến Lần này chúng ta có thể nhất đem ra đánh đồ vật hẳn là đồ gốm, cái gùi, sạch sẽ muối cùng đường đỏ, những vật khác cơ bản đều bị chúng ta tiêu hao hết, khoai sọ, nhiều thứ thú, quả khô những cái này tự nhiên đều là bị mọi người ăn hết, phải bố dự trữ mình bộ lạc còn chưa đủ, cho nên căn bản là không có cách giao dịch, chớ nói chi là còn chưa đủ người đồng đều một kiện áo tơi, trước mắt có thể lấy ra giao dịch đồ vật thật đúng là 10 phần có hạn nguyên lai chuẩn bị những cái kia cũng liền thể tích nhỏ tốt mang theo cho nên mới không có bị ném vứt bỏ muối cùng đường có thể giữ lại cái cùi đều là đến bên này hiện biên không phải mang tới những cái kia căn bản đều không đủ người một nhà dùng chớ nói chi là đổi cho người khác liền nàng nửa đường luyện chế những cái kia thuốc trị thương cũng đều tại hung thú triều thời điểm tiêu hao bảy tám phần đến bên này còn chưa kịp ra khỏi sơn cốc tìm kiếm cũng không biết bên này có những cái kia thảo dược lại có thể phối trí ra những cái kia dược vật tới có những cái này đã là coi như không tệ nếu là tại trước đó bộ lạc giao dịch bên trên chúng ta có thế đổi ra cũng chính là muối cùng da thú dược cao không so được những bộ lạc khác cốt đao mãn váy những vật này hiện tại chúng ta nhiều nhiều đồ như vậy đã coi như không tệ tù trưởng diễm an ủi giang minh nguyệt nhất là cái này bình gốm những người khác chắc chắn sẽ không biết là thế nào làm được một vùng đi qua đoán chừng liền có thể bị cướp không có thế đổi lại rất nhiều thịt khô đâu mà lại lần này bình nguyên bên trên xuất hiện hung thú triều cũng không biết những bộ lạc khác tình huống như thế nào lần này giao dịch ngày người không nhất định có bao nhiêu đồ vật thiếu mà tin ngược lại là chuyện tốt giang minh nguyệt gật đầu nhưng là vẫn muốn phòng ngừa chu đáo tình huống xác thực như thế chẳng qua chúng ta vẫn là dành thời gian đem ruộng đồng khai khẩn sửa sang lại tương đối tốt trên đường thu cây yến mạch cùng lúa mạch hạt giống muốn nhanh chóng trồng xuống thừa dịp hiện tại nước mưa còn nhiều thực vật sinh trưởng còn có thế nhanh lên không phải một chậm trễ đợi đến mùa mưa đi qua mùa khô đến đến lúc đó liền sẽ ảnh hưởng sản lượng mà lại tính toán thời gian không sai biệt lắm thu hoạch thời điểm vừa vặn có thế gặp phải kế tiếp giao dịch ngày coi như không kịp có ta một hệ thúc đẩy sinh trưởng cũng có thế gặp phải đến lúc đó chúng ta lại lấy ra mới đồ vật vẫn là đồ ăn càng khả năng hấp dẫn mọi người chú ý như không tất yếu nàng không muốn động dùng mình một hệ dị năng đến thúc đẩy sinh trưởng thực vật đây là giảm chiều không gian đã kích cũng là chui thế giới lỗ thủng, cũng không thích hợp tất cả thú nhân như vậy thao tác, nàng càng thích giáo hội các thú nhân chân chính làm ruộng phương pháp, dạng này rời đi nàng, bọn hắn cũng có thế nhiều đời canh tác xuống dưới, còn có khỉ cây bánh mì trồng cũng không thể rơi xuống, nhiều loại cây này, về sau chúng ta không lo ăn uống, hiện tại trong bộ lạc thế nhưng là có rất nhiều người đều thích nó trái cây cùng bên trong nước, vu hậu thổ nói bổ sung, đúng, mặt khác còn có thể suy xét bắt một chút giống chim tới nuôi, hạ trứng cũng có thể cho chúng ta cung cấp dinh dưỡng có muối cùng những vật khác tăng thêm trứng cũng có thể bị làm thành các món ăn ngon chính chúng ta ăn hoặc là lấy ra đi giao dịch đều là cực tốt giang minh nguyệt tiếp tục bổ sung đúng còn có bên này quả cũng rất nhiều thời tiết ấm áp khô ráo vừa vặn thích hợp phơi quả khô đám người lao nhau rất nhanh liền thảo luận tốt đằng sau mấy ngày trọng điểm thu xếp bởi vậy khi mặt trời lên mảnh sơn cốc này cùng tới gần cạnh ngoài địa thế bằng phản thổ những hơi dày địa phương liền đều xuất hiện bận rộn bóng người mọi người như cần cù ong mật bận rộn con kiến bắt đầu kiến tạo thuộc về mọi người cộng đồng mỹ hảo gia viên giang minh nguyệt kế hoạch nhà trên cây cũng không có rơi xuống đám người không chỉ có tại sơn cốc phòng thủ địa phương xây nhà trên cây làm tháp canh còn tại nhà các nàng trước sơn động trên một cây đại thụ cũng cho nàng đơn độc xây cái nhà trên cây tới làm nàng người nền dùng để cung cấp nàng nghiên cứu thảo dược chỉnh lý vô văn hóa truyền thừa. Đến thú thế lâu như vậy, nàng rốt cục có thuộc về mình tư nhân không gian, mặc dù chỉ có 10 cái mét vuông lớn nhỏ, nhưng là ở là thật thuận tiện A. Chương 80, xuất phát bộ lạc giao dịch, làm sâu như vậy câu liền có thể, thổ nhưỡng hiện tại rất ước ác, cho nên không cần tưới nước, trực tiếp đem hạt giống bỏ vào là được, sau đó đắp lên thổ, nhẹ nhàng dẫm dẫm mạnh, nhưng là chú ý không muốn dẫm đến quá chết, không phải hạt giống nảy mầm liền sẽ rất tốn sức, Ta hiện tại chỉ là cho mọi người làm làm mẫu, đằng sau khai khẩn ra tới đều như thế thao tác, mọi người thấy rõ ràng rồi sao? Hiện tại nhiệt độ không khí rất thích hợp, đại khái 3 ngày liền có thể cắm rễ nảy mầm, 5 ngày liền có thể toát ra thổ mặt bị mọi người thấy, Chồi non rất yếu đuối, cho nên tuyệt đối không được bị cái khác ăn cỏ mảnh thú ăn, cũng không cần bị dẫm đạp, mãi cho đến nở hoa kết hạt thu hoạch, chúng ta đều muốn chú ý tuần sát, mọi người nhớ không? Còn có chính là, Mọi người gần đây lúc ra cửa có thể lục tìm cái khác mảnh thú phân và nước tiểu phóng tới cái gùi bên trong mang về Ở bên kia đào hố, đem phân và nước tiểu cùng một chút lá cây cắt đất cùng một chỗ điền vào đi lên men Về sau liền có thể để dùng cho những cái này cây trồng bóng thuốc, có thể để cho hoa màu dáng dấp càng tốt hơn Giang Minh Nguyệt một bên thao tác một bên cho mọi người giảng giải, cuối cùng còn cường điệu một chút Mọi người bài tiết vật cũng có thể tích lũy lên phóng tới ủ phân trong hố lên men về sau cũng sẽ là rất tốt phân bón. Các thú nhân rất chân thành lắng nghe đồng thời cố gắng nhớ kỹ Giang Minh Nguyệt nói tới mỗi một câu nói, tranh thủ tại Giang Minh Nguyệt không tại trong bộ lạc thời gian bên trong không xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất. Đúng vậy, nàng muốn tạm thời rời đi bộ lạc Sơn Cốc, bởi vì 6-7 ngày thời gian thoáng qua liền mất, xuất phát đi bộ lạc giao dịch thời gian liền phải đến. Xét thấy tại di chuyển trên đường nhất là đối mặt hung thú triều lúc biểu hiện, hiện tại lại không có người đối Giang Minh Nguyệt xuất cốc biểu thị lo lắng liền nguyên bản phái tới bảo hộ nàng bằng cậu cùng cho tới nay luôn luôn muốn bảo hộ nàng côn hiện tại cũng không thế nào vây quanh nàng quấn mọi người tất cả đều tin tưởng thực lực của nàng nếu như nguyệt cũng có thế xảy ra ngoài ý muốn như vậy xong trong bộ lạc lại không có ai có thể chống cự nàng đối mặt nguy cơ cho nên vừa nghe nói nàng lần này cũng muốn đi bộ lạc giao dịch bên trên nhìn xem tù trưởng diễm chỉ là hơi suy nghĩ một chút liền lập tức đồng ý lần này đội ngũ cũng là ba cái bộ lạc tạo thành liên hợp đội ngũ dẫn đầu đều là trong bộ lạc đi săn đội hảo thủ, theo thứ tự là đất đen bộ lạc kiêu, toại bộ lạc viêm cùng uyên bộ lạc trạch, bờ rờ. Cái này ba cái đều là thực lực cường hãn thú nhân, mỗi người dẫn đầu 10 cái thủ hạ cũng đều là thú nhân hoặc là đồ đằng dũng sĩ, từng cái trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng, phối hợp cái trước nhìn nhỏ yếu kỳ thực thực lực cường hãn giang minh nguyệt, cái đội ngũ này đi ngang qua bình nguyên cũng không có vấn đề gì, chớ nói chi là đi bộ lạc giao dịch bởi vậy ba cái tù trưởng cùng hai cái vu đều yên tâm lưu thủ tại trong bộ lạc đem quyền chỉ huy toàn quyền giao cho giang minh nguyệt cùng ba cái tiểu đội dài bọn hắn mấy ngày nay lại đẩy nhanh tốc độ tạo ba chiếc xe ba gác ra tới bên này thảm thực vật thưa thớt so với ban đầu rừng cây càng thích hợp sử dụng xe ba gác lại thêm có đồ gốm tại dựa vào nhân công vận chuyển quá tốn sức cho nên xe ba gác chỗ tốt liền thể hiện ra tới bọn hắn dùng dây cỏ đem bình gốm trói tốt cố định tại trên xe ba gác sau đó còn đem đường đỏ, muối những vật này cũng để vào bình gốm bên trong, cái gùi đều cổng lên người, chỉ đem một ngày thức ăn và nước mát, đội ngũ liền xua tan đám người bắt đầu xuất phát. Bình, vu nơi đó còn có mấy cái hung thú tinh nguyên, ta đi những ngày này các ngươi nhất định không nên quên rèn luyện, nhất định phải làm cho thân thể cường tráng lên, chờ ta trở lại thời điểm liền có thể trợ giúp các ngươi khế ước, giống như ta trở thành đồ đằng dũng sĩ, nhớ không? Giang Minh Nguyệt tinh tế căn dặn Bình. Những ngày này nàng đã đem mình khế ước quá trình cùng mọi người nói, đối với các nàng những cái này thức tỉnh thất bại người mà nói quả thực là một mũi tim nâng cao dũng khí, cho các nàng lớn lao cổ vũ, cho nên bọn họ gần đây một mực đang kiên trì rèn luyện thân thể, tranh thủ có thể thuận lợi hoàn thành khế ước, sớm ngày có được tự vệ thực lực, Giang Minh Nguyệt biết dù cho mình không tại, các nàng cũng sẽ cẩn thận tỉ mỉ không đánh một điểm chiết khấu đi hoàn thành, nhưng là vẫn nhịn không được tại trước khi đi dặn dò vài câu là quan tâm cũng là cổ vũ, Bình bọn người trùng điệp gật đầu, Nguyệt, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định thật tốt luyện, tuyệt sẽ không phụ lòng ngươi chờ mong, ta đi, không cần lo lắng, hơn 10 ngày cũng liền trở về. Giang Minh Nguyệt dùng sức phất tay, sau đó chạy bộ đuổi theo đã xuất phát đội ngũ. Bọn hắn năm nay chọn định khối khu vực này tương đối gần Bình Nguyên, cho nên khoảng cách mọi người ước định mà thành giao dịch địa điểm Hắc Sơn đến nói lộ ra có chút xa, cũng tạo thành bọn hắn rất có thể sẽ là trễ nhất đạt tới như thế bọn hắn dự định tăng tốc đi đường tốc độ tranh thủ sớm một chút đến bộ lạc giao dịch địa đem tất cả đến giao dịch bộ lạc đều có thể thấy cái toàn như thế khả năng giao dịch về nhiều thứ hơn giang minh nguyệt đối với cái này không có ý kiến đuổi theo các thú nhân đi đường tốc độ đối với nàng mà nói dễ dàng ngược lại là viêm bọn người lo lắng nàng chỉ là vô lực dồi dào nhưng là thể lực không đủ cho nên luôn luôn đưa ra muốn cổng nàng đi đường đề nghị thậm chí côn còn nói hắn có thể hóa thành hình thú tiếp tục chở đi giang minh nguyệt không cần lo lắng cho ta ta cùng bên trên mọi người tốc độ càng không cần bởi vì ta mà biến hình bảo tồn thể lực chúng ta trên đường có thể nhiều đi săn hoặc là thu thập điểm đồ ăn ăn không hết có thể cầm đi giao dịch a ta thế nhưng là nghe tù trưởng nói có bộ lạc đặc biệt am hiểu chế tác vũ khí cốt đao chế tạo dị thường sắc bén có thế áp đặt xuống tới tê thú đầu còn có bộ lạc am hiểu chế áo mảng áo da khinh bạc thông khí còn có hoa văn càng có bộ lạc biết chế tác trang sức, từ đầu đến chân đều trang trí giống con khai bình tước điểu. Nhiều như vậy thực lực cường đại bộ lạc, chúng ta nếu là không lấy ra đủ tốt đủ nhiều đồ vật đến, thế nhưng là giao dịch không đến ngưỡng mộ trong lòng vật phẩm. Giang Minh Nguyệt một bên thoải mái mà đi đường một bên cùng mọi người nói chuyện phím, để lúc đầu đối nàng tương đối câu nệ các thú nhân dần dần buông lỏng lên, ngẫu nhiên cũng có thể tùy ý dựng mấy câu, ai, chờ một chút, giống như đụng phải mảnh thú đánh nhau giang minh nguyệt tinh thần lực một mực đang lấy mình làm trung tâm ra bên ngoài khuếch tán quét hình cảm thấy được một chỗ mảnh thú tung tích sau lập tức cười vừa nói muốn bao nhiêu làm điểm đồ ăn đi giao dịch địa cái này có đưa tới cửa đi chúng ta lặng lẽ ẩn nút đi qua tại bọn chúng đấu lưỡng bại câu thương thời điểm ra tay liền không tin bắt không được bọn chúng viêm bọn người liếc nhau đội ngũ lập tức một phân thành hai một nửa người trông coi đồ vật chậm rãi đi một nửa khác người đi theo Giang Minh Nguyệt liền hướng phải phía trước cẩn thận sờ lên, đi đại khái hơn 500 mét thời điểm, các thú nhân cũng cảm nhận được mảnh thú khí tức, lại đi một đoạn đường, tất cả mọi người có thể nghe được tiếng bước chân nặng nề cùng thô trọng tiếng thở dốc, Giang Minh Nguyệt tinh thần lực một mực một mực tập trung vào bên này, đã sớm biết giao đấu chính là một con cự hình sừng thằng lằn cùng một đám tiền sử vưu heo. Tiền sử vưu heo tướng mạo cùng hậu thế so sánh không có quá lớn khác nhau, chỉ là cái đầu phóng đại không chỉ gấp 2, sáu con đại hào heo tất cả đều hình thể cường tráng, phối hợp toàn thân bùng nhão, xem xét chính là một bộ rất khó dây vào dáng vẻ. Ngoài ra còn có mười mấy con cùng hậu thế lợn nhà cười to gần nhỏ vưu heo trốn ở lớn vưu heo đằng sau, thỉnh thoảng phát ra lẩm bẩm thanh âm, không quá giống sợ hãi, cũng là tại trợ uy, đều là thịt A. À. Giang Minh Nguyệt cảm thán một chút, sau đó đem lực chú ý hướng sừng thằng lằn trên thân nhìn lại, thấy rõ nó tướng mạo một nháy mắt chính là cho mày, gia hỏa này dáng dấp thật sự là rất giống đem sầu riêng sát ngoài mặt lên người, toàn thân cao thấp đều che kín giống lưỡi dao đồng dạng sắc bén sống lưng đâm, liền trên ánh mắt phương đều không có bỏ qua, thật sự là tuyệt hảo phòng ngự, để cho địch nhân không thể nào ngoạm ăn, không chỉ có như thế, Giang Minh Nguyệt biết hậu thế sừng thằng lằn là có một loại năng lực đặc thù, đó chính là có thể tại gặp địch thời điểm từ trong mắt phun ra máu tươi, tầm bắn có thể đạt tới độ dài thân thể gấp 10, để đối thủ khó lòng phòng bị dù sao ai cũng sẽ không nghĩ tới đối phương sẽ từ trong mắt phúng ra ngoài máu A, à. cái này cũng chưa tính, phải biết cái này phun ra ngoài máu tươi vẫn là có độc, một khi bị phun mặt mũi tràn đầy liền sẽ lập tức đâm mù, sừng thằng lằn cũng liền có thế nhân cơ hội này bỏ trốn, hậu thế sừng thằng lằn đều có thể lợi hại như thế, chỉ sợ cái này thú thế sừng thằng lằn sẽ lợi hại hơn, ai, quả nhiên để lọt không phải dễ nhặt như vậy, liền cùng mở mù hộp đồng dạng, cũng may mắn mình cùng bên người những người này thân thủ phải không phải cái này rừng sâu núi thẳm mở mù hộp mạng nhỏ sớm tối phải chết yểu a à.